Thời điểm đó Tống Thư Hàng, cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu, lại vừa tiếp xúc tu hành, vô cùng thú vị. Hiện tại Tống Thư Hàng, vẫn như cũ thú vị, lại tại trong bất chi bất giác, trưởng thành rất nhiều. Trước mắt Tiếu Dung vẫn như cũ chất phác Tống Thư Hàng, chẳng biết lúc nào, đã lặng lẽ biến thành đáng tin đạo hữu. Ngươi trưởng thành, Thư Hàng, Bạch Tiền Bối đột nhiên rất vui vẻ nói. Đúng vậy, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng cười lộ ra 6 cái răng. Ký ức, phảng phất về tới năm ngoái. Bạch Tiền Bối mới từ trong pho tượng nổ ra. Ngươi tốt, Thư Hàng đạo hữu. Khi đó, Tuấn Mỹ đến không cách nào hình dung Bạch Tiền Bối, đối hắn kết cái đạo gia thủ ấn. Ngươi tốt, Bạch Chân Quân Tiền Bối. Khi đó, tiểu manh tân Tống Thư Hàng, bắt trước Bạch Tiền Bối động tác, học trả cái lễ. Bảo Thạch Vực. Đã từng, cái này thời kỳ là chư thiên vạn giới hưng thịnh nhất một giới. Bảo Thạch Vực bên trong, thừa thải linh thạch, năng lượng đá quý, phù văn thạch các loại thiên tài địa bảo. Tại Bảo Thạch Vực các đại tinh cầu bên trên, chỉ muốn mọi người chịu bỏ công sức đi đào móc, thu hoạch liền tuyệt đối sẽ không làm cho người thất vọng. Mà Bảo Thạch Vực bên trong linh thạch, đá quý tựa như là lấy không bao giờ hết, dùng không hết. Vô luận như thế nào khai thác, đều không thể đem hắn móc sạch, mà lại phẩm chất cực cao. Những năm đó, Bảo Thạch Vực bên trong mỗi một hành tinh, đều phảng phất lóe ra Bảo Thạch quang mang, cho nên mới được xưng là Bảo Thạch Vực. Nhưng ở viễn cổ thời đại trung kỳ lúc, Bảo Thạch Vực linh lực đột nhiên khô kiệt, không có dấu hiệu nào có người hoài nghi, Bảo Thạch Vực có phải hay không bị đại lão động tay chân. Linh lực khô kiệt về sau, nguyên bản khắp nơi đều có linh thạch, đá quý, chân ngọc, cũng rất nhanh bị khai thác trống không. Cả cái Bảo Thạch Vực đã mất đi dĩ vãng hào quang, hóa thành hoang thổ. Lấp lóe hành tinh, bị ép khô móc sạch, đã mất đi quang trạch. Giờ đây, hắn đã thành chư thiên vạn giới hoang vu nhất một nhóm thế giới. Nhưng bây giờ, bởi vì thiên đạo bất hủ chi mộ hiện thế nguyên nhân, hoang vu Bảo Thạch Vực lại lần nữa biến náo nhiệt lên. Ba ngày nay, chư thiên vạn giới trường sinh giả, đỉnh tiêm kiếp tiên, nhao nhao vượt qua không gian vị diện, giáng lâm Bảo Thạch Vực, ở chỗ này lục soát đệ nhị thiên đạo cùng đệ tam thiên đạo bất hủ chi mộ tin tức. Ngoại trừ trường sinh giả cùng đỉnh tiêm kiếp tiên bên ngoài, còn có rất nhiều tu luyện giả nghe tiếng mà đến, nghĩ đến có thể hay không lần này thịnh sự ở bên trong lấy được chút kỳ ngộ. Đại lão nhóm ăn thịt, vận khí tốt, có thể sẽ chừa chút nước canh, những thứ này nước canh đại lão chướng mắt. Nhưng đối với đại bộ phận tu luyện giả mà nói, khả năng chính là nghịch thiên cải mệnh cơ duyên. Cả cái Bảo Thạch Vực, phảng phất khôi phục trước kia hào quang. Các hành tinh bên trên thỉnh thoảng có tu sĩ quỹ tích bay xẹt qua. Lại có cự ở tiên thuyền, vũ trụ chiến hạm tại Bảo Thạch Vực trong vũ trụ xuyên qua. Có tu sĩ hô bằng gọi hữu, thành đoàn hành động. Cũng có môn phái đại lão, dẫn theo các đệ tử tới, căng căng tầm mắt. Sư phụ! Chúng ta đón lấy tới lui thì sao? Hư không bên trong có một vị bọc lấy cái chăn tiên tử, nhẹ giọng hỏi. Ta đi cái kia sở vị đệ nhị thiên đạo bất hủ chi mộ bên kia bày quầy bán hàng, người đi cái kia đệ tam thiên đạo đại mộ vị trí khởi công. Lớn như vậy thịnh điển, đúng là chúng ta sư đồ phát tài cơ hội tốt. Tại tiên tử đối diện, đồng dạng bọc lấy cái chăn nam tử trầm giọng nói. Là cái gì đều có thể bán đại lão cùng cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử. Bất hủ chi mộ cấu tạo, chúng ta có kinh nghiệm. Lần này chủ đẩy bất hủ khí tức thăm dò kim đồng hồ, che đậy bất hủ độc chướng mặt nạ, còn có từ bạch đạo hữu cái kia tiến duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản cái này một hệ liệt bảo vật, cái gì đều có thể bán đại lão cùng đệ tử giới thiệu nói. Hai sư đồ rất thanh tỉnh, cái này đệ nhị, đệ tam thiên đạo chi mộ là cái ngụy trang. Dù sao truyền thừa của bọn hắn cùng đệ lục thiên đạo công đức đạo nhân có quan hệ. Phi thường rõ ràng chân chính bất hủ chi mộ cấu tạo. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hai sư đồ làm ăn. Sinh ý thịnh vượng, sư phụ, cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử nhẹ gật đầu. Sinh ý thịnh vượng, mặt khác chú ý bá tống, nhìn thấy bá tống tới, liền trốn xa một chút. Cái gì đều có thể bán đại lão nhắc nhở. Trực giác nói cho hắn biết, lần này hoạt động khả năng cùng bá tống có quan hệ. Đến lúc đó, bá tống có thể sẽ trở thành một phiền phức nguyên, tránh xa một chút chuẩn không sai. Sư phụ ngươi đối bá tống có thành kiến, cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử khoát tay nói, ta ngược lại cảm giác, bá tống tiên sinh là cái rất không tệ VIP ưu chất khách hộ. Cọng lông, tên kia không có tiền, cái gì đều có thể bán đại lão phản bác.
nhưng Bạch tiên sinh có tiền, cái gì hàng đều có thể tiến. Tiên tử hì hì cười một tiếng, vượt qua không gian độn hướng đệ tam thiên đạo bất hủ chi mộ vị trí. Một bên khác, chư thiên vạn giới trường sinh giả nhóm thi triển thần thông, phân biệt tại hai nơi bất hủ chi mộ bên trong thăm dò. Vì hấp dẫn những thứ này trường sinh giả, đạo tử, cầu đàn cha, tam nhãn tiền bối tại chế tác bất hủ chi mộ lúc, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Hai nơi bất hủ chi mộ bên trong, khắp nơi có tiên linh chi khí. Mỗi một tầng đều có suối chảy, thần quang tại chập chờn, tản ra nhàn nhạt bất hủ hương vị. Vì có thể để trường sinh giả nhóm tận lực tại đại mộ bên trong lưu lại thời gian dài hơn, đạo tử tăng giờ làm việc làm ra một nhóm cùng thiên đạo tin tức có liên quan pháp khí, đưa chúng nó an trí tại đại mộ các ngõ ngách. Tranh thủ khiến cái này trường sinh giả nhóm, có thu hoạch, không sẽ tay không mà về. Tam nhãn thiếu niên tiền bối thì cống hiến nhiều có cường giả thi cốt, đưa chúng nó an trí tại đại mộ bên trong, có chế tác giả mộ, có bảy thành người gặp nạn. Cầu đàn cha thì tại đại mộ bên trong khung rất nhiều sát trận. Thăm dò bất hủ chi mộ cũng không phải du ngoạn, tiến đến liền phải bốc lên nguy hiểm tính mạng. Muốn làm liền làm đến tốt nhất, làm đến giống thật nhất. Sở dĩ, hai nơi đại mộ bên trong, tràn đầy có thể vây khốn trường sinh giả, hoặc là có thể đem trường sinh giả trọng thương, chân áp bẫy dập, sát trận. Đệ tam thiên đạo đại mộ bên trong. Phốc, có một tôn trường sinh giả miệng phun máu tươi. Từ một cái linh khí lượn lờ tiên môn bên trong thoát ra, trường sinh giả máu tươi vẩy xuống. Một giọt cũng đủ để hủy diệt thành trì trường sinh giả máu tươi, rơi vào đại mộ bên trong lúc, lại trực tiếp bị đại mộ hấp thu, hóa thành đại mộ vận chuyển lực lượng. Tại bên cạnh hắn, một chi kiếm gỗ đốt cháy, hóa thành cho tàn. Đây không phải thông hướng chủ mộ môn hộ, cái này chỉ sợ là trước kia tiến đến dò xét mộ cường giả để lại. Cái này tiên môn thông hướng vị trí. Là một mảnh hỗn độn tử địa, bên trong có vô cùng sát trận huyễn diệt bất định. Nếu không phải ta vừa vào tay một thanh hồi thành phi kiếm, chỉ sợ cũng muốn bị vây chết tại tiên môn bên trong. Cái này trường sinh giả nói khẽ. Cảnh tượng tương tự, thỉnh thoảng phát sinh ở hai nơi thiên đạo chi mộ các nơi. Mà liền tại tôn này trường sinh giả nuốt đan dược, yên lặng chữa thương thời điểm, trong bóng tối, có một đôi mắt lặng lẽ khóa chặt hắn. Một vòng hư ảo mặt trời. Nương tựa theo thủ đoạn đặc thù, giấu ở trong bóng tối. Gần nhất bị tu lưu hệ thống ăn tết hoạt động bách mang hư nhật thủ hộ giả cùng hằng tinh mạt nhật giả nhóm, khi biết đệ nhị, đệ tam thiên đạo đại mộ tin tức về sau, cũng lặng lẽ chạy tới. Mục tiêu của bọn nó, không chỉ có là bất hủ chi mộ, còn có những thứ này sông mộ trường sinh giả cùng đỉnh tiêm kiếp tiên. Thăm dò bất hủ chi mộ quá trình bên trong, bị trọng thương kiếp tiên cùng trường sinh giả, chính là mục tiêu của bọn nó. Bọn chúng chuẩn bị âm thầm chém giết mấy tôn đỉnh tiêm kiếp tiên cùng trường sinh giả, dùng để sinh sôi chủng quần. Bất hủ chi mộ bẫy dập cùng sát trận, liền bọn chúng chế tạo cơ hội tốt. Hằng tinh mạt nhật giả cùng hư nhật thủ hộ giả nhóm, âm thầm đánh giá thụ thương trường sinh giả, kiếp tiên. Mà sau lưng chúng, đạo tử đại lão tay cầm nho ra kinh văn, mặt mỉm cười, nhìn qua những thứ này âm thầm chui vào hư nhật. Phải xử lý rơi bọn hắn không? Cầu đàn cha lười biếng nói. Những thứ này chướng mắt chuột, lại còn dám chủ động đưa tới cửa. Không vội, đạo tử đại lão mỉm cười, ta trước đó còn tại buồn rầu, thế nào để bá tống có một cái rung động đăng tràng. Những thứ này con chuột nhỏ nhóm, chính là thích hợp đạo cụ. Ta sẽ hảo hảo sử dụng bọn chúng. Hôm nay, chính là hắn từ thiên đạo chi vị bên trên lui nhiệm thời gian. Tại lui nhiệm trước đó. Liền để hắn lại vì bá tống chướng một đợt uy vọng đi. Đây là hắn một lần cuối cùng đứng ở thiên đạo vị trí bên trên, vì bá tống trợ uy. Cần chúng ta phối hợp dẫn đạo sao? Tam nhãn thiếu niên tiền bối vuốt vuốt một đôi tròng mắt, lên tiếng hỏi. Tốt nhất nghĩ biện pháp, đem thụ thương trường sinh giả nhóm dẫn đạo đến cùng một chỗ. Kể từ đó, âm thầm đánh bọn hắn chủ ý hư nhật thủ hộ giả cùng hằng tinh mạt nhật giả, cũng sẽ đi theo gom lại một đống. Tốt nhất lại kích hoạt một số áp chế trường sinh giả thực lực sát trận, khiến cái này thụ thương trường sinh giả nhóm, không phát huy ra thực lực tới. Nếu không, vạn nhất bọn hắn bạo loại, đoạt thư hàng danh tiếng không tốt. Đạo tử đại lão suy tư nói. Bao trên người ta đi, cậu đàn cha nhảy lên một cái, kêu, đát đát đàn, người đi theo ta. Ta cần ngươi thời gian lực lượng phối hợp. Thiên đế tử, vất vả tiền bối, mặt khác, chú ý sát trận uy lực.
không muốn thật sự để trường sinh giả cùng đỉnh tiêm kiếp tiên bị hư nhật xử lý, bằng bạch tăng lên hư nhật thực lực. Đạo tử lại dặn dò. Điểm ấy giao cho ta tới đi, ta lại ở âm thầm thủ hộ một chút những thứ này thụ thương kiếp tiên cùng trường sinh giả. Bạch tiền bối hình chiếu vượt qua không gian, trở về. Tống Thư Hàng cùng hiện thế bạch đã chạy tới bảo thạch vực, bạch tiền bối đi dạo một vòng về sau, liền trở lại, đi vào phía sau màn công tác. Vất vả bạch chúa tể, đạo tử gật đầu nói. Sau cùng kịch bản, đi lên. Hơn 10 phút sau, đệ tam thiên đạo chi mộ không gian bên trong. Mấy vị kia trọng thương trường sinh giả, đỉnh tiêm kiếp tiên, tại nuốt đan dược thoáng khôi phục một số trạng thái về sau, tiếp tục đứng dậy, bắt đầu xâm nhập mộ địa không gian. Trong mộ lớn, mỗi một chỗ đều có thể ẩn giấu đi sát cơ, nhưng cùng lúc cũng có thể là ẩn giấu đi đối trường sinh giả đều có tác dụng lớn bảo vật. Tỉ như những cái kia ẩn giấu thiên đạo tự tay luyện chế pháp khí mảnh vỡ, trên đó có nhuộm một số trường sinh giả có thể tiếp xúc yếu hóa bất hủ tin tức, để trường sinh giả có thể thoáng nhìn trộm đến chút điểm bất hủ tin tức. Thậm chí có người tìm tới qua bị thiên đạo lực lượng bảo dưỡng qua luyện khí phế liệu, đó là luyện chế đạo khí cơ sở, nếu như có thể tăng thêm vào bản thân bản mệnh pháp khí bên trong, diệu dụng vô tận. Còn có trải rộng đại mộ trận văn cùng sát trận, chỉ cần có thể phá giải, đều có thể làm cho người được ích lợi vô cùng. Sở dĩ, chỉ muốn không ảnh hưởng tự thân căn cơ tình huống, dù là thụ chút thương, đám người cũng sẽ không lãng phí thời gian, mà là đứng dậy, tại có hạn thời gian bên trong, tận lực dò xét cái này đại mộ. Bất chi bất giác, cái này mấy vị trọng thương dài kẻ nặng, kiếp tiên, bị dẫn đạo đến một chỗ nhạc thổ bên trong. Ở vào thiên đạo chi mộ bên trong nhạc thổ thế giới. Nơi này chim hót hoa nở, có ung dung tiếng đàn, trong hư không quanh quẩn. Trong không khí, tràn đầy thiên đạo bất hủ trật tự pháp tắc liên. Trường sinh giả nhóm chỉ cảm thấy bản thân lực lượng trong cơ thể chịu đến áp chế, không cách nào tùy tâm sở dục thi triển, thân thể cũng trở nên nặng nề, thương thế tốc độ khôi phục cũng nhận liên lụy. Nơi này, chẳng lẽ là thiên đạo chi mộ hạch tâm, cái này mấy vị trường sinh giả trong lòng hơi động. Nhưng không đợi bọn hắn kịp phản ứng, ở tại bọn hắn bên người, có mấy đạo thân ảnh hoãn hoãn hiện thân. Là chung 10 tôn hư nhật cộng hằng tinh mạt nhật giả. Kẻ đến không thiện, không sai biệt lắm, bạch tiền bối nói khẽ. Hắn duỗi nhẹ tay nhẹ một chút, kích hoạt lên một cái công năng. Cả cái nhạc thổ thế giới bên trên đằng. Có một tầng vô hình sóng âm, khuếch tán đến cả cái đệ tam thiên đạo đại mộ. Đệ tam thiên đạo đại mộ bên trong trường sinh giả nhóm, tất cả đều trong lòng hơi động, bọn hắn đối chỗ kia nhạc thổ thế giới sinh ra cảm ứng. Nơi đó, là thiên đạo chi mộ hạch tâm, có người tiến vào đến hạch tâm bên trong. Đưa tới cảnh báo. Không chút do dự, tất cả mọi người buông xuống trước mắt thăm dò, nhao nhao hướng phía cái kia nhạc thổ phạm vi tiến lên. Liền liền tại phía xa một chỗ khác đệ nhị thiên đạo mộ huyệt bên trong trường sinh giả nhóm, tại thu đến đồng bạn tin tức về sau. Cũng trực tiếp đem ý thức hình chiếu ra ngoài, nhìn về phía đối diện đại mộ, thử nghiệm kết nối nhạc thổ, muốn nhìn một chút phát triển. Đệ tam thiên đạo mộ bên trong, trường sinh giả cùng đỉnh tiêm kiếp tiên nhóm, liều mạng chạy tới nhạc thổ thế giới. Nhưng trên đường đi sát trận, kết giới, trận pháp, trở ngại bọn hắn tiến lên tốc độ. Bọn hắn chỉ có thể một bên liều mạng đi đường, một bên một mực câu thông lấy nhạc thổ thế giới, quan sát đến trong đó phát triển. Ở tại bọn hắn ý thức khóa chặt bên trong, nhạc thổ không gian bên trong hình ảnh, chiếu rọi đi ra. A, hư nhật thủ hộ giả. Còn có hằng tinh mạt nhật giả. Nhặt được bảo. Trường sinh giả đại lão nhóm trong lòng hơi động, phải biết, bá tống liên hợp thiên đạo ăn Tết hoạt động đến bây giờ đều không có dấu hiệu kết thúc, tựa hồ muốn một mực tiếp tục kéo dài. Nếu như có thể bắt mấy tôn hư nhật thủ hộ giả cùng hằng tinh mạt nhật giả. Liền có thể thông qua bá tống tu lưu hệ thống đi đổi đại lễ, hồi đoái từ thiên đạo tự tay tịnh hóa, giải mã về sau, có thể cung cấp trường sinh giả hấp thu yếu bất hủ tin tức, pháp tắc lĩnh ngộ các loại. Còn có người, nhạc thổ không gian bên trong, còn có mấy vị đạo hữu. May mắn ra hỏa, không chỉ có đụng phải nhạc thổ không gian, còn có thể gặp gỡ có sẵn hư nhật cùng mạt nhật giả. Đợi đã, mấy vị này đạo hữu trạng thái không thích hợp. Bọn hắn thụ thương rồi. Mà lại, tựa hồ chịu đến nhạc thổ không gian quy tắc áp chế. Bọn hắn có thể là nhóm đầu tiên xâm nhập không gian, nhận lấy sát trận trừng phạt áp chế. Tình huống gây bất lợi cho bọn họ. Mà lại,
hằng tinh mạt nhật giả cùng hư nhật thủ hộ giả số lượng, có 10 tôn. Mà lại, trong đó có một tôn hư nhật thủ hộ giả thể thích, so còn sót lại tất cả hư nhật cộng lại, còn muốn lớn hơn một vòng. Tôn này hư nhật thủ hộ giả, cho người ta một loại nặng nề cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách, đã ẩn ẩn có chút nho gia thánh nhân hương vị, chỉ sợ là gần với nho gia thánh nhân cái kia cấp bậc tồn tại. Nói cách khác, ít nhất là chúng ta ma môn hà chỉ ma đế trình độ. Gần với thánh nhân cấp bậc tồn tại, chí ít cũng là một người đánh 10 người cấp bậc. Nhạc thổ thế giới bên trong. Trường sinh giả nguyệt như hỏa thở dài, ánh mắt khóa chặt cái kia vòng nhất to lớn hư nhật. Cái này hư nhật, cho hắn áp lực, đã tiếp cận lúc ấy bá tống sắt thép phân thân. Nguyệt như hỏa đại lão, cũng là lần này thụ thương mấy vị trường sinh giả một trong. Hư nhật thủ hộ giả cùng hằng tinh mạt nhật giả hiện thân về sau, không có một câu nói nhảm, trực tiếp liền đuổi tới. Bọn chúng cũng đã phát giác, bản thân vị trí nhạc thổ thế giới tồn tại, bị tất cả trường sinh giả cảm ứng được. Sở dĩ, thời gian của bọn nó rất khẩn cấp. Nhất định phải đuổi tại hắn trường sinh giả tới trước đó, đem cái này mấy tôn trọng thương trường sinh giả, kiếp tiên cầm xuống. Sau đó, thăm dò cái này nhạc thổ không gian bên trong bí mật, lại cấp tốc rút lui. Sở dĩ bọn chúng vừa ra tay, chính là chí mạng sát chiêu. To lớn hư nhật trên người, ngập trời sát khí, như vô tận hải ép hướng nguyệt như hỏa mấy vị trường sinh giả. Còn lại mấy vòng hư nhật căng phồng lên đến, hóa thành chân chính cự nhật đè xuống, như mạt nhật hàng lâm. Phần tinh, tinh bạo địa ngục, tàn hỏa mạt nhật, đây đều là thuộc về hằng tinh mạt nhật giả thủ đoạn, mỗi một vị hằng tinh mạt nhật giả, đều có được tiếp cận hoặc tương đương với trường sinh giả cấp chiến lực. Bọn chúng công kích, đều thiên hướng về hủy diệt hằng tinh thủ đoạn. Phối hợp với một chút hằng tinh hủy diệt bệnh độc, những chiêu thức này uy lực một khi toàn bộ phóng thích ra, liền có thể phá hủy trung đẳng hằng tinh. Mà hư nhật thủ hộ giả thủ đoạn công kích liền muốn đơn giản nhiều, từ trên thân chúng vẩy ra vô số thiết cắt tia sáng. Những tia sáng này mang theo quy tắc lực lượng, không có gì có thể ngăn. Đặc biệt là tôn này to lớn nhất hư nhật thủ hộ giả, từ trên người nó nổ tung chính là thô to cột sáng. Đồng thời, còn có một bộ phận cùng loại hằng tinh hủy diệt bệnh độc vật chất, từ trong cơ thể nó phóng xuất ra, tăng cường hằng tinh mạt nhật giả cùng hư nhật thủ hộ giả uy lực công kích. Nếu như không có nhạc thổ không gian thiên đạo quy tắc áp chế, 10 mặt trời đồng thời xuất thủ, trực tiếp có thể đem cả viên bảo thạch vực hành tinh phá hủy. Bao quát nguyệt như hỏa ở bên trong 6 vị thụ thương trường sinh giả, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt đối mặt loại trình độ này công kích, bọn hắn muốn ngăn trở, chỉ sợ đến đem áp đáy thủ đoạn bảo mệnh tế ra. Mà trường sinh giả áp đáy thủ đoạn bảo mệnh, đều rất đắt. Bổ sung lên, cần tiêu hao rất lớn tài nguyên, hoặc là tiêu hao rất lớn tinh lực đi lấp bổ. Đệ tam thiên đạo chi mộ bên ngoài. Đương 10 tôn hư nhật thủ hộ giả cùng hằng tinh mạt nhật giả đồng thời phát lực lúc, bảo thạch vực viên này hành tinh trên bầu trời đêm, hình chiếu ra 10 vầng mặt trời hình chiếu. Đơn độc một vòng mặt trời hình chiếu, khẳng định so ra kém chân chính hằng tinh. Nhưng thập nhật đương không, mang đến khủng bố nhiệt lượng, cưỡng ép khu trừ viên này bảo thạch vực hành tinh đêm tối, để đêm tối hóa thành ban ngày. 10 mặt trời cấp nhiệt lượng, tại rất ngắn thời gian bên trong nghiền ép hành tinh thủy phân. Mấy hơi bên trong, liền để hành tinh mặt đất phát ra không chịu nổi tư tư tiếng. Đó là mặt đất lượng nước bị cấp tốc bốc hơi, đại địa cũng bắt đầu khô nứt thanh âm. Nguyên bản nhiệt độ không khí hơi thấp hành tinh tầng băng, cũng bay nhanh bắt đầu hòa tan lên. Canh giữ ở đệ tam thiên đạo đại mộ cửa vào bầy quầy bán hàng cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử yên lặng ngẩng đầu. Nhìn qua không trung 10 mặt trời dị tượng. Nàng ngửi thấy làm ăn lớn hương vị. Càng là hỗn loạn, liền càng thích hợp với nàng làm ăn. Mà lại, liền loại này thiên địa dị tượng đều đi ra. Đây là không lưu dư lực, cái kia 6 vị thụ thương trường sinh giả, đỉnh tiêm kiếp tiên, chỉ sợ muốn không chịu đựng nổi. Cái gì hàng đều có thể thiến tiên tử nói, bắt đầu lục soát bản thân hàng hóa cột bên trong nhằm vào mặt trời loại tổn thương đặc thù đan dược. Nói không chừng đến lúc đó, có thể phát huy được tác dụng. Nhạc thổ không gian bên trong. Năng lượng kinh khủng tại sôi trào, khắp nơi là húc nhật hỏa diễm lực lượng. Liền có đặc thù sát trận che chở nhạc thổ bãi cỏ, đều bị 10 mặt trời công kích hóa thành cho tàn. 10 mặt trời công kích trung ương. 6 vị thụ thương trường sinh giả nhóm, đã hội tụ đến cùng một chỗ, lẫn nhau hợp tác.
Bọn hắn trước tiên tế ra bản thân cuối cùng thủ đoạn. Nguyệt Như Hỏa đại lão tế ra một bộ kiếm trận, vừa có khả năng tấn công, đồng thời bản thân hắn bắt đầu thôi động tiếng đàn, ra chỉ còn lại trường sinh giả trạng thái, áp chế thương thế. Tại hắn bên trái, có một kiện mỏng như cánh ve lụa mỏng bị tế ra. Đây là một vị trường sinh giả tiên tử thiếp thân chi vật, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn hóa thành một phiến tiểu tiên cảnh, chống cự ngoại giới. Tại hắn bên phải, một tôn cao lớn trường sinh giả lộ ra chân thân của mình, đó là một đầu có được tinh thần lực lượng cự hùng. Nó trường sinh chi đạo tựa hồ cùng tinh thần lực lượng có quan hệ. Tôn này cự hùng trường sinh giả tay gấu sát nhập, phía sau hiển hiện mạn thiên tinh thần hình chiếu, ngôi sao lực lượng tại hắn bên người ngưng tụ ra 300 con vũ trang tinh thần cự hùng. Những thứ này cự hùng nâng hư ảo tấm chắn, mỗi một cái tấm chắn đều tựa hồ là một chòm sao, ngăn cách ngoại giới công kích. Còn có một vị trường sinh giả, chỉ công không thủ. Hắn huy động hai thanh thần binh, ngăn tại phía trước nhất, một bên thổ huyết một bên thi triển tinh diệu kiếm thuật, lấy công đối công. Còn có một vị trường sinh giả, ném ra ngoài đại lượng hạt giống, dựa vào những thứ này hạt giống, đạp đất bắt đầu khung một cái bí cảnh thế giới hình thức ban đầu, từ nơi này thế giới bên trong, liên tục không ngừng tuôn ra tinh khiết lực lượng, cường hóa bên mình trường sinh giả trạng thái. 6 vị bị thương nặng trường sinh giả bên trong, 5 vị đã thi triển thần thông. Cuối cùng vị kia trường sinh giả, tựa hồ thương thế quá nặng, hắn mặt không có chút máu, trên người sinh cơ cũng nhạt đến cơ hồ không cách nào bắt. Hắn chỉ là ném ra ngoài hai cỗ khôi lỗi, tượng trưng ngăn tại phía trước. Đối diện, 10 mặt trời đợt công kích thứ nhất kết thúc lúc. Phía trước nhất bên cạnh thổ huyết bên cạnh huy kiếm trường sinh giả, không thể không lui ra phía sau. Trong tay hắn thần binh đều bởi vì hư nhật thiết cắt tia sáng, chịu đến nghiêm trọng tổn thương. Khôi lỗi càng là trước tiên bị thiết cắt thành mảnh vỡ phá hủy. Nguyệt Như Hỏa kiếm trận bị phá, liền bày trận kiếm khí cũng không thể thu về. Trường sinh giả tiên tử tiên cảnh bị hằng tinh mạt nhật giả bạo tạc, cưỡng ép oanh mở. Chính diện phương diện phòng ngự, chỉ còn vị kia cự hùng trường sinh giả sở biến ảo 300 tinh thần cự hùng, còn tại đau khổ ủng hộ. Nhưng 300 tinh thần cự hùng số lượng, tại kịch liệt ngã xuống. Mà lại đối diện 10 mặt trời không có cho bọn hắn bổ phòng cơ hội. Bọn chúng công kích, không có ngừng lại. Đợt thứ nhất còn không kết thúc, đợt thứ hai oanh kích đã oanh tới. Lại cản một đợt, ta bên này đã có bằng hữu đang đuổi tới. Nguyệt Như Hỏa đại lão bình tĩnh tỉnh táo phân tích nói. Tu Liêu hệ thống ưu thế, tại thời khắc này triển lộ. Tại bị tập kích trước tiên, Nguyệt Như Hỏa đại lão liền đã hướng tất cả bản thân nhận biết hảo hữu, phát ra tín hiệu cầu cứu. Bằng hữu của hắn, đã vượt qua không gian, bằng nhanh nhất tốc độ hướng tịnh thổ không gian chạy đến. Trong đó, thậm chí ngay cả bá tống đại lão sắt thép phân thân, đều cho hắn một cái xác thực hồi phục, biểu thị mình và bản thể lập tức tới ngay. Trên thực tế, không chỉ là Nguyệt Như Hỏa, cái khác trường sinh giả, cũng đã tại hô bằng gọi hữu. Bá tống cũng lập tức tới ngay, chống đỡ. Nguyệt Như Hỏa đại lão nói, đau lòng móc ra một cái mai rùa đây là hắn đã từng từ cái gì đều có thể bán đại lão cái kia đãi đến bảo bối. Nhưng bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào chữa trị, dùng một lần sẽ ít đi một lần cơ hội. Bá tống, lúc này, sau lưng cái kia vị diện không huyết sắc trường sinh giả, đột nhiên phát ra tiếng nói, thanh âm của nó là băng lãnh máy móc tiếng. Một lát sau, vị này trường sinh giả run lên thân thể. Đã bá tống đều muốn xuất hiện, liền không thể tiếp tục như vậy. Vốn là, ta ở chỗ này chỉ là một bộ khôi lỗi phân thân, hỏng cũng liền hỏng. Nói, vị này mặt không có chút máu trường sinh giả tại bộ ngực mình sờ mó, trực tiếp đem một cái hạch tâm móc ra. Sau đó, hắn duỗi tay đâm vào hư không, mở ra một cái cùng loại tống thư hàng hạch tâm thế giới không gian đặc thù, từ đó lấy ra một cái càng lớn hạch tâm, đem hắn chứa vào đến bản thân thể nội. Các vị đạo hữu, các ngươi nghỉ ngơi một hồi, tiếp đó, giao cho ta đi. Vị này trường sinh giả khôi lỗi, thanh tuyến từ máy móc tiếng biến thành lấp đầy mị lực nam tử thanh âm. Bên cạnh mấy vị khác thụ thương trường sinh giả, nghi hoặc nhìn về phía vị này khôi lỗi nam tử. Ngươi là, mặc ra cái vị kia, lúc này, Nguyệt Như Hỏa đại lão nhận ra đối phương. Vị này, là lấy khôi lỗi chi đạo bước ra trường sinh đạo mặc ra thiên tài. Hắn không phải khôi lỗi pháp người sáng lập, lại siêu việt mặc ra người sáng lập, lấy khôi lỗi chi đạo bước ra trường sinh pháp. Vị này mặc ra thiên tài chứng được trường sinh thời gian,
hẳn là ở vào Nho Gia Thánh Nhân thời đại hậu kỳ, tại Thiên Đế chứng đạo trước đó, ở vào hai tôn vô địch trường sinh giả trung gian. Trước có Nho Gia Thánh Nhân một thế vô địch, sau có Thiên Đế trấn áp vạn thế, vị này Mặc Gia thiên tài lộ ra phi thường điệu thấp. Thiên đình thời đại sau khi kết thúc, hắn cũng không có quá nhiều lộ diện. Nhưng là, tại chư thiên vạn giới đều có dấu chân của hắn, có hắn nghiên cứu khôi lỗi dấu vết. Rất nhiều tu luyện giả, tại thăm dò một số bí cảnh về sau, tại bí cảnh chỗ sâu, đều có chiếm được qua vị này Mặc Gia thiên tài chiến đấu qua khôi lỗi tàn khu, cũng từ đó thu được đại lượng chỗ tốt. Khó trách trước đó cảm giác đối phương mặt không có chút máu, mà lại chống cự lên cũng không có như vậy ra sức. Đối phương ở chỗ này, chỉ là một tôn tùy thời có thể thay thế khôi lỗi. Mặc Môn đạo hữu, người cũng nhận biết Bá Tống. Nguyệt Như Hỏa lên tiếng hỏi. Từng có gián tiếp gặp mặt một lần, xếp lên Tân Hạch Tâm về sau, vị này Mặc Gia trường sinh giả toàn thân trên dưới phát sinh biến hóa. Một tầng nhàn nhạt lưu quang bao trùm tại khôi lỗi thân thể bên trên, nguyên bản khôi lỗi cư nhiên sinh ra máu thịt đến, diễn hóa xuất đặc thù khôi lỗi chi đạo, trong thời gian ngắn liền hóa thành một tôn chân chính nhục thân. Biến hóa sau khi hoàn thành, Mặc Môn trường sinh giả tiến lên trước một bước, vượt qua tinh thần cự hùng tạo thành phòng tuyến, trực diện cái kia 10 mặt trời hủy diệt công kích. Tận thế hỏa diễm, thiết cát pháp tắc tia sáng, hư ảo cự nhật cái kia xuyên qua hết thảy cột sáng, hướng hắn tập kích. Tại khiêu chiến Bá Tống trước đó, ta cũng không sẽ thua cho các ngươi. Mặc Gia trường sinh giả mặt mỉm cười. Tại cái này mỉm cười dưới đáy, ẩn giấu đi hắn ngạo khí. Hắn chứng đạo trường sinh ở vào thánh nhân cùng thiên đế ở giữa. Hắn lúc tuổi còn trẻ không có đi khiêu chiến Nho Gia Thánh Nhân, chỉ là xa xa dò xét qua Nho Gia Thánh Nhân cùng các vị trường sinh giả ở giữa chiến đấu, thật sâu lý giải năm đó Nho Gia Thánh Nhân cường đại. Về sau, viễn cổ thiên đình thành lập, hắn đã từng cùng thiên đế gặp qua một lần, cũng không có khiêu chiến đối phương, chỉ là luận đạo một trận. Luận đạo sau khi kết thúc, hắn lưu lại một bộ khôi lỗi hóa thân tại viễn cổ thiên đình, cung cấp thiên đế khu xử. Thấy tận mắt thánh nhân cường đại, tự mình cùng thiên đế luận đạo, sở dĩ hắn biết rõ lúc trước thánh nhân cùng thiên đế vị trí cái kia vô thượng cảnh giới, đó là nửa bước đã vượt qua trường sinh giả cực hạn cảnh giới. Mà bây giờ, ta rốt cục cũng đến trung điểm. Lúc này hắn, vị trí cảnh giới, đã vượt qua trường sinh giả cực hạn. Cũng tỉ như, trước mắt 10 mặt trời hợp kích, mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng hắn thấy. Không gì hơn cái này. Mặc Gia trường sinh giả duỗi giơ tay lên. Một kiện thuần trắng áo choàng từ sau lưng của hắn sinh trưởng đi ra. Hắn vẫy tay, cái này áo choàng giơ lên, quét về phía những cái kia tận thế hỏa diễm công kích, tia sáng, cột sáng. Sau một khắc, 10 mặt trời tất cả công kích, đều bị hắn càn quét ra. Tựa như là tại quét ra một trận yếu ớt gió nhẹ, hắn hời hợt quét ra đối phương tất cả công kích, đem những thứ này có thể làm phổ thông trường sinh giả trọng thương công kích, tùy tiện càn quét. Sau lưng. Nguyệt Như Hỏa năm vị trường sinh giả, con người có chút co rụt lại. Chỉ là một kích, bọn hắn liền có thể cảm giác với bản thân cùng Mặc Môn vị này thiên tài sự chênh lệch. Vị kia tinh thần cự hùng trường sinh giả, càng là thật lâu trầm mặc. Nửa ngày về sau, hắn phát ra tiếng nói, ta phảng phất cảm giác, bản thân lại đối mặt năm đó Nho Gia Thánh Nhân. Đây cũng là một vị năm đó bị Nho Gia Thánh Nhân trùy qua đại lão chính là bởi vì bị Nho Gia Thánh Nhân trùy quá thảm. Trùy ra bóng ma tâm lý, hắn mới khai phát ra dòng dã 300 tinh thần cự hùng vô địch phòng ngự trận. Đối diện 10 mặt trời, đều bị một màn này chấn đến, nguyên bản một đợt liền một đợt oanh kích, đều dừng lại sát na. Sát na ngừng lại, đối với Mặc Gia thiên tài mà nói, liền đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Thuần trắng áo choàng chuyển đổi hình thái, tại Mặc Gia trường sinh giả trong tay hóa thành một chương cự cung hắn cái này áo choàng. Cùng Tống Thư Hàng Tống Béo Cầu tựa hồ có dị khúc đồng công chi diệu. Dương cung, cài tên, nhẹ nhàng một bắn. Không có kèm theo cái gì quang hiệu, chính là rất thuần túy một tiễn. Tiễn vừa ra về sau, cũng đã khóa chặt nhân quả, đâm vào một vòng hằng tinh mạt nhật giả trên người đây là yếu nhất một đầu hằng tinh mạt nhật giả, có được là yếu trường sinh giả cấp thực lực. Tiễn bên trong, đối phương liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Cái kia một vòng hằng tinh mạt nhật giả trên người ánh sáng cùng nhiệt chớp mắt bên trong làm lạnh, hóa thành một khối cứng ngắc cự thạch, từ không trung rơi xuống. Theo hắn bỏ mình, bảo thạch vực hành tinh trong bầu trời đêm, cái kia 10 mặt trời bên trong có một vòng hư nhật đồng dạng vẫn lạc, sụp đổ tiêu tán.
nhưng không đợi cái khác chín thua đại nhật kịp phản ứng, Mạc gia trường sinh giả đã lần nữa liên tục xuất tiễn. Liên tiếp 9 mũi tên. Trung ba cái yếu trường sinh giả cảnh giới hằng tinh mạt nhật giả cùng hư nhật thủ hộ giả, trực tiếp bị bắn giết, sụp đổ tiêu tán. 6 cái có được cùng cấp trường sinh giả thực lực đại nhật, thì là một tiễn trọng thương, không cách nào duy trì đại nhật hình thái, rơi xuống ngã xuống đất, không thể động đậy. Đó căn bản không phải là bắn giết mặt trời. Đây là một tiễn một tên tiểu đệ đệ. Loại này hiện ra lực, đã cùng năm đó nho ra thánh nhân một dạng, dù sao chính là sâu trùy. Thoáng qua ở giữa, nguyên bản nằm ngang ở hành tinh bầu trời đêm 10 mặt trời, liền đã chỉ còn lại có một vòng cuối cùng to lớn hư nhật. Còn lại 9 thua, chết thì chết, trọng thương, từ không trung vẫn lạc. Mạc gia trường sinh giả nhẹ nhàng kéo một phát dây cung, phát ra ông tiếng vang. Chỉ còn lại có ngươi, hắn đối mặt cái kia thua to lớn hư nhật, trên mặt nhu hòa mỉm cười, nói khẽ, giải quyết hết ngươi, sau đó, chính là ta cùng bá tống chính thức lúc gặp mặt. Tại cái này chư thiên vạn giới, hắn đã chỉ có một cái đối thủ. Bá Tống. Đối mặt bá Tống trước, cái này 10 mặt trời, vừa vặn cung cấp hắn nóng cái thân cộng tăng lên xuống tự thân trạng thái. Đối diện, cái kia thua to lớn hư nhật trầm mặc không nói, chỉ có trên người nhiệt lượng, biến càng thêm nóng rực. Thật mạnh, Nguyệt Như Hỏa lên tiếng nói. Cái này đồng thời, cũng là bên người còn lại mấy vị đạo hữu tiếng lòng. Hơn nữa. Còn là tất cả ý thức khóa chặt cái này nhạc thổ không gian trường sinh giả nhóm tâm linh suy nghĩ. Mạc gia vị này thiên tài, quá mạnh. Thánh nhân đích thân tới, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Mà lại nghe khẩu khí, vị này Mạc gia thiên tài, là muốn khiêu chiến bá Tống. Bá Tống cùng vị này Mạc gia thiên tài, đến cùng ai hơn? Đạp đạp Mạc gia trường sinh giả trong tay trường cung lần nữa hóa hình, chia ra làm ba, phân biệt hóa thành khôi giáp. Áo choàng cùng một thanh trường thương. Hắn cầm thương, từng bước một tới gần cuối cùng hư nhật. Đối diện, lớn nhất hư nhật đột nhiên khẽ hấp, mặt đất bên trên cái kia trọng thương mấy vòng hư nhật thủ hộ giả, hằng tinh mạt nhật giả toàn bộ bị hắn hấp thu. To lớn hư nhật thực lực, lần nữa lên một bậc thang, khí thế biến càng thêm khủng bố, cường đại. Nhưng nó trên người ánh sáng cùng nhiệt, ngược lại nội liễm. Cuối cùng, tại trước người của nó ngưng tụ ra một thanh cháy đen đại kiếm. Tranh phong tương đối. Tại Nguyệt Như Hỏa cùng còn lại mấy vị thụ thương trường sinh giả trong mắt, trước mắt to lớn hư ảo mặt trời cùng Mạc gia trường sinh giả, đều mạnh quá phận. Không chỉ có là bọn hắn, nơi xa chính hướng phía nhạc thổ không gian chạy tới trường sinh giả nhóm, cảm ứng được hình tượng này về sau, cũng cảm động lây, tâm tình không cách nào trấn tĩnh. Hai người này cũng đều là ở vào phổ thông trường sinh giả đỉnh tiêm tồn tại. Có một vị tư lịch đặc biệt lão trường sinh giả đại lão nhịn không được ví von nói, nếu như phóng tới quá khứ, thiên đạo tranh đoạt chiến vẫn là loại kia chư thiên vạn giới đông bộ, tây bộ tranh bá cục diện, cái này hai tôn tồn tại nên có thể phân biệt trở thành đông bộ cùng tây bộ mạnh nhất vương giả. Ta cảm giác ngài tại tối chào ma môn cái vị kia ma đế. Bên cạnh có một vị lịch sử học đủ phân đạo trưởng, nhịn không được chen miệng nói. Truyền thuyết tại trước đây thật lâu, ma môn hà chỉ ma đế cùng về sau chứng đạo đệ tam thiên đạo liền theo thứ tự là đông bộ cùng tây bộ mạnh nhất. Nhưng ma đế cùng vị kia đệ tam thiên đạo vừa thấy mặt về sau, rất nhanh liền bị đè xuống đất ma sát. Bình thường tới nói, một thời đại xuất hiện một tôn giống nho gia thánh nhân như thế đương thời vô địch cảnh giới, chỉ sẽ có một cái. Hiện tại, bá Tống trước để một bên không đề cập tới. Trước mắt cái này hai tôn đại lão ở giữa. Ai sẽ là cái thứ hai thánh nhân? Có một vị toàn thân che đậy tại ma nữ bào bên trong nữ tử, dùng mê người nữ giọng thấp phát ra tiếng nói. Ai mới là thánh nhân? Vừa đối mặt về sau, liền có thể phân biệt ra được. Một tôn cách ăn mặc giống thằng hề trường sinh giả, dùng quái dị buồn cười phương thức di động, tốc độ cũng rất nhanh, có thể theo sát ma nữ thân ảnh. Động, lúc này, Nguyệt Như Hỏa hai mắt kích hoạt một loại nào đó đồng thuật. Chăm chú khóa chặt trước mắt hư nhật cùng Mạc gia thiên tài. Mạc gia thiên tài trường sinh giả kéo lấy trường thương, thần thái nhẹ nhõm, cứ như vậy từng bước một đi vào hư nhật trước mặt. Sau đó, trường thương trong tay của hắn huy động tư thái tiêu tương xoáy khí, mỗi một bước đều khắc họa lấy mê người. Nếu như hắn cầm xuống to lớn hư nhật lời nói, vậy cái này một màn, đem thông qua ở đây tất cả trường sinh giả, kiếp tiên con đường, truyền khắp chư thiên vạn giới. Cùng so sánh,
đối diện to lớn hư nhật, chỉnh thể lộ vẻ tương đối câu nệ, nó tàn hỏa chi kiếm, chăm chú tập trung vào Mạc Gia Thiên Tài Trường Sinh Giả, đối phương mỗi đi một bước, tàn hỏa chi kiếm liền sẽ điều khiển tinh vi góc độ. Hư ảo hằng tinh, tính không chỉ là hư ảo chi vật. Sinh mệnh của ngươi, ta nhận. Mạc Gia Thiên Tài Trường Sinh Giả trường thương quét ngang. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, to lớn hư nhật trên người, bộc phát ra như dương quang một dạng lượng lớn thiết cắt tia sáng, mỗi một tấc không gian đều bị thiết cắt tia sáng chật ních. Đồng thời, nó tàn hỏa chi kiếm thuận thế vung vẩy, ngăn tại trường thương phải qua trên đường. Sắp chết giấy giụa, Mạc Gia Thiên Tài nhếch miệng lên. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, tất cả hướng hắn phóng tới thiết cắt tia sáng, toàn bộ chôn vùi. Căn bản là không có cách chạm tới thân thể của hắn. Hắn tồn tại phạm vi, tựa như là lỗ đen, ngay cả ánh sáng mang cũng phải bị thôn phệ, vặn vẹo, không cách nào trốn tránh. Ngay sau đó, đương Mạc Gia Trường Sinh Giả trường thương cùng tàn hỏa chi kiếm chạm vào nhau. Trường thương vung vẩy tốc độ, cũng không tính quá nhanh, bị đón đỡ xuống tới cũng là chuyện trong dự liệu. Nhưng này tàn hỏa chi kiếm chỉ kháng một cái chớp mắt, tại cùng trường thương tiếp xúc thời điểm, liền bắt đầu sụp đổ ra, trực tiếp bị trường thương đạp nát. Hư ảo cự nhật muốn lui lại tránh né thương thế, nhưng Mạc Gia Trường Sinh Giả quanh thân phảng phất có vô hình lực trường, đem thân hình của nó một mực hấp thụ. Không tránh được, đây là, tất chúng một thương. Mạc Gia Trường Sinh Giả hời hợt chọc ra trong tay một thương này. Nghiền ép. Tự cùng lúc trước Hà Chỉ Ma Đế đệ Tam Thiên Đạo một dạng, mặc dù phân biệt là Đông Tây bộ mạnh nhất phương giả, tại đối mặt trước đó, song phương đều là đánh khắp chính mình sở tại khu vực sự tồn tại vô địch. Nhưng đối mặt về sau, một cái liền có thể đem một cái khác đè xuống đất ma sát. Thiên đạo chi tư, cái danh từ này, chớp mắt bên trong hiện lên ở tất cả quan chiến trường sinh giả trong đầu. Đã không cần lại hoài nghi. Trước mắt vị này Mạc Gia Thiên Tài Trường Sinh Giả, chính diện đường đường đem hư ảo cự nhật nghiền ép về sau, tư chất của hắn liền đã còn tại đó, là chân chính nho gia thánh nhân cấp bậc kia tồn tại, là thiên đạo chi tư. Nếu là đặt ở quá khứ 2-7 nhiễm thiên đạo thời đại, vị này Mạc Gia Thiên Tài, đương chứng bất hủ. Nhưng là, cái này thời đại, còn có bá tống. Tựa như là thứ 8 giới thời đại nho gia thánh nhân cùng thần bí đệ bát thiên đạo đương thời vô địch thánh nhân, cuối cùng nhưng không có chứng đạo. Mạc Gia vị này thiên tài trường sinh giả cùng bá tống ở giữa, ai là thánh nhân? Ai là cười đến cuối cùng chứng đạo người? Từ trước mắt thế cục đến xem. Bá tống cùng nho gia thánh nhân ở giữa, tựa hồ có càng sâu liên hệ. Thậm chí theo đáng tin tức ngầm, bá tống chính là nho gia thánh nhân chuyển thế. Nếu thật như thế, vậy cái này một giới, nho gia thánh nhân chuyển thế bá tống, sẽ còn lại một lần nữa bồi chạy bất hủ sao? Nhạc thổ không gian bên trong. Thương rơi. Một thương này, không cách nào tránh né, tinh chuẩn ghim chúng hư ảo cự nhật. Chúng đích, vô thanh vô tức. Không có bất kỳ cái gì kinh người tiếng hiệu. Nhưng ngay sau đó, to lớn hư ảo mặt trời ở trung tâm, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ trống. To lớn hư nhật cái kia một thân khí tức kinh khủng, một tiết ngàn dặm. Trên người nó thu liễm ánh sáng cùng nhiệt, cũng từ cái này lỗ trống bên trong bạo phát đi ra. A hư ảo cự nhật thân thể bên trong, phát ra một đợt cổ quái tiếng kêu, đây là thống khổ tiếng vang. Bảo thạch vực bên ngoài hành tinh trong bầu trời đêm. Một vòng cuối cùng cự nhật hình chiếu, cũng từ không trung vẫn lạc. Kết thúc, Nguyệt Như Hỏa hai mắt nhắm lại, hư nhật cuối cùng bộc phát quang mang, quá chói mắt, dù là hắn mở đồng thuật cũng nhịn không được. Bất quá! Chênh lệch có lớn như vậy sao? Trường sinh giả cùng trường sinh giả ở giữa, chênh lệch cứ nhiên có thể đạt tới loại trình độ này. Cùng Mạc Gia vị này thiên tài so sánh với, hỏa tinh bên trên liên tiếp bại mấy tôn trường sinh giả bá tống sắt thép hóa thân. Cũng không tính cái gì. Có lẽ, chỉ có cuối kết liễu thiên đế, lấy phàm nhân chi thân chinh phục cửu u bá tống bản thể, mới có thể cùng cái này Mạc Gia Trường Sinh Giả một chiến. Hoa! Sau khi hét thảm, hư ảo cự nhật thân thể sụp đổ. A, Mạc Gia thiên tài thu hồi trường thương, cũng trước tiên vung lên bản thân áo choàng. Áo choàng hướng phía hư ảo cự nhật sụp đổ phương hướng bao phủ xuống, phong tỏa vùng không gian kia. Bởi vì, tại hư nhật thủ hộ giả thân hình sụp đổ về sau, từ hắn hạch tâm có cùng loại bệnh độc vật chất bạo phát đi ra. Này virus, mang theo bất hủ khí tức. Mạc Gia thiên tài cũng không dám xem thường này virus, xuất thủ phong tỏa, phòng ngừa này virus khuếch tán.
mà liền tại Mạc Gia Thiên Tài xuất thủ trấn áp bệnh độc thời điểm. Nguyên bản sụp đổ hư nhật, lại đột nhiên cho tàn lại cháy. Hư nhật thân thể rút nhỏ gấp trăm ngàn lần. Nhưng nó còn sống. Cho tàn lại cháy sau hắn, không có tiếp tục cùng Mạc Gia Thiên Tài liều mạng, mà là quay người thoát đi nhạc thổ không gian. Hắn muốn đem tình báo, từ cái này đệ tam thiên đạo chi mộ bên trong mang ra. Đừng cho hắn chạy trốn. Cẩn thận. Ngay tại Nguyệt Như Hỏa Đại Lão bọn người kêu to thời điểm, phong tỏa nhạc thổ thế giới không gian, lại bị người cưỡng ép mở ra. Trường sinh giả nhóm con ngươi lại là co rụt lại. Đây chính là bất hủ quy tắc cấp không gian phong tỏa. Ngay sau đó, có một bóng người từ khe hở không gian bên trong xô ra, như là thắng xe không ăn xe tốc hành. Oanh! Không phanh lại xe thân ảnh, vô tình đâm vào hư nhật thủ hộ giả trên người. Va chạm, liền trực tiếp đem hư nhật thủ hộ giả đụng thành vỡ nát, triệt để chôn vùi. Bá, bá tống, vị kia trường sinh giả tiên tử kêu thành tiếng. Vị này tiên tử đối chi tiết phát giác lực, tại phía xa còn lại trường sinh giả phía trên. Sở dĩ, nàng cái thứ nhất nhận ra bá tống thân phận. Mà lại vị này trường sinh giả tiên tử còn nhìn ra rất nhiều chi tiết tỉ như lúc này bá tống, toàn thân trên dưới đều bao bọc ở kinh khủng tin tức bên trong. Những tin tức này, tựa hồ cũng cùng bất hủ có quan hệ. Đây cũng là tiên tử nhìn không được kêu lên bá, bá tống nguyên nhân. Nếu không lấy tiên tử trường sinh giả tu vi, đang gọi bá tống thời điểm, tuyệt đối sẽ không rung động thanh âm. Tại tiên tử gọi ra bá tống thân phận thời điểm, xa tới mà đến bá tống đồng thời phát ra tiếng nói, bạch tiền bối, phanh lại thất bại, chúng ta giống như đụng phải thứ gì. Đụng vào cái gì rồi? Bạch tiên trưởng thanh âm, từ khe hở không gian đằng sau truyền ra. Sau đó, bạch tiên trưởng một bước từ không gian bên trong bước ra. Bạch tiền bối cẩn thận, bá tống cả kinh kêu lên. Vừa dứt lời, bạch tiền bối đã một bước đạp hụt. Lấy một loại tuyệt thế anh tuấn tư thế, ngã nhào xuống đất. Oanh! Nhạc thổ thế giới mặt đất chấn động. Nguyên bản bị bất hủ khí tức cường hóa qua mặt đất, cư nhiên trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Đầu sỏ gây ra bạch tiên trưởng yêu nhã ghé vào cái hố trung tâm. Nguyệt Như Hỏa Đại Lão. Tinh thần cự hùng trường sinh giả. Còn lại trường sinh giả đồng dạng một mặt mộng bức. Không hổ là bạch tiên trưởng, liền ngã xuống đất tư thế đều đẹp mắt như vậy. Chỉ có vị kia trường sinh giả tiên tử, nhỏ giọng nói. Bạch tiền bối, người không sao chứ? Tống Thư Hàng chân đạp hư không, lơ lửng ở hố to phía trên. Vừa rồi có trong nháy mắt, hắn vô ý thức muốn đỡ lấy bạch tiền bối. Nhưng cũng có thể là bởi vì hắn cùng bạch tiền bối tương hỗ ở giữa thôn phệ qua đối phương tồn tại nguyên nhân, tại hắn muốn đỡ bạch tiền bối thời điểm. Chính hắn cũng chân trượt đi, kém chút ngã xuống. Bình thổ chú, cái hố bên trong, bạch tiền bối yên lặng kết động pháp ấn. Đại địa phảng phất sống lại, chủ động bắt đầu lấp hố chỉ là lần này, tại lấp hố đồng thời, bình thổ chú còn đem bạch tiền bối bản thân chôn đi vào. Tống Thư Hàng, ta chôn chính ta. Bạch tiền bối lúc này làm gì vậy? Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất, bạch tiền bối, ra ngoài rồi. Nhưng là, hố hạ bạch tiền bối, không có trả lời. Tống Thư Hàng, hắn thử dùng tu lưu hệ thống cho bạch tiền bối phát cái tin. Nhưng bạch tiền bối cũng không có hồi phục. Chẳng lẽ là bế quan, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Sợ các chủ ngốc mao. Trước mặt nhiều người như vậy, chúng ta bạch tiền bối không muốn mặt mũi sao? Mặt khác, ngươi không cảm thấy ánh mắt chung quanh rất chướng mắt à? Sợ các chủ ngốc mao nhắc nhở. Kỳ thật không cần sợ các chủ nhắc nhở, Tống Thư Hàng đã sớm hắn nhạy cảm ứng được ở đây ánh mắt, đều hội tụ ở trên người hắn. Không chỉ có như thế, cách không còn có rất nhiều trường sinh giả đại lão, chính cách không tập trung vào nhạc thổ thế giới, chú ý nhạc thổ không gian bên trong phát triển. Khục, Tống Thư Hàng đứng dậy, trước vuốt vuốt đỉnh đầu sợ các chủ ngốc mao, lại đem bạch long tỉ tỉ khăn quàng cổ bàn tốt. Sau đó điều chỉnh trạng thái thân thể của mình. Tận lực để á bất hủ hình thức tiến vào điệu thấp hình thức. Sau lưng hắn, Tống Béo Cầu từ áo choàng hóa thành áo khoác. Mặc dù không có gió, nhưng Tống Béo Cầu bản thân ra sức phiêu động lên, tạo nên không gió mà bay hiệu quả. Chủ yếu là Tống Béo Cầu phát hiện đối diện, cái kia mặc ra trường sinh giả sau lưng, bảo bọc áo choàng. Vì hiển lộ rõ ràng nhà mình bản tôn độc hữu bức cách, Tống Béo Cầu thân mật từ bì gió trạng thái đổi thành áo khoác hình thức.
độc nhất vô nhị bản tôn Bá Tống, tuyệt đối không nên cùng người đụng áo. Bá Tống đạo hữu, cùng Tống Thư Hàng xem như tiếp xúc qua Nguyệt Như Hỏa đạo hữu, tiến lên mấy bước, đối Tống Thư Hàng ôm quyền. Nguyệt Như Hỏa đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Tống Thư Hàng mỉm cười, sau đó hỏi, trước ngươi nói hư nhật thủ hộ giả cùng hằng tinh mạt nhật giả đâu? Bọn gia hỏa này, thế nhưng là bảo bối. Tại Tống Béo cầu gia công xuống, bọn chúng có thể đề luyện ra tinh thuần trường sinh vật chất, có thể tính là trường sinh giả cấp thuốc bổ. Cuối cùng một đầu to lớn hư nhật, vừa bị ngươi đụng chết. Nguyệt Như Hỏa lên tiếng nói, mà còn lại 9 cái đại nhật, thì bị Mặc gia vị đạo hữu này giải quyết. Đụng chết, Tống Thư Hàng tim gan đau xót. Đây đều là tiền A. Cái này va chạm, không biết muốn thua thiệt bao nhiêu tiền. Sở dĩ, tai nạn xe cộ thứ này, nếu là không bảo hiểm, liền sẽ phí tiền. Đau lòng qua đi, hắn lại quay người đối mặt vị kia Mặc gia trường sinh giả. Mặc gia trường sinh giả một bên áp chế hằng tinh hủy diệt bệnh độc, một bên nhìn qua Tống Thư Hàng. Song phương ánh mắt tướng hợp thành. Người rốt cuộc đã đến, Bá Tống. Mặc gia trường sinh giả nói khẽ. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, đồng thời hơi kinh ngạc đánh giá vị này Mặc gia thiên tài. Hắn cùng đối phương, xem như lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Nhưng ở giữa, thông qua khôi lỗi tiên tử gián tiếp tiếp xúc qua mấy lần. Đã từng khôi lỗi tiên tử hạch tâm chính là vị này Mặc gia trường sinh giả bảo vật, về sau bị đối phương thu hồi. Bất quá, song phương cũng không có sinh ra mâu thuẫn. Mà lúc này chính thức gặp mặt về sau, Tống Thư Hàng phát hiện đối phương cảnh giới, đã đạt đến thánh nhân cùng thiên đế cấp bậc kia đã trở thành tiểu thiên đạo Tống Thư Hàng, phát hiện mình có thể mơ hồ nhìn ra đối phương cảnh giới. Đoán chừng tiếp qua không lâu, đối phương liền muốn ngưng tụ ra độc thuộc về hắn văn tự, lại hoặc là đối phương nói không chừng đã ngưng tụ ra văn tự tới. Không nghĩ tới, đạo hữu đã đạt đến cảnh giới này. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, người ta thần giao đã lâu, lại là lần thứ nhất chân chính gặp nhau. Chính thức nhận thức một chút, ta là Bá Tống. Quen thuộc thật là một cái đáng sợ đồ vật, giờ đây Tống Thư Hàng đã có thể thản nhiên hướng người báo ra Bá Tống cái danh xưng này, mặt không đổi sắc. Mặc gia, thiên chí. Mặc gia trường sinh giả lên tiếng nói. Hoa! Đang khi nói chuyện, có thể là bởi vì hắn đem lực chú ý chuyển rời đến Tống Thư Hàng trên người nguyên nhân, nguyên bản bị áo choàng áp chế bệnh độc đột nhiên bộc phát ra, cứ nhiên giải khai áo choàng áp chế. Này virus cực kỳ bá đạo. Mà lại, xâm lược tính cực mạnh. Mất đi sau khi áp chế, liền điên cuồng phục chế, khuếch tán. Không tốt, Nguyệt Như Hỏa kêu lên, ra hiệu sau lưng trọng thương trường sinh giả lui lại. Mặc gia thiên chí đồng thời duỗi tay ném đi, đem trường thương dung nhập vào trong áo choàng, tăng cường áo choàng hiệu quả. Hằng tinh hủy diệt bệnh độc, Tống Thư Hàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái đồ chơi này. Sau đó, hắn chỉ tay một cái, đế diệt trụ. Ầm ầm, một cây uy nghiêm đế trụ từ không trung giáng xuống, hướng thẳng đến hằng tinh hủy diệt bệnh độc đè xuống. Căn này đế diệt trụ là bá thần trụ bên trong tinh phẩm. Hắn là từ thiên đế tử lực lượng cùng hằng tinh hủy diệt bệnh độc lực lượng đạt thành cân bằng, dây dưa cùng nhau mà thành. Ngoại trừ thiên đế tử lực lượng bên ngoài, căn này đế diệt trụ còn có được thôn phệ nhất định lượng hằng tinh hủy diệt bệnh độc hiệu quả. Chỉ muốn đương lượng không quá lớn, liền có thể một thanh thôn phệ, tăng cường tự thân. Trước mắt cái này hằng tinh hủy diệt bệnh độc vừa mới nổ tung, còn không chân chính mở rộng. Tống Thư Hàng một trụ xuống dưới, phần lớn bệnh độc bị thôn phệ sạch sẽ. Còn lại một số bệnh độc, tựa hồ bị kích bạo, nhao nhao hướng phía Tống Thư Hàng phá tan. Đối diện với mấy cái này kinh khủng bệnh độc, Tống Thư Hàng một bước đều không di động. Tất cả bệnh độc, tại ở gần Tống Thư Hàng thân thể một mét khu vực lúc, nhao nhao hòa tan. Mà Bá Tống trên người, có á bất hủ hào quang, đang hơi hơi lấp lóe. Đây là chất lượng đáng tin bất hủ tin tức tại xua tan chất lượng yếu kém bất hủ tin tức. Không đạt tới á bất hủ cấp độ bất hủ tin tức vật, căn bản là không có cách tổn thương cho tới bây giờ Tống Thư Hàng mảy may. Nguyệt Như Hỏa cùng mấy vị khác thụ thương trường sinh giả, tất cả đều trừng to mắt nhìn chằm chằm Bá Tống. Lúc này Bá Tống, phảng phất như là một khối cường lực nam châm, một mực hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, làm bọn hắn không nỡ dịch chuyển khỏi con mắt. Đây là bất hủ đối với trường sinh giả đáng sợ lực hấp dẫn. Cho dù là biết nhìn thẳng bất hủ nguy hiểm, nhưng trường sinh giả một khi tiếp xúc đến bất hủ tin tức,
vẫn như cũ sẽ nhịn không được đi chú ý, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cái này hào quang nhàn nhạt, rõ ràng như thế yếu ớt, nhưng lại cảm giác như thế chướng mắt. Là bất hủ quang huy sao? Liền Mặc Gia thiên tài trường sinh giả thiên chí cũng kiêng kỵ virus, không chút nào không cách nào ảnh hưởng đến bá tống mảy may. Thậm chí, virus còn không có tới gần bá tống, liền bị cưỡng ép xua tan. Còn có cái kia đột phá Mặc Gia thiên chí đại lão áo choàng chấn áp, phong tỏa virus, cũng bị bá tống tùy ý một trụ điểm giết. Như thế xem xét, bá tống đại lão tựa hồ muốn so Mặc Gia thiên chí đại lão mạnh một chút. Rất nhiều suy nghĩ, nhao nhao hiện lên ở Nguyệt Như Hỏa đám người não hải, cùng những cái kia cách không sử dụng thần niệm khóa chặt nhạc thổ không gian trường sinh giả, đỉnh pháp kiếp tiên trong lòng. Là bất hủ, vị kia tỉ mỉ trường sinh giả tiên tử, nhịn không được phát ra tiếng nói. Nàng một câu điểm phá mọi người nội tâm đều đã đoán được, nhưng lại bản năng không muốn đi thừa nhận hiện thực trên thế giới này, luôn có nhiều như vậy cảm giác vượt qua thực tế cốt cảm hiện thực, quá cấn, đến mức người đều không muốn đi thừa nhận nó. Tất cả trường sinh giả nhóm khi nhìn đến bá tống trên người nhàn nhạt nhưng lại vô cùng chướng mắt quang huy lúc, tâm lý đã suy đoán ra đây là hàng thật giá thật bất hủ quang huy. Nhưng là, một cái còn không có chứng đạo bất hủ thiên đạo tồn tại, vậy mà đem toàn thân của mình mân mê thành bất hủ bộ dáng, còn quang minh chính đại phát ra bất hủ quang huy, đây rốt cuộc muốn làm sao mới có thể làm đến. Đây là một cái khiến cho mọi người nội tâm kháng cự chân tướng A. Từ quang huy bao trùm đến xem, bá tống toàn thân. Ít nhất là toàn thân làn da, đều đã đạt đến bất hủ. Kế lấy phàm nhân chi thân chinh phục cửu U, ngưng tụ ra cửu U tống chúa tể về sau, bá tống quả nhiên đem bàn tay hướng về phía trung cực thiên đạo. Quả nhiên, cùng lúc trước mọi người đoán đồng dạng, hắn muốn lấy phàm nhân chi thân, đi chiếm lấy thiên đạo quyền hạn sao. Trường sinh giả nhóm trong lòng, hiển hiện ngàn vạn suy nghĩ. Đây cũng không phải là bất hủ, dù sao ta cũng không phải cái gì thiên đạo a. Bá tống đại lão đưa tay triệu hồi đế diệt trụ, đối vị kia tiên tử trường sinh giả mỉm cười, đây chỉ là một loại kém mô phỏng bất hủ thủ đoạn. Là á bất hủ, không phải chân chính bất hủ. Bá tống đáp án này, để ở đây tất cả trường sinh giả trong lòng, thoáng tốt qua một chút xíu. Bá tống tiên sinh, người đã từng tiếp xúc qua này virus sao? Mặc Gia thiên chí áo choàng không còn bay lên, hắn cố gắng khắc chế ánh mắt của mình, từ trên thân Tống Thư Hàng dịch chuyển khỏi, đồng thời lên tiếng hỏi. Đúng vậy, ta cùng bọn gia hỏa này đánh qua một chút quan hệ. Chính vì vậy, ta mới có thể tại tu lưu hệ thống bên trong mân mê lần này qua năm hoạt động, dùng để đả kích bọn gia hỏa này. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng trên thân cái kia nhàn nhạt bất hủ quang huy lại tiến vào điệu thấp hình thức. Không đến mức để ngắm nhìn trường sinh giả nhóm trầm luân đi vào. Bất quá, á bất hủ mang tới ảnh hưởng theo tại, tất cả trường sinh giả vẫn như cũ giống như là thịt heo tăng giá sau mọi người, nhìn thấy màu mỡ thịt heo, gắt gao nhìn qua bá tống. Thì ra là thế, Mặc Gia thiên chí nhẹ gật đầu. Hắn là lần đầu tiên gặp gỡ loại virus này, mà bá tống tựa hồ ứng đối qua nhiều lần. Cho nên, bá tống vừa ra tay có nhằm vào loại virus này thủ đoạn, liền có thể hiểu được. Mặc Gia thiên chí trên thân bắt đầu phun lên chiến ý. Bá tống đã tới. Hắn chờ một màn này, đã đợi thật lâu. Phảng phất là cảm ứng được Mặc Gia thiên chí đại lão trên người chiến ý, còn lại mấy vị trường sinh giả nhao nhao tránh lui, nhường ra một cái phạm vi. Vừa rồi, bá tống tiên sinh ngươi nói qua, nói ta cũng đạt tới cảnh giới này. Cho nên quả nhiên, ngươi cũng ở vào cảnh giới này đi. Mặc Gia thiên chí điều chỉnh tốt tâm tính về sau. Mới lần nữa ngẩng đầu đối mặt bá tống, hắn đang cố gắng che đậy bất hủ tin tức đối tự thân tạo thành quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Cái khác trường sinh giả không cách nào làm được sự tình, hắn có thể miễn cưỡng làm được. Mặt khác, hắn mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại phi thường khẳng định. Hắn trước khi tới liền đã khẳng định, bá tống khẳng định cũng ở vào cảnh giới này. Hắn muốn biết, kỳ thật là bá tống đến cùng là lúc nào, tiến vào cảnh giới này. Hẳn là đi, đối diện, bá tống trả lời lại có chút vượt quá Mặc Gia thiên chí dự kiến. Hẳn là a, đây là cái gì trả lời? Mặc Gia thiên chí nghi hoặc nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười, nói, thiên chí đạo hữu, ngươi là vừa tiếp xúc đến cảnh giới này a. Ngươi khi tiến vào cảnh giới này lúc, có cái gì đặc thù cảm giác? Đối diện, Mặc Gia thiên chí cau mày, rơi vào trầm tư.
hắn là tuần tự lấy Nho Gia Thánh Nhân cùng về sau Thiên Đế vì xác minh, so sánh tự thân. Cuối cùng xác định chính mình là tiến vào cảnh giới kia. Chẳng lẽ, bá tống cũng là như thế? Kỳ thật, ấn lấy chính ta tiết tấu, vốn là cái giai đoạn này ta, khoảng cách cảnh giới này, hẳn là còn kém một vòng. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, nhưng mà hắn lúc này bình tĩnh, ở chung quanh người xem ra, lại có vẻ vô cùng cao thâm mạt chắc. Kỳ thật, ấn Tống Thư Hàng ban sơ, hoặc là nói là một tháng trước suy đoán kịch bản, chính mình tại hoàn thành tu lưu trường sinh đạo về sau, hẳn là mới có thể đạt tới Nho Gia Thánh Nhân thời kỳ toàn thịnh trình độ. Nhưng hắn suy đoán cùng kịch bản, căn bản liền không đuổi kịp biến hóa. Kinh lịch ba lần trường sinh đạo thay đổi, lại cọ sát 28 nhậm thiên đạo bất hủ tin tức khung á bất hủ thân thể về sau, hắn lúc này đã vượt ra khỏi phàm nhân phạm vi, thuộc về tiểu thiên đạo phạm vi. Cho nên, hắn là nhảy lớp tuyển thủ. Mà lại hắn tu lưu trường sinh đạo cũng cùng lúc trước chính hắn thiết tưởng hoàn toàn khác biệt. Đã mạnh đến vượt qua tưởng tượng. Dung nhập nhiều đời thiên đạo tin tức, lại có long lạc nữ sĩ bù đắp, còn tăng thêm đại lượng trường sinh giả luận đạo trường sinh đạo hạch tâm kinh nghiệm. Chờ đạo tử tiền bối đưa lên sau cùng ngoại quải, bù đắp tu lưu trường sinh đạo sau cùng 1%, đầu này trường sinh chi đạo chính là khoáng cổ thước kim cấp bậc. Liền thiên đế viễn cổ thiên đình chi đạo cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Nói cách khác, bá tống tiên sinh ngươi còn có thể biến càng mạnh một bước. Tại không chứng thiên đạo tình huống dưới, Mạc Gia Thiên Chí nghe được Tống Thư Hàng lời nói bên trong ý tứ chênh lệch một vòng ý tứ, nói cách khác, bá tống còn có thể càng mạnh một vòng. Cái này phi thường khủng bố. Đối diện, bá tống cao thâm mạt chắc gật gật đầu. Tê ở đây tất cả mọi người, đều hít vào ngụm khí lạnh. Mạc Gia Thiên Chí trong con người chiến ý, đều thoáng lạnh chút điểm. Một lát sau, hắn lần nữa lên tiếng, cái kia bá tống tiên sinh, ta bây giờ cùng ngươi, không, ta bây giờ cùng đã từng Nho Gia Thánh Nhân ở giữa, phải chăng còn có khoảng cách? Bá tống, là Nho Gia Thánh Nhân chuyển thế. Cho nên hỏi hắn vấn đề này không có mau bệnh. Ngươi muốn thử xem chính mình cùng Nho Gia Thánh Nhân ở giữa chênh lệch. Tống Thư Hàng nghe được vấn đề này lúc, nhãn tình sáng lên. Nếu như vị này Mạc Gia Thiên Chí đạo hữu muốn thử xem cái khác thánh nhân cảnh giới cường giả uy năng, Tống Thư Hàng bất lực. Nhưng đối phương nghĩ thể nghiệm một chút Nho Gia Thánh Nhân hình thức, hắn liền rất có kinh nghiệm. Dù sao, Tống Thư Hàng đã từng mượn nhờ âm ảnh lĩnh chủ tiền bối pháp khí, triệu hồi ra Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm phụ thân, lấy thánh nhân chi tư cùng béo cầu đại lão hóa thân tranh đấu qua. Thánh nhân công kích hình thức, hắn ít nhiều có chút hiểu rõ. Quả nhiên, còn có khoảng cách sao? Mạc Gia Thiên Chí đạo hữu thấp giọng nói. Hắn vừa tiếp xúc đến cảnh giới này, cùng năm đó treo lên đánh chư thiên vạn giới Nho Gia Thánh Nhân ở giữa, khẳng định còn sẽ có một chút chênh lệch. Nếu như ngươi muốn thử một chút, ta không sai biệt lắm có thể mô phỏng ra thánh nhân trạng thái, cho ngươi một chút thể nghiệm. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Bây giờ hắn lấy tiểu thiên đạo thân thể, mô phỏng một bộ phận Nho Gia Thánh Nhân uy năng, vấn đề không lớn cho dù có thiếu hụt, dựa vào hắn một thân hùng hậu lịch đại thiên đạo tin tức, cũng có thể đền bù một chút lỗ thủng. Huống hồ, hắn hiện tại góp nhặt một đôi Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, đôi mắt này hoàn thành hắn ngoại quải phảng long lạc năng lượng thể hệ hạch tâm. Mượn nhờ đôi mắt này, hắn hoàn toàn có thể làm cho đối phương thể nghiệm một chút thánh nhân thủ đoạn. Mạc Gia Thiên Chí nghe đến đó, bình tĩnh nói, mời bá tống đạo hữu chỉ giáo. Đối diện, Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động, ngoại quải hệ thống bên trong thánh nhân kim đan hiển hiện. Tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân phân biệt hiện thân, đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng trên hai mắt. Sau đó, ở trước mặt tất cả mọi người, bá tống cái kia đối lưu ly thánh nhãn liền bị móc xuống. Đồng thời, cái kia đối đồng dạng đã á bất hủ hóa thánh nhãn kim đan xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong hốc mắt, nháy mắt từ kim đan trạng thái hóa thành con mắt. Mà bị móc xuống lưu ly thánh nhãn, thì xuất hiện tại ngoại quải hệ thống bên trong, thay thế thánh nhãn kim đan vị trí. Trên thực tế, á bất hủ hóa về sau, bá tống trong mắt, đã không cách nào bị móc ra. Công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử động tác, chỉ là vì Tống Thư Hàng đánh cái yểm hộ. Tống Thư Hàng là dựa vào chính mình ý chí, chủ động thay thế lưu ly con mắt cùng thánh nhãn kim đan vị trí. Hai cái này, bây giờ đều là hắn thân thể vật. Đổi con mắt vị trí đối Tống Thư Hàng mà nói, liền cùng nháy mắt là một cái khái niệm. Chuẩn bị xong chưa, bá tống hai mắt sáng lên,
đồng thời hắn tận lực áp chế chính mình á bất hủ năng lượng, tận lực hoàn nguyên trong đầu của mình liên quan tới nho gia thánh nhân cảnh giới. Chư thiên vạn giới chú ý nhạc thổ thế giới trường sinh giả nhóm, trong lòng hoảng hốt. Hồ đối diện, Mặc Gia Thiên Chí đạo hữu vẫy tay, chuôi này trường thương lần nữa từ trong áo choàng phân hóa ra. Ngân thương, sáng giáp, áo choàng, Thiên Chí trường sinh giả họa phong chính phái. Mời bá tống đạo hữu chỉ giáo, Thiên Chí đạo hữu lần nữa nói. Ba. Sau một khắc, liền có hai tia sáng đột nhiên bắn ở trên người hắn. Cái kia tia sáng tốc độ, đã nhanh đến vượt qua tất cả mọi người phản ứng tựa như là thời gian bị dừng lại, tia sáng bắn ra đánh chúng, thời gian lại bắt đầu trôi qua. Mặc Gia Thiên Chí còn không có phản ứng, liền đã chịu hai tia sáng. Là mang thai, là cường giả giám định thuật, đang ngồi trường sinh giả, cái nào không phải học Uyên Bác hạng người, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hai tia sáng. Mà lại, đây là gấp đôi phân lượng. Liền tảng đá chịu một phát mang thai ngưng thị, đều sẽ bị bách thể nghiệm tình thương của mẹ vĩ đại. Bắt đầu cứ như vậy kích thích, cái này rất bá tống, nhưng tuyệt đối không thánh nhân. Năm đó nho gia thánh nhân, mới sẽ không bắt đầu liền cho người khác giáo dục tình thương của mẹ vĩ đại. Ngẫu nhiên có thể nghiệm qua thánh nhân cường giả giám định thuật trường sinh giả, cũng là tự mình tìm đường chết, chọc giận thánh nhân. Mặc Gia Thiên Chí chịu về sau, chỉ cảm thấy phần bụng ẩn ẩn sinh ra phản ứng. Cũng may loại phản ứng này chỉ là một cái thoáng tức thì. Thứ nhất, nó là khôi lỗi chi thân. Thứ hai, đối diện bá tống đang tận lực áp chế á bất hủ năng lượng phát huy, tranh thủ làm cho đối phương thể nghiệm thánh nhân cấp bậc uy lực, cho nên cái này hai đạo mang thai ngưng thì cũng không phải là toàn công suất. Có thể miễn dịch cường giả giám định thuật, liền đại biểu cho ngươi đã chân chân chính chính tiếp xúc đến cảnh giới kia. Đối diện, bá tống chậm rãi nói. Không tiếp xúc đến cảnh giới này, đều muốn tại thánh nhân cấp cường giả giám định thuật bên dưới run rẩy. Đang khi nói chuyện, Mặc Gia Thiên Chí bên người đã xuất hiện một cái cổng không gian. Là bá tống mở ra. Tại cái này có bất hủ tin tức phong tỏa cổng cường đại sát trận áp chế nhạc thổ không gian bên trong, bá tống còn có thể tùy thời mở cổng không gian. Cổng không gian như ảnh tùy hành, thiếp thân lấy Mặc Gia Thiên Chí. Cổng không gian khác một bên, bá tống huy động nắm đấm, hướng phía bên trong cửa không gian điên cuồng ra quyền, một trận ơ le. Ầm 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 ầm. Bá tống thiết quyền, từ cổng không gian khác một bên ném ra, chùy hướng Mặc Gia Thiên Chí. Chiêu này liền có thánh nhân hương vị, đang ngồi có hơn phân nửa trường sinh giả đều bị chiêu này chùy qua, cho nên vừa nhìn thấy hình tượng này, trong đầu liền hiển hiện thánh nhân hương vị, tiện thể cảm giác thân thể huyễn đau. Hoa Mặc Gia Thiên Chí đạo hữu không chút kinh hoàng, sau lưng khoác gió triển khai, đem hắn bao khỏa. Hắn mặc dù không có chính diện khiêu chiến qua nho gia thánh nhân, nhưng hắn đã từng xa xa quan chiến qua nhiều lần thánh nhân cùng cái khác trường sinh giả chiến đấu. Ầm 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 ầm. Bá tống thiết quyền không ngừng đánh vào áo choàng bên trên, quyền thứ nhất đều có thể tại áo choàng bên trên oanh ra một cái quyền ấn, lực quyền càng là xuyên thấu qua áo choàng, trực tiếp nện ở Mặc Gia Thiên Chí trên thân. Tống Thư Hàng mặc dù tại tận lực áp chế chính mình, mô phỏng trong ấn tượng nho gia thánh nhân nắm đấm uy lực nhưng hắn bản thân, đã hóa thành á bất hủ trạng thái. Nắm đấm của hắn, dù là tận lực áp chế, đó cũng là á bất hủ cấp đại sát khí. Một quyền đập xuống, tự thân liền mang theo tương ứng kèm theo tổn thương tăng thêm. Trong áo choàng Mặc Gia Thiên Chí đạo hữu không ngừng truyền ra kêu rên thanh âm, cho dù là khôi lỗi thân, nhưng như cũng không cách nào miễn dịch bá tống trên nắm tay đau xót. Loại đau này, trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn, làm hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Một trận điên cuồng quyền kích, ơ le kết thúc về sau, bá tống thu hồi cổng không gian. Hư không bên trong, Mặc Gia Thiên Chí áo choàng tản ra, lộ ra vết thương chồng chất thân thể. Mặc dù cái này chút vết thương, rất nhanh liền bắt đầu khôi phục. Nhưng thụ thương, chính là thụ thương. Dù là đã ở vào cảnh giới này, ta cùng thánh nhân ở giữa, vẫn như cũ có khoảng cách a. Mặc Gia Thiên Chí đạo hữu nói khẽ. Thánh nhân tiêu chí chi thức thiết quyền, một lần đánh xong, liền có thể mang đến cho hắn tổn thương không nhỏ. Hắn nhìn về phía đối diện bá tống, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, cái kia bá tống đạo hữu, ta và ngươi ở giữa chênh lệch lại có thêm lớn. Mặc Gia Thiên Chí nắm chặt trường thương, ta muốn thử xem. Hắn bắt đầu ngưng tụ toàn bộ lực lượng của mình. Sau lưng hắn,
hiển hiện chư thiên vạn giới hư ảnh. Mỗi một cái chư thiên vạn giới vị diện bên trong, đều có một tôn khôi lỗi tại tiếp thu lực lượng, lại tại hướng lúc này thiên chí đạo hữu truyền lại lực lượng. Tập ta tất cả lực lượng một kích, mời bá tống đạo hữu chỉ giáo. Mặc ra thiên chí giơ lên trường thương. Nhưng lần này, hắn cũng không phải là muốn dùng đâm thương tư thế. Mà là đưa nó giống tiêu thương đồng dạng giơ lên cao cao. Hội tụ chư thiên vạn giới vô số khôi lỗi lực lượng công kích, tất cả trường sinh giả chỉ là cảm ứng được một kích này, liền cảm giác run sợ. Đại bộ phận trường sinh giả đem tự thân thay vào bá tống vị trí. Nếu như mình nghênh kích một kích này lời nói, có thể sẽ chết. Cái kia bá tống, muốn thế nào đối mặt một kích này? Ánh mắt mọi người, lại chuyển rời đến bá tống trên thân. Không động tác. Đối mặt cái này tập trung chư thiên vạn giới lực lượng một kích, đủ để phá hủy bất luận cái gì trường sinh giả khủng bố một kích, bá tống nhưng không có bất kỳ động tác gì. Không chống lên phòng ngự, không có sử dụng pháp khí, liền trên người hắn áo khoác cũng không kích hoạt. Mặc ra thiên chí con người cũng là ngưng lại. Nhưng hắn đã tên đã trên dây, không phát không được. Oanh! Trường thương bị ném ra, bắn về phía bá tống. Ta bá tống, muốn chứng bất hủ, nhưng có ai không phục. Một kích này, hội tụ mặc ra thiên chí thiên sinh bố trí tại chư thiên vạn giới tất cả khôi lỗi lực lượng, là hắn chân chính toàn lực một kích. Trên người hắn sáng nón trụ, áo choàng đã sớm dung nhập vào trường thương bên trong, đem bản mệnh pháp khí thương hình thái phát huy đến cực hạn. Một kích này ép khô hắn tất cả lực lượng, hơn nữa còn trải qua bộc phát bí pháp cường hóa. Đồng thời, một kích này cũng hội tụ tất cả trường sinh giả ánh mắt. Trường sinh giả nhóm nhìn chằm chằm mũi thương, chờ mong nó cùng bá tống ở giữa va chạm. Trước đó cái kia một đợt, bá tống triển hiện ra là nho gia thánh nhân lực lượng. Nhưng bây giờ bá tống, lại đạt đến trình độ gì, có phải là đã siêu việt kiếp trước nho gia thánh nhân trình độ? Đã bị bá tống chính miệng thừa nhận đã đến thánh nhân cảnh giới kia mặc ra thiên chí tiên sinh một kích mạnh nhất, có thể cho bá tống mang đến nhiều đại tổn thương. Oanh! Cái này ném một cái tốc độ nhanh đến cực hạn, liền trường sinh giả tập trung toàn bộ tinh lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh. Trường thương tại trên nửa đường, đã bởi vì lực lượng cường đại rót vào, thân thương biến xích hồng. Mà lại, càng xảo chính là, nhạc thổ thế giới sát trận cùng bất hủ pháp tắc phong tỏa hiệu quả, tại mặc gia thiên chí tiên sinh ra chiêu thời điểm, bắt đầu sụp đổ tan rã. Sát trận pháp tắc áp chế hiệu quả không tại, mặc ra thiên chí tiên sinh một kích này, đem phát huy ra 100% hiệu quả. Một thương này lực sát thương, toàn bộ giải phóng. Mà một thương này cuối cùng tỏa định là bá tống đầu, hướng phía đầu đâm vào, mũi thương vị trí, thì là bá tống mắt phải vị trí. Nhưng đối mặt cái này sắp đâm thấu đầu một thương, bá tống vẫn không có nửa phần phản ứng. Vì cái gì còn không phòng ngự, bá tống muốn dùng mặt tiếp một thương này. Lại hoặc là, bá tống bị một thương này uy lực áp chế, không cách nào động đậy. Hoặc nghi hoặc suy đoán, hoặc kinh ngạc, tại trường sinh giả nhóm trùng trùng cảm xúc bên trong, một thương này mũi thương, hung hăng đâm vào. Bá tống mắt phải con ngươi lên, trực tiếp chói mắt cầu lên. Kỳ ở giữa, bá tống liền mí mắt cũng không có động một chút. Chân chính mãnh nam, đối mặt tử vong nguy hiểm lúc, động một cái mí mắt đều tính thua. Một thương trực tiếp đâm bạo con mắt, bá tống con mắt từ bỏ. Tất cả trường sinh giả trừng to mắt, một mặt không dám tin. Dù là bá tống lúc này chớp mắt mắt, bọn hắn đều không đến mức chấn kinh thành dạng này. Nhưng mà bọn hắn chấn kinh, vừa mới bắt đầu. Ken két, tư. Nửa ngày về sau, một chuỗi khiến tâm tình người ta phiền não vặn vẹo âm thanh, từ bá tống mắt phải vị trí vang lên. Mặc ra thiên chí tiên sinh ngưng tụ lực lượng toàn thân một thương. Đồng thời giải phóng toàn bộ lực sát thương một thương, chọc vào bá tống con người bên trên, sắc bén mũi thương chống đỡ lấy con mắt tử. Nhưng cái này đủ để đem mấy chục cái, thậm chí trên trăm cái trường sinh giả chồng lên nhau đâm thấu một thương, lại không cam lòng dừng bước. Chống đỡ lấy con mắt mũi thương, không cách nào lại hướng trước đâm vào nửa phần. Một thương này, thậm chí chưa thể đánh tan bá tống trên thân yếu ớt nhất con người tầng ngoài. Không chỉ có như thế. Mặc ra thiên chí tiên sinh mũi thương, bởi vì lực lượng khổng lồ, bắt đầu vặn vẹo. Rất nhanh loại này vặn vẹo lại lan tràn đến ngay ngắn thân thương đâm không thấu bá tống trong mắt, phản tác dụng lực toàn bộ tác dụng tại chuôi này trường sinh giả thần binh bên trên.
chuôi này nương theo Mạc Gia Thiên Chí tiên sinh hơn nửa đời người trường sinh giả thần binh, nhận to lớn tổn thương. Chư thiên vạn giới trường sinh giả. Giờ khắc này, trừ cùng loại ngọa thảo, theo chi loại hình từ ngữ bên ngoài, trường sinh giả nhóm trong đầu rốt cuộc nhớ không nổi cái khác từ ngữ. Thụ thương không phải bá tống trong mắt, mà là thiên chí tiên sinh thương. Chư thiên vạn giới trường sinh giả, chỉ cảm thấy thế giới quan bị thương nặng. Đối diện, Mạc Gia Thiên Chí tiên sinh mới là nhận xung kích lớn nhất một cái. Ném ra thương, là hắn bản mệnh pháp khí. Tại va chạm sát na, hắn từ trường thương bên trên đạt được một chút phản hồi tin tức. Thân thương nhận lấy trọng thương. Nếu như vẻn vẹn vật lý bên trên tổn thương, vẫn còn dễ giải quyết thiên chí chuôi này trường thương cùng tống béo cầu có dị khúc đồng công chi diệu, có thể từ khúc chuyển hóa hình thái, chữa trị sẽ dễ dàng một chút. Nhưng nó chân chính tổn thương, là va chạm Á Bất Hủ lúc, bị Á Bất Hủ tin tức bắn ngược nội thương. Bộ phận này tổn thương, muốn chữa trị liền cần tháng năm dài đằng đẵng chậm rãi đi mài. Mà lại, đây là bá tống không sát ý tình huống dưới, từ Á Bất Hủ thân thể có chút một điểm bắn ngược. Nếu là bá tống lúc này lòng mang sát ý loại hình phản kích cảm xúc, cái kia tại mũi thương va chạm con mắt đồng thời, Á Bất Hủ thân thể liền sẽ chủ động phản kích. Mang cho chuôi này trường sinh giả thần binh trầm hơn nặng, lại không cách nào chữa trị vĩnh cửu tổn thương. Toàn bộ nhạc thổ thế giới lâm vào tĩnh mịch trầm mặc. Nơi xa quan chiến nguyệt như hỏa các đạo hữu, không dám nhúc nhích một chút. Bang! Lúc này, va chạm bá tống con mắt trường thương, tại to lớn xung kích bên dưới, biến thành một đống kim loại u cục, rớt xuống, rơi vào bá tống bên chân. Cái kia đủ để giết chết mấy chục vị trường sinh giả một thương uy lực, toàn bộ biến mất tại bá tống trong mắt bên trong. Kết thúc. Ta thật không phải là đang nằm mơ, bởi vì trước mắt một màn này, quá mức mộng ảo. Mạc Gia Thiên Chí tiên sinh, rõ ràng đã bị bá tống chính miệng thừa nhận, đã đạt đến đã từng nho ra thánh nhân cấp bậc kia. Nhưng hắn một thương này, thậm chí liền bá tống trong mắt vỏ đều không thể đâm thủng. Nếu không phải xa xa liền có thể thể nghiệm đến Thiên Chí tiên sinh một thương kia đáng sợ, thậm chí có người đều muốn hoài nghi Mạc Gia Thiên Chí tiên sinh thực lực. Dù là bá tống là dùng mí mắt ngăn lại một thương này, ta cảm giác chính mình cũng có thể tiếp nhận. Dùng mắt trần tiếp một thương này, đã có chút vượt qua trường sinh giả nhóm tâm lý tiếp nhận. Bởi vì, điều này đại biểu lấy to lớn vô cùng, không cách nào vượt qua chênh lệch. Làm người tuyệt vọng chênh lệch. Nho gia thánh nhân, thiên đế cảnh giới kia cấp độ, đã là tất cả trường sinh giả nhóm công nhận thiên đạo bên dưới mạnh nhất một nhóm tồn tại, là đứng ở trường sinh giả đỉnh điểm vị trí. Nhưng cấp độ này thiên chí tiên sinh, toàn lực một kích. Lại không có thể đánh xuyên bá tống trong mắt biểu mô. Loại kết quả này, khiến trường sinh giả nhóm cảm giác được ngạt thở áp lực. Ánh mắt mọi người, lặng lẽ rơi vào bá tống trên thân. Lúc này bá tống đại lão, là cảnh giới gì? Là bất hủ, căn bản không phải cái gì kém phảng bất hủ đi. Mạc Gia Thiên Chí tiên sinh chậm rãi nói, ta vốn cho rằng, bá tống đạo hữu ngươi là toàn thân làn da tiến hành trong miệng ngươi phảng bất hủ hóa, cho nên, ta lựa chọn tránh đi thân thể của ngươi, nhằm vào ngươi yếu ớt nhất hốc mắt vị trí tiến hành công kích. Nhưng không nghĩ tới, bá tống tiến hành bất hủ hóa bộ phận, không chỉ là làn da. Mạc Gia Thiên Chí tiên sinh vẫy tay, cái kia đống cục sắt bị hắn thu hồi. Đây chính là hiện thực tàn khốc a. Tức sinh hắn thiên chí nhân vật như vậy, vì sao lại phải có bá tống cuộc sống như thế sinh ra? Nhưng đối diện, bá tống nhưng không có trả lời hắn, vẫn như cũ là cái kia cao thâm mà chắc dáng vẻ. Mạc Gia Thiên Chí tiên sinh không khỏi lộ ra cười khổ. Đây chính là ta cùng bá tống tiên sinh ở giữa chênh lệch thật lớn sao? Bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm. A, đối diện bá tống, phát ra một cái giọng nghi ngờ. Sau đó, bá tống nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn tựa hồ thanh tỉnh lại. Một mặt thần thanh khí sảng bộ dáng. Không có ý tứ, vừa rồi đột nhiên tiến vào đốn ngộ trạng thái, hơi có chút thất thần. Nói, hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Đây là phát ra từ nội tâm ôn nhu tiếu dung, mang theo một loại không hiểu sức cuốn hút. Loại nụ cười này, là Tống Thư Hàng tại vượt qua thời gian dài sinh, tiếp xúc đến tương lai từ thời kỳ đó Tống Thư Hàng về sau, bị truyền nhiễm. Bất quá, loại này cười rất hữu dụng. Nó có thể trong thời gian ngắn nhất ổn định nhân tâm, tiêu trừ mọi người nội tâm bất an, khiến người ta cảm thấy bá tống đáng tin. Sau khi tỉnh lại,
Bá Tống nhìn về phía Mạc Gia Thiên Chí, lên tiếng nói, Thiên Chí đạo hữu, ta chuẩn bị xong, ngươi ra chiêu đi. Vừa rồi một nháy mắt, Tống Thư Hàng có thể là nhận đem chính mình chôn kỹ bạch tiền bối ảnh hưởng, tiến vào kỳ diệu đốn ngộ hình thức, lần này đốn ngộ là đối nguyên thần phương diện lý giải. Hiện nguyên hắn, từ nhục thân đến năng lượng, đều đã á bất hủ hóa. Bước tiếp theo, liền đợi đến tiếp thu đạo tử tiền bối ngoại quải, cường hóa tính toán năng lực. Mà tại cường hóa tính toán năng lực đồng thời, hắn cùng bạch tiền bối hẳn là có thể nắm lấy cơ hội, cho nguyên thần mang đến một đợt cường hóa. Đến lúc đó, hắn nguyên thần, thân thể, lực lượng, toàn bộ có thể đạt tới hoàn mỹ. Hắn tu liêu trường sinh chi đạo cũng có thể bù đắp. Chân chính tiến hóa thành trung cực Bá Tống. Ngươi ra chiêu đi. Ra chiêu đi. Bá Tống thanh âm, tại tất cả mọi người bên tai vang vọng. Mạc Gia Thiên Chí. Nguyệt Như Hỏa. Vây xem còn lại trường sinh giả. Đã không biết phải nói gì. Cũng đã không có gì đáng nói. Mạc Gia Thiên Chí tiên sinh vừa rồi cái kia hủy diệt một kích, tụ tập lực lượng toàn thân một kích, đánh lại còn là thất thần Bá Tống. Dù là Thiên Chí tiên sinh đã tiếp xúc đến Nho Gia Thánh Nhân cảnh giới kia, đạo tâm càng là cường hãn không có kẽ hở, tại thời khắc này, đều có điểm muốn khóc. To lớn ủy khuất, như sóng biển, giống như là biển gầm, điên cuồng đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Không phải hắn không đủ ưu tú. Chư thiên vạn giới bên trong giống hắn dạng này đạt tới Nho Gia Thánh Nhân cấp độ này cảnh giới tồn tại, chỉ sợ 10 ngón có thể đếm được. Hắn đã là chư thiên vạn giới từ xưa đến nay, ưu tú nhất 10 người một trong. Nhưng là, hắn gặp được Bá Tống. Ta đã xuất thương, Mạc Gia Thiên Chí tiên sinh thật vất vả mới điều chỉnh tốt chính mình đạo tâm trạng thái, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí, hồi phục Bá Tống. Tống Thư Hàng. Ngọa Thảo, ta thất thần bao lâu? Ngươi liền đã ra thương xong. Hắn theo bản năng đưa tay đi sờ chính mình thận vị trí căn cứ kinh nghiệm trước kia, đối phương một thương này, rất có thể sẽ đâm vào hắn thận bên trên. Chớ có sờ, chú ý hình tượng. Sở các chủ ngốc mau ngốc ngốc vỗ vỗ đầu hắn, truyền âm nói, hắn vừa rồi một thương kia, đâm chính là ngươi trong mắt, đừng tưởng rằng tất cả mọi người nhìn chằm chằm ngươi thận. Bản thể quả nhiên là mạnh nhất, Tống Béo Cầu dùng kiêu ngạo ngữ khí truyền âm nói. Cái này tiểu tử thật là thảm, đối mặt hắn một thương kia lúc, ta cũng cảm giác mình có loại đối mặt tử vong cảm giác, nhưng một thương kia, lại ngay cả ngươi mí mắt. Không đúng, là liền ngươi trong mắt màng đều không có đâm thủng. Bạch Long tỷ tỷ dùng một loại thổn thức ngữ khí truyền âm nói. Hẳn là sẽ tự bế đi, rõ ràng đã tiếp xúc đến thánh nhân cảnh giới, nếu như cho hắn thời gian. Tương lai, hắn nói không chừng sẽ giống như thánh nhân, trấn áp một thế, vô địch nhân gian. Nhưng hôm nay một thương này, khẳng định sẽ trong lòng hắn lưu lại to lớn âm ảnh. Xích Tiêu Kiếm tiền bối quần thể truyền âm nói, mặt khác, bia đá đạo hữu, người thua cuộc. Đáng ghét, ta cho là hắn sẽ đâm Bá Tống đạo hữu thận, kết quả vậy mà đâm trong mắt. Bia đá đạo hữu không cam lòng truyền âm. Tống Thư Hàng, ta liền vừa xuất thần ở giữa, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mà lại, liền ta con mắt biểu mô đều không có đâm thủng, là có điểm đả kích. Ta có phải hay không muốn thoáng biểu thị một chút, tỉ như, lúc này nhẹ nhàng sờ lấy hốc mắt của mình, giả ra rất đau dáng vẻ, chí ít đừng để Mạc Gia Thiên Chí đạo hữu nhận quá lớn đả kích. Tống Thư Hàng cùng đối phương không có cái gì lớn mâu thuẫn, lúc trước đối phương thu về khôi lỗi tiên tử hạch tâm lúc, cũng rất chiếu cố Bá Tống mặt mũi, cũng không phải là ác liệt hạng người. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng đưa tay đè lại mắt trái của mình hốc mắt, từ hốc mắt của hắn bên trong, có nước mắt nhỏ xuống. Thì ra là thế, nguyên lai Thiên Chí đạo hữu người đã xuất thương. Khó trách, con mắt của ta như thế kịch liệt đau nhức. Tống Thư Hàng nói khẽ, Thiên Chí đạo hữu người một thương này, đã đạt đến thế giới đỉnh phong. Đối diện, Mạc Gia Thiên Chí tiên sinh biểu lộ, biến càng cổ quái tựa hồ càng ủy khuất, nhưng tại ủy khuất đồng thời, lại có chút cảm động Bá Tống đạo hữu thiện ý. Chung quanh trường sinh giả cùng một mực viễn trình quan chiến trường sinh giả. Nguyệt Như Hỏa nhịn không được lặng lẽ hướng Tống Thư Hàng truyền âm nói, Bá Tống đạo hữu, Thiên Chí đạo hữu trước đó đâm, là mắt phải của ngươi. Tống Thư Hàng che lấy mắt trái bàn tay, có chút cứng đờ. Xấu hổ. Lúc này, hắn lại đem bàn tay đổi được mắt phải vành mắt, đã tới đã không kịp, ngược lại sẽ làm sâu sắc loại này xấu hổ bầu không khí. Huống hồ tất cả mọi người đã nhìn ra điểm này, lại làm bộ xuống dưới,
không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, Tống Thư Hàng đang làm bộ lau nước mắt đồng thời, lặng lẽ đem mình tay buông xuống. Thiên Chí đạo hữu vừa rồi một kích kia, thực tế hoàn mỹ. Hắn lại gạt ra một câu cổ động lời kịch, ta từng gặp thiên đế toàn lực xuất thủ, người một kích, đã có nàng phong thái. Trong bóng tối ra đen tử. Tống tiền bối, người dạng này sẽ đắc tội thiên đế tử tỷ tỷ, ý của ngươi là đang nói, thiên đế tử tỷ tỷ cũng đánh không thủng ngươi mí mắt. Tạ ơn bá Tống đạo hữu tán thưởng, mặc ra Thiên Chí đạo hữu cũng chỉ có thể kiên trì, thuận bá Tống cái này không có chút nào ổn bậc thang, cưỡng ép nhảy xuống. Không thể lại để cho bá Tống nói nữa, dù là bậc thang bất ổn, hắn cũng phải trước xuống lại nói. Lần sau có cơ hội so tài nữa, Tống Thư Hàng mỉm cười nói, hắn lại quay người đối cái khác trường sinh giả nói, các vị đạo hữu cũng giống vậy, có cơ hội, tùy thời có thể tìm ta luận đạo. Bá Tống đạo hữu, bây giờ ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nguyệt Như Hỏa đạo hữu đang trầm mặc nửa ngày về sau, đại biểu cho phần lớn trường sinh giả, hỏi vấn đề. Vấn đề này, Tống Thư Hàng xoa cằm hắn muốn thế nào nói cho đoàn người, hắn hiện tại mạnh bao nhiêu? Hoặc là, hắn hẳn là lộ ra bao nhiêu trình độ mới tương đối thỏa đáng? Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, bên tai truyền đến đạo tử tiền bối thanh âm. Bá Tống đạo hữu, không sai biệt lắm, chuẩn bị một chút, ta muốn lui nhậm. Tống Thư Hàng sững sờ, hiện tại. Hắn vừa mới đến a. Đúng, ngay tại lúc này. Sân khấu đã chuẩn bị thỏa đáng, diễn viên đã đến đủ, thân là vai chính người cùng Bạch đạo hữu cũng đã hoàn mỹ đăng tràng. Phía dưới, ta muốn bắt đầu chư thiên vạn giới thông cáo. Mà người cùng Bạch đạo hữu muốn leo lên bất hủ chi vị. Ta đem lui nhậm, mà người đem tiếp nhận ta bất hủ vương tọa, leo lên thiên đạo. Bây giờ cái này chư thiên vạn giới, lại không người dám ra đây, trở ngại ngươi chứng được thiên đạo. Cố lên nha, bá Tống đạo hữu. Ta có thể làm, đã chỉ có nhiều như vậy. Một lát sau, chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện, toàn bộ trong lòng hơi động. Loại cảm giác quen thuộc này, là thiên đạo xảy ra vấn đề. Thiên đạo, lui giới. Tất cả mọi người, một mặt mộng bức. Đệ cửu thiên đạo, không phải vừa tiền nhiệm sao? Đạo tử tiền bối là 8, năm nhậm thiên đạo sự tình, cũng chỉ có Tống Thư Hàng số ít mấy người biết nội tình. Dù sao đây là phi thường cao đoan tình báo. Chư thiên vạn giới người tu luyện, đều coi là đạo tử là đệ cửu thiên đạo. Đạo tử chứng đạo bất hủ lúc, cũng là đi đến tất cả lưu trình đệ bát thiên đạo cầu thiên đạo lui nhập, sau đó đạo tử chứng đạo bất hủ, thông cáo thiên hạ. Nhưng bây giờ, đệ cửu thiên đạo, liền muốn hạ nhiệm rồi. Hắn tháng trước vừa mới chứng đạo A. Tin tức này, tựa như là bom nổ dưới nước, lập tức đem chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện nổ tỉnh. Đối mặt cái này đạn hạt nhân cấp lớn tin tức, chư thiên vạn giới phổ thông người tu luyện, tại thời khắc này đều có điểm hoài nghi nhân sinh. Nói đùa cái gì, chư thiên vạn giới trường sinh giả nhóm, biểu lộ phức tạp có chấn kinh, có không dám tin, không thể nào hiểu được, mộng bức, cảm giác mình đang nằm mơ. Có phải là ta cảm ứng ra sai rồi? Đệ cửu thiên đạo tiền nhiệm, liền một tháng thời gian cũng chưa tới a. Hôm nay nội tâm kháng cự tiếp thu sự tình nhiều lắm. Trước có bá Tống trong mắt tiếp hủy diệt một thương, sau có đương kim thiên đạo vừa tiền nhiệm liền rời chức, ta hôm nay có phải là đang nằm mơ? Liền xem như lại thế nào bốc đồng thiên đạo, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, liền lui nhậm a. Đệ cửu thiên đạo trong đầu suy nghĩ cái gì? Chúng ta liều mạng nghĩ tiếp xúc đến bất hủ, tại bọn hắn trong mắt những người này, đến cùng tính là gì? Không có được vĩnh viễn tại bạo động, bị thiên vị đều không có sợ hãi. Càng là không có được, thì càng muốn, đạt được về sau, nhưng lại sẽ không đi chân quý. Ai nhận biết nho ra người, đi hỏi một chút đến cùng là tình huống như thế nào, vì cái gì nho ra đạo tử tiền bối, vừa chứng đạo bất hủ, liền lại muốn lập tức lui nhậm. Nho ra người hiện tại cũng tại Kim Liên thế giới, liên lạc không được a. Dùng bá Tống tu liêu hệ thống đi liên hệ. Bá Tống, đúng, hỏi bá Tống a. Bá Tống cùng đệ cửu thiên đạo quen biết. Mà lại, bá Tống rất có thể là nho gia thánh nhân chuyển thế, đệ cửu thiên đạo đạo tử là hắn đại đệ tử, hắn nhất định biết nội tình. Mặc ra Thiên Chí, Nguyệt Như Hỏa cùng ở đây trường sinh giả nhóm, nhao nhao đem ánh mắt rơi trên người Tống Thư Hàng. Đón lấy, tất cả mọi người liền phát hiện,
Tại đối mặt đệ cửu thiên đạo muốn hạ nhiệm đạn hạt nhân cấp tin tức lúc, Bá Tống lại rất bình tĩnh. Bá Tống trên mặt, không có chút nào kinh ngạc sắc thái, cảm giác hắn dường như rất sớm trước đó liền biết đệ cửu thiên đạo muốn hạ nhiệm sự tình. Quả nhiên, Bá Tống biết nội tình. Nói không chừng chuyện này, chính là Bá Tống cùng đương kim thiên đạo, đã sớm an bài tốt. Chờ chút. Ăn lấy cái này mạch suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Nếu như một màn này, là Bá Tống cùng đương kim thiên đạo đạo tử đã sớm an bài tốt, cái kia có rất nhiều sự tình, liền có thể nói rõ. Tỉ như, đệ cửu thiên đạo tiền nhiệm, có chút không hiểu thấu. Đương kim thiên đạo nho ra đạo tử tại chứng đạo trước, không hiển sơn không lộ thủy, phi thường điệu thấp. Thậm chí có rất nhiều trường sinh giả, cũng không biết đạo tử đã bước ra trường sinh chi đạo, trở thành trường sinh giả sự tình. Hắn không hề giống năm đó nho ra thánh nhân như thế treo lên đánh chư thiên vạn giới, mà là tựa hồ thỏa mãn một loại nào đó điều kiện, trực tiếp lướt qua tiền đề, chứng đạo trở thành bất hủ. Vốn là đệ cửu thiên đạo tiền nhiệm nghi thức lúc bắt đầu, chư thiên vạn giới người tu luyện đều coi là lúc ấy muốn chứng đạo bất hủ, là Bá Tống. Bây giờ quay đầu tỉ mỉ nghĩ lại, có phải hay không là vốn là muốn chứng đạo bất hủ, hẳn là Bá Tống, nhưng Bá Tống lại đem cơ hội để cho đạo tử. Để đạo tử chứng đạo bất hủ. Là Bá Tống một tay đem đạo tử đẩy lên đệ cửu thiên đạo chi vị. Sau đó đang thỏa mãn một ít điều kiện, hoặc là tại hoàn thành một ít sự tình về sau, lại an bài đạo tử tại thích hợp thời gian, lui nhậm thiên đạo. Như thế thôi diễn lời nói, tất cả đều có thể giảng thông. Bất quá, chính Bá Tống không chứng thiên đạo, mà đẩy đạo tử tiền nhiệm, muốn làm gì? Có chuyện gì, không phải mình chứng đạo không thể giải quyết. Ngược lại cần người khác trước chứng thiên đạo, thay hắn hoàn thành. Đang lúc một đám trường sinh giả suy tư thời khắc, thiên đạo đạo tử gọn gàng bắt đầu lui nhậm. Thật lui, không chút nào dây dưa dài dòng. Liền một tia lưu luyến đều không. Chư thiên vạn giới trường sinh giả nhóm, suy bụng ta ra bụng người nếu như là chính mình, ngồi lên đệ cửu thiên đạo vị trí, tại không có đem bất hủ tin tức nghiên cứu triệt để trước đó, chắc chắn sẽ không cam tâm từ thiên đạo chi vị bên trên rời đi. Thậm chí có một bộ phận trường sinh giả, là đánh lấy một khi ngồi lên bất hủ thiên đạo chi vị, liền vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ hố suy nghĩ. Dù là tại thiên đạo phía trên, còn có càng hương cảnh giới trở lấy đi tăng lên, bộ phận này trường sinh giả cũng sẽ không vì đó mà thay đổi. An tĩnh làm lấy chính mình Mỹ Nam tử thiên đạo, như vậy đủ rồi. Mà đạo tử, ở tiền nhiệm thiên đạo không thỏa mãn một tháng tình huống dưới, nói lui liền lui. Cái này nếu không phải sớm an bài tốt, quỷ đều không tin. Mà liền tại đạo tử bắt đầu lui nhậm thời điểm, từ thiên đạo thứ nguyên giới bên trong, có một đạo đại quang chiếu rọi mà xuống, đem Tống Thư Hàng bao khỏa ở bên trong. Đây là đạo tử tiền bối đẻ trước đó thiết lập tốt, tại chính mình lui nhậm thời điểm, liền đem thiên đạo cấp tính toán ngoại quải thông qua béo cầu thiên đạo thiết định con đường bài trừ, chuyển giao cho Tống Thư Hàng. Cái này đại quang rơi trên người Tống Thư Hàng về sau. Có đại đạo chi quang, vô cùng kinh khủng thiên đạo số liệu tập quyển mà tới. Phàm là thấy cảnh này trường sinh giả nhóm, chỉ cảm thấy chính mình hai mắt phát đau nhức, não hải ý thức như bị hải khiếu xung kích, thống khổ không chịu nổi. Mạnh như Mặc Gia thiên chí đạo hữu, còn có thể đau khổ chống đỡ một hồi. Một chút cảnh giới chênh lệch chút trường sinh giả, hai mắt có máu tươi nhỏ xuống, con mắt thụ thương, thậm chí con mắt sinh ra vết rách tương lai đoán chừng cần thời gian rất lâu. Mới có thể ôn dưỡng chữa trị. Đây là vật gì? Quả nhiên, đệ cửu thiên đạo tại lui nhậm thời điểm, đem vật gì đó, thông qua lui nhậm phương thức, chuyển giao cho Bá Tống. Thực truy, đệ cửu thiên đạo là Bá Tống một tay đẩy lên đi, hắn là công cụ thiên đạo, vì chính là chứng đạo bất hủ về sau, vì Bá Tống mang đến một loại nào đó chỉ có thiên đạo có thể có vật chất. Mà loại vật chất này, Bá Tống nhất định phải tại chứng đạo bất hủ trước đó thu hoạch được. Chư thiên vạn giới trường sinh giả nhóm, trong lòng vững tin trước đó phỏng đoán. Bá Tống tuyệt đối là nho gia thánh nhân chuyển thế. Nếu như không phải lời nói, đạo tử lại thế nào có thể sẽ như thế tận tâm tận trách nghe theo Bá Tống an bài. Lấy phàm nhân chi thân chinh phục cửu u tính là gì? Lấy phàm nhân chi thân ngưng tụ bất hủ thân thể đây tính toán là cái gì? Bá Tống chân chính địa phương đáng sợ, là hắn tại mưu tính thiên đạo. Cho dù là thiên đạo. Cũng chỉ là trong tay hắn công cụ. Ta nghiêm trọng hoài nghi, lúc trước đệ bát thiên đạo, âm thầm cũng bị Bá Tống đại lão an bài rõ ràng. Chư thiên vạn giới người tu luyện,
trong nội tâm ý nghĩ một cái tiếp một cái hiển hiện. Trong lòng bọn họ ẩn ẩn cảm giác, chính mình sau đó phải chứng kiến sự thượng kinh khủng nhất nam nhân sinh ra. Chờ chút, cái này chút số liệu cùng tin tức, chẳng lẽ là tính toán năng lực? Đạo tử giao cho bá tống, là thiên đạo cấp tính toán năng lực. Mặc ra thiên trí, rốt cục đã nhận ra chân tướng, phát ra không dám tin thanh âm. Mặc ra thiên trí đạo hữu thực lực mạnh nhất, tầm mắt tối cao, kiên trì cũng lâu nhất. Mặt khác, hắn trường sinh đạo là khôi lỗi chi đạo, bản thân đối với tính toán cái này một khối, liền phi thường am hiểu. Hắn tính toán năng lực toàn bộ triển khai thời điểm, có thể bằng sức một mình đồng thời điều khiển mấy tỷ cái khôi lỗi, diễn dịch hoàn toàn khác biệt hành vi, thậm chí có thể một mực thôi diễn khác biệt nhân sinh. Đơn thuần tính toán năng lực, mặc ra thiên trí tại từ xưa đến nay trường sinh giả bên trong, đều đứng hàng đầu. Cho nên, khi nhìn đến cột sáng truyền lại cho bá tống ngoại quải về sau, hắn cái thứ nhất liền phát giác chân tướng đến. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy phát giác, đồng thời còn tại trình độ nhất định miễn dịch bất hủ tin tức xung kích, cũng là bởi vì âm thầm có người đang cho hắn trợ giúp nguyên nhân. Âm thầm có một đám người, liền muốn mượn vị này danh tiếng thịnh nhất mặc ra thiên tài trường sinh giả miệng, đem một chút không phải bí mật rung động tin tức công bố ra, lấy thực trùy mọi người trong lòng liên quan tới thiên đạo là bá tống công cụ nhân suy đoán. Bá suy cũng không đáng sợ, đáng sợ là bá suy kỹ thuật chuyên nghiệp, mà lại thực lực còn càng mạnh. Thiên đạo cấp tính toán năng lực, ở đây Nguyệt Như Hỏa mấy vị đạo hữu cảm giác cằm của mình đều chấn kinh đến chết lặng. Loại vật này, cũng có thể truyền lại cho người khác. Tinh gấu trường sinh giả nghi ngờ nói. Người khác không thể tiếp nhận, nhưng bây giờ bá tống nhất định không có vấn đề. Đừng quên, bá tống toàn thân trên dưới, đều là bất hủ. Vị kia trường sinh giả tiên tử nhắc nhở. Nguyên bản nhục thân bao quát trong mắt đều đã bất hủ hóa, hiện tại lại lấy được thiên đạo cấp tính toán công năng. Hiện tại bá tống, đã là thiên đạo đi. Vị kia một mực thổ huyết song đao lưu kiếm khách, lau khóe miệng vết máu. Có lẽ cùng chúng ta đoán đồng dạng, bá tống đây là muốn lấy phàm nhân chi khu đi chấp trưởng thiên đạo quyền hành, liền như là hắn chinh phục cửu u thế giới đồng dạng. Hắn hiện tại, muốn lấy phàm nhân chi thân, chinh phục thiên đạo. Không chứng đạo thiên đạo lại có được tất cả thiên đạo bất hủ thuộc tính. Nguyệt Như Hỏa chậm rãi nói. Thật là đáng sợ, cái này nam nhân. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ người nào, có thể làm được nam nhân trước mắt này trình độ như vậy. Liền xem như lịch đại thiên đạo, cũng không ai giống bá tống như vậy. Thậm chí, đừng nói là làm được hắn mức độ này, lịch đại người tu luyện cùng thiên đạo, liền nghĩ đều không nghĩ tới. Căn bản không ai nghĩ tới lấy phàm nhân chi thân chinh phục thiên đạo khả năng này. Nếu không phải trường sinh giả mọi người nói tâm kiên định, chỉ sợ liền tâm ma đều muốn bị biệt xuất tới. Làm Nguyệt Như Hỏa bọn hắn giao lưu thời điểm, nhạc thổ thế giới bên trong, lại lần lượt có từng tôn trường sinh giả, đỉnh tiêm kiếp tiên đuổi tới. Nhưng tất cả trường sinh giả, kiếp tiên cũng không dám tiếp xúc quá gần lúc này bá tống, cái quan sát từ đằng xa. Hoa! Tại chư thiên vạn giới trường sinh giả đuổi tới hơn phân nửa về sau, bao phủ tống thư hàng cột sáng tiêu tán. Đạo tử tự tay chế tác thiên đạo hạch toán ngoại quải tăng thêm thành công. Ngoại quải kích hoạt. Tống thư hàng chỉ cảm thấy đầu óc của mình tính toán năng lực, phi tốc tăng lên. Lúc này, hắn cảm giác chính mình tính toán năng lực đã đạt tới nháy mắt có thể hồi phục chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện nghi hoặc trình độ điều kiện tiên quyết là kiến thức của hắn dự trữ lượng, muốn đầy đủ. Nhưng đây vẫn chỉ là ngoại quải kích hoạt bắt đầu. Cái này ngoại quải cho hắn thăng cấp không chỉ có là phần mềm, còn có phần cứng năng lực, là cứng mềm đồng bộ tăng lên. Tống thư hàng có thể cảm giác chính mình phân thây tồn trữ tại kiếp tiên hư không tiết điểm nguyên thần, cũng bắt đầu cường hóa. Cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận cường hóa, còn có bạch tiền bối nguyên thần. Loại này cường hóa, cũng có thể để hắn cùng bạch tiền bối hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo kế hoạch càng thêm ổn thỏa, hoàn thiện. Nhục thân, lực lượng, nguyên thần, toàn bộ á bất hủ hóa, lại thêm bất hủ phì kình kim đan chấn thủ hạch tâm, lúc này Tống Thư Hàng, có thể nói đã thành hoàn mỹ sinh vật. Trừ không thiên đạo quyền hạn bên ngoài, hắn cơ hồ cùng thiên đạo không khác nhau. Dưới loại trạng thái này, cho dù là chư thiên vạn giới hủy diệt, hắn cũng có thể ngoan cường sinh tồn tiếp, giống như hắc long thế giới, dẫy dụa đến bên dưới cái thời đại mới mở ra. Mà lại, có cùng hắn khóa lại hạch tâm thế giới tồn tại, hắn còn có thể đem chính mình để ý người cộng hơn phân nửa địa cầu người chứa vào trong đó,
phong ấn bảo tồn. So với trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, chí ít, đường lui có, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, đường lui chỉ là tuyệt cảnh. Tống Thư Hàng cũng không nguyện ý để cho mình đi đến loại này tuyệt cảnh. Hắn muốn là cùng Bạch Tiền Bối đồng thời chứng đạo, sau đó siêu thoát, về sau đem quá khứ tiếc nuối, tương lai tai nạn, một hơi giải quyết. Cái này từ quá khứ, tương lai cùng hiện tại, tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng chồng chất ra kỳ tích, liền từ ta cùng Bạch Tiền Bối, lại đem cái này kỳ tích xuôi theo tục đi xuống đi. Tống Thư Hàng nắm chặt nắm đấm. Hắn biết rõ, chính mình cùng Bạch Tiền Bối, bây giờ đang đứng ở kỳ tích bước ngoặt. Mà hắn muốn làm, chính là không cho cái này thật vất vả đản sinh kỳ tích bẻ gãy, mà là để cái này kỳ tích tiếp tục, trở thành truyền thuyết bất hủ. Chỉ có dạng này, hắn mới không phụ quá khứ cùng tương lai. Tống Thư Hàng từ từ mở mắt. Trong hai mắt, không có bất kỳ cái gì vẻ mờ mịt, bởi vì hắn biết rõ, chính mình sau đó phải làm cái gì, mục tiêu của mình là cái gì. Tại Tống Thư Hàng mở mắt thời điểm, chư thiên vạn giới hư không bên trong tấu vang hư ảo chương nhạc kia là thiên đạo triệt để lui nhậm tiếng kèn. Đồng thời, cũng biểu thị tân thiên đạo tranh đoạt mở ra, tại cái này hư ảo chương nhạc âm thanh bên trong, chư thiên vạn giới trường sinh giả đều có thể xuất chiến, tranh đoạt đời tiếp theo thiên đạo, bên thắng đem dòm ngó thiên đạo bất hủ huyền bí. Dĩ vãng lúc này, thiên hạ tất cả trường sinh giả đều sẽ động dung. Cho dù là vô tâm tranh đoạt thiên đạo trường sinh giả cũng sẽ không bỏ qua dạng này thịnh hội. Nhưng lần này, chư thiên vạn giới trường sinh giả nội tâm bình tĩnh không lay động. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Bá Tống trên thân, yên lặng chờ lấy Bá Tống mở miệng. Bá Tống bây giờ đã là hành tẩu ở nhân gian tiểu thiên đạo, cũng không biết hắn đối thiên đạo chi vị còn có hay không ý nghĩ. Nếu như Bá Tống không tranh đoạt thiên đạo ý tứ, vậy kế tiếp mới là thiên đạo tranh đoạt chiến bắt đầu. Như Bá Tống muốn cái này thiên đạo chi vị, cái kia chư thiên vạn giới không người sẽ có ý kiến mặc ra thiên chí một thương kia, liền Bá Tống trong mắt biểu mô đều không có đâm thùng. Đổi thành cái khác trường sinh giả tới, chỉ sợ liền Bá Tống lông đều không thể gọt sạch một cây. Hư không bên trong, này thiên đạo thoái vị hư ảo chương nhạc kết thúc. Bá Tống cuối cùng mở miệng. Bạch Tiền Bối, ra đát tiếp xuống, là chúng ta thời gian. Tống Thư Hàng ngồi xổm trên mặt đất. Nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất. Sau một khắc, trên mặt đất có một cái cổng không gian mở ra. Tuấn Mỹ A Bạch mở ra cổng không gian, vỗ vỗ không nhuốm bụi trần quần áo, từ trong cánh cửa không gian bước ra lần này, A Bạch cẩn thận từng ly từng tí trước nhìn một chút chính mình bước ra chân. Một bước dẫm thực về sau, hắn mới bước ra chính mình bước thứ hai. Hiện tại chứng đạo sao? Bạch Tiền Bối hỏi. Ngay tại lúc này, Tống Thư Hàng gật đầu. Đối Bạch Tiền Bối giơ tay phải lên. Bạch Tiền Bối đưa tay, cùng Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ tay. Mặc ra thiên chí. Hắn từ Bá Tống cùng Bạch Tiên trưởng giao lưu bên trong, nghe được một cái khiếp sợ tin tức. Bá Tống đạo hữu, người muốn cùng Bạch đạo hữu, đồng thời chứng đạo, mặc ra thiên chí lại một lần nữa sung làm lời bộc bạch người thân phận. Loại chuyện này, cũng có thể làm được. Vốn cho là Bá Tống là muốn lấy phàm nhân chi thân chinh phục thiên đạo. Hiện tại xem ra, Bá Tống rõ ràng là muốn đem thiên đạo chi vị tôn nghiêm, ấn trên mặt đất ma sát. Theo quy định, một giới thiên đạo nhiều nhất chỉ có một người. Nhưng Bá Tống càng muốn đối cái này mạnh nhất quy định nói no. Đó là cái trời sinh liền vì đánh vỡ quy tắc mà thành nam nhân. Một lần lại một lần đem huyền thánh giảng pháp quy tắc đè xuống đất ma sát, chỉ là hắn hành động bắt đầu. Về sau hắn lại không ngừng đánh vỡ hiện thế quy tắc. Cửu u quy tắc, bất hủ quy tắc. Hiện tại, hắn đem khiêu chiến quy tắc giới sau cùng tôn nghiêm thiên đạo quy tắc. Từ hôm nay về sau, chư thiên vạn giới bên trong, chỉ sợ không còn có quy tắc có thể trói buộc nam nhân này. Duy nhất có thể trói buộc hắn, chỉ có chính hắn. Sau đó thời đại, chính là Bá Tống thời đại. Mặc ra trường sinh giả, tại nội tâm yên lặng lời bộc bạch nói. Ngay tại lúc đó, tại một chỗ trong bóng tối vô tận, một đầu hợp cách phía sau màn hắc thủ, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, thâu đêm bị giấc ngủ chưa đủ đen kịt cự lão, lại một lần bị cưỡng chế tỉnh lại, cũng trong đầu hoãn hoãn đánh ra ba cái dấu chấm hỏi. Giấc ngủ không đủ cộng nghiêm trọng rời giường khí, khiến cho hắn tâm tình bực bội. Ông 3x10, chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì ta lại cưỡng chế tỉnh lại? Một lát sau, thiên đạo, lui nhiệm rồi.
phía sau màn hắc thủ trong đầu lần nữa nổi lên một cái dấu hỏi. Cái quỷ gì a? Theo hắn lấy được tình báo, thiên đạo tiền nhiệm mới không bao lâu a. Mà lại, rõ ràng trước đó không lâu, hắn còn có thể cảm ứng ra đương kim thiên đạo cường thế. Lấy đương kim thiên đạo trạng thái, cảm giác mấy cái ức năm thời gian bên trong, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Thậm chí, nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn lời nói, đương kim thiên đạo tựa hồ là muốn vĩnh viễn tại thiên đạo chi vị bên trên ở lại loại hình. Đây là trước đó không lâu lúc, thiên đạo trong cõi u minh hướng chư thiên vạn giới chúng sinh phát ra quyết tâm. Chính vì vậy, sở dĩ hắn tại đem đen kịt mặt trời cấp cứu đi ra về sau, liền đem sự tình treo máy an bài cho cỗ kia bị hắn chiếm lấy bất hủ đạo nhân thân thể, giấu ở phía sau màn tự thân thì nhịn không được buồn ngủ, dần dần sa vào đến ngủ say bên trong. Hắn ngủ say trạng thái, là một loại đại giới. Là hắn lúc trước từ thiên đạo chi vị bên trên thoát thân sau nặng nề đại giới. Nạp điện mấy ngàn vạn năm, hoạt động 100 năm, sau đó tiết kiệm điện hình thức có thể chống đỡ buồn ngủ lâu hơn một chút thời gian. Cái này bệnh căn, không cách nào tự lành, không cách nào trị tận gốc. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, ban sơ hắn thanh tỉnh thời gian có thể lâu một chút, lấp đầy điện sau có thể sống động thời gian cũng so hiện tại dồi dào. Nhưng về sau bởi vì hắn chọc giận một nữ nhân, tại đối phương đủ loại thủ đoạn xuống, hắn nạp điện sau thời gian hoạt động, chỉ ít đánh cái 50%. Nguyên bản lần này, hắn nghĩ đến chờ mình ngủ bù dưỡng đủ tinh thần, trở ra đại triển tay chân, thôi động bản thân đại kế hoạch. Kết quả hiện tại, một tháng thời gian cũng chưa tới, thiên đạo liền xuống đài rồi. Đơn giản bệnh tâm thần một dạng thao tác. Gần nhất cái này mấy lần thiên đạo, não mạch kín đều là làm sao kết nối. Hắn cảm giác mình trạng thái cực kém. Thâu đêm giấc ngủ không đủ, bị cưỡng chế tỉnh lại về sau, thật vất vả chống đỡ mỏi mệt hoàn thành trong tay mình dự bị công tác, lại tốt không dễ dàng trở lại chăn ấm áp chuẩn bị lại híp lại một hồi, kết quả vừa ngủ, lại bị cưỡng chế tỉnh lại. Loại trạng thái này, hỏng bét đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Tốt tại, ta bá chiến bí pháp năng lượng đã tồn trữ hoàn thành, tiếp đó, ta có thể lại thoáng nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Chờ đợi tiếp xuống thiên đạo tranh đoạt chiến, tranh thủ tại đời tiếp theo thiên đạo thượng vị trước đó, đem tinh thần dưỡng đủ. Vị này phía sau màn hắc thủ đại lão lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại trạng thái, phi thường không ổn. Nhất định phải tại thiên đạo tranh đoạt chiến hoàn thành trước đó, tranh đoạt từng giây dưỡng thần một hồi, đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt. Nói. Vị này đen kịt cự lão lần nữa nhắm mắt, gấp rút điều chỉnh trạng thái của mình. Nhưng chính đang hắn mới vừa gia nhập điều chỉnh hình thức thời điểm, tại hắn bên người có một loại giống như đồng hồ báo thức công năng, lần nữa phát ra chói tai tiếng vang, trực tiếp đem hắn từ nhắm mắt dưỡng thần trạng thái bên trong kéo ra ngoài. Đen kịt cự lão. Này lúc trong đầu của nó cái này dấu chấm hỏi phân lược, so trước đó tất cả dấu chấm hỏi cộng lại còn trầm trọng hơn. Lại xảy ra chuyện gì rồi? Đợi đã, để cho ta thanh tỉnh xuống. Cái thứ nhất đồng hồ báo thức thanh âm, là đương thiên đạo hạ nhiệm lúc tiếng vang. Mà cái thứ hai càng thêm kích thích đồng hồ báo thức, thì là báo hiệu lấy có người muốn chứng đạo thiên đạo, thành tựu bất hủ, là hắn nhất định phải lập tức xuất thủ tiếng vang. Ông ba, thời gian của ta vượt lên rồi. Đen kịt cự lão nội tâm cảm xúc tại bốc lên. Lại để cho ta ngủ 5 phút đồng hồ loại phàm nhân này xuyên qua thời gian phương thức. Cứ nhiên cũng ở trên người hắn có hiệu lực. Hắn vừa rồi đánh chợp mắt, chẳng lẽ thời gian liền đã đi qua hàng trăm hàng ngàn năm? Không, không đúng. Thời gian trôi qua không phát sinh vấn đề gì. Nói cách khác, đây là đang thiên đạo vừa lui nhiệm đồng thời, lập tức liền có người hoàn thành không có khe hở kết nối, chứng đạo bất hủ. Đây là có chuyện gì? Chư thiên vạn giới như vậy nhiều trường sinh giả đâu? Đều là bài trí sao? Liền không có người nhảy ra ngăn cản cái này tân nhiệm thiên đạo tuyển thủ. Cứ như vậy trơ mắt nhìn mục tiêu chứng đạo. Tất cả mọi người đối bất hủ khát vọng giá trị, cứ như vậy thấp sao. Cho dù là cái kia bá tống muốn chứng đạo, trường sinh giả cũng không có khả năng thờ ơ a. Ta làm sao càng ngày càng xem không hiểu cái thế giới này. Còn có, ta đen kịt mặt trời cùng bất hủ đạo nhân hóa thân đâu. Vì cái gì không có phản ứng. Nhưng bất kể như thế nào, mặc kệ trong nội tâm có bao nhiêu nghi hoặc, hắn nhất định phải hành động. Dù là trạng thái bản thân lại kém, lại không có thể, đối phương đã muốn bắt đầu chứng đạo bất hủ, lại không hành động, hắn liền muốn bỏ lỡ cơ hội.
Thế là, đen kịt cự lão giãy giụa lấy, dùng ý chí của mình hết sức chống cự cái kia không ngừng dâng lên buồn ngủ, dựa vào bản thân ý chí kiên cường cứng rắn là từ trong bóng tối vô biên gạt ra, giáng lâm hiện thế. Hắn thế nhưng là lần lượt thất bại, lại có thể lập tức lần lượt đứng lên tồn tại, chỉ là buồn ngủ, dựa vào ý chí, có thể vượt qua. Lặng lẽ giáng lâm về sau, đen kịt cự lão trong lúc mơ hồ còn có thể cảm ứng được hiện thế đối với nó bài xích. Thời gian của ta không nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đen kịt cự lão ám đạo. Chui vào hiện thế về sau, hắn lại như dĩ vãng một dạng, lợi dụng bản thân tại nhiễm thiên đạo lúc khai phát đi ra tiềm hình bí pháp, thận trọng ẩn tàng thân hình, lại thông qua không gian Nazi, chui vào đến tân thiên đạo chứng đạo chỗ. Chờ hắn lặng lẽ tới mục đích lúc, liền phát giác chư thiên vạn giới hơn phân nửa trường sinh giả, vậy mà đều tụ tập tại này nho nhỏ bảo thạch vực bên trong. Tiếp đó, hắn thấy được sắp chứng đạo tuyển thủ. Quả nhiên là cái kia Bá Tống. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Bá Tống cư nhiên không phải một cá nhân chứng đạo, tại bên cạnh hắn, còn có một cái hắn vô cùng quen thuộc lừa đảo. Tuấn Mỹ A Bạch, đen kịt cự lão trong đầu lần nữa hiển hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Từ trước mắt hình ảnh đến xem, đây là hai người muốn cùng một chỗ chứng đạo. Này làm sao làm được? Càng quan trọng hơn là, hai người cùng một chỗ chứng đạo lời nói, ta bá chiếm bí pháp phải dùng đến ai trên người mới tốt? Phải dùng tại cái kia hố hàng bạch, vẫn là Bá Tống. Do dự một cái chớp mắt về sau, đen kịt cự lão rất nhanh làm ra lựa chọn. Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là lựa chọn Bá Tống. Bị Tuấn Mỹ A Bạch hố nhiều lần như vậy, hắn không có lý do đi gặm cái này xương cứng. Sở dĩ, không có nhiều hơn suy tư trên thực tế, tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn nhiều hơn suy tư. Hắn xoa động bí pháp, đem một cái bá chiếm bí pháp đưa cho Bá Tống. Nếu như đen kịt cự lão buồn ngủ không trầm trọng như vậy, ý thức có thể thanh tỉnh hơn điểm, đi hảo hảo phát hiện. Nếu như đen kịt cự lão thời gian không như vậy gấp gáp, cho hắn nhiều thời gian hơn, đi tinh tế suy tư. Như vậy, hắn liền có thể phát hiện lần này Bá Tống cộng A Bạch chứng đạo có không ít vấn đề nhỏ tồn tại. Vì cái gì thiên đạo mau lui lại nhiễm lúc, chư thiên vạn giới trường sinh giả đều bị tập trung đến cùng một chỗ. Nhiều như vậy trường sinh giả ở đây, vì cái gì không ai nhảy ra ngăn cản Bá Tống. Không thể ngăn chặn Bá Tống một chút xíu thời gian. Trực tiếp để Bá Tống tại thiên đạo thoái vị chớp mắt bên trong, liền bắt đầu chứng đạo. Mà lại, nhiều như vậy trường sinh giả hội tụ một vực, đơn giản chính là vì Bá Tống có thể giải quyết dứt khoát, một hơi chấn trụ toàn trường, phi tốc chứng đạo làm chuẩn bị. Những vấn đề này, chỉ muốn không như vậy khốn, liếc mắt liền có thể phát giác. Mặt khác, nếu như lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể phát hiện lúc này Bá Tống, từ trong tới ngoài. Toàn thân trên dưới đều hóa thành á bất hủ trạng thái, trở thành hoàn mỹ sinh vật. Loại trạng thái này, hiển nhiên là phi thường có vấn đề. Trên lý luận mà nói, liền xem như đương kim thiên đạo toàn lực trợ giúp Bá Tống, cũng không có khả năng nhượng hắn hoàn thành loại này toàn thân á bất hủ hình thức. Cái này kỳ thật cũng là thiên đạo quyền hạn một loại nhỏ hạn chế. Bằng không mà nói, mỗi nhiệm thiên đạo tại nhiệm, đều có thể chế tạo ra từng cái tiểu bất hủ hảo hữu đến, thiên hạ đã sớm rối loạn. Loại trạng thái này đã không phải là một cái thiên đạo, có thể hoàn thành tác phẩm. Nhưng là Bá Tống trên người, lại hội tụ 2 đến 8 nhiệm thiên đạo, còn cộng thêm một cái 8. 5 nhiệm thiên đạo bất hủ tin tức. Đây quả thực là kiện không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Mỗi một đời thiên đạo ở giữa, cũng không tất cả đều quen biết. Thậm chí có thiên đạo cùng thiên đạo ở giữa, lẫn nhau trở mặt. Muốn cho lịch đại thiên đạo hợp tác để hoàn thành như thế một cái á bất hủ sinh vật. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng Bá Tống hết lần này tới lần khác làm được. Đáng tiếc. Hiện thực là cốt cảm, hắn cũng không phải là sáng tác văn, không có nếu như. Sở dĩ, khốn đến cực hạn, thời gian lại gấp gáp đến cực hạn đen kịt cự lão, căn bản không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ có một chút xíu suy nghĩ thời gian, đều dùng ở lựa chọn Bá Tống hoặc là lựa chọn Tuấn Mỹ hố hàng bạch trên người. Một cái đã sớm chuẩn bị sẵn sàng bá chiếm bí pháp, vô thanh vô tức, rơi vào Tống Thư Hàng trên người. Rất thuận lợi. Đen kịt cự lão âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng dĩ vãng hắn thi triển bá chiếm bí pháp trạng thái một dạng, liền xem như lập tức sẽ chứng đạo tồn tại, cũng không có khả năng phát giác được nó bí pháp. Sau đó,
Mặc kệ là Bá Tống cùng Tuấn Mỹ hố hàng song song chứng đạo cũng tốt, hoặc là Bá Tống một cá nhân chứng đạo cũng được, cũng không có vấn đề gì. Mà lại, liền xem như Bá Tống chứng đạo thất bại, Tuấn Mỹ hố hàng chứng đạo. Hắn tại qua thiên đạo kỷ nguyên cải tiến sau bá chiếm bí pháp cũng có thể chuyển rời đến chứng đạo cái kia tồn tại trên người, chính là hiệu quả sẽ kém bên trên một số. Lần này, đã không lại có vấn. Nghĩ đi nghĩ lại, đen kịt cự lão ý thức bị cơn buồn ngủ thủy triều từng lớp oanh kích, tư duy chuyển vận tốc độ cũng bắt đầu biến yếu. Đề, đen kịt cự lão trong lòng chậm rãi nói. Nhưng ngay tại trong đầu của nó ý nghĩ này thật vất vả đi đến. Đối diện, lập tức liền phát sinh dị biến. Đang tại đi chứng đạo chương trình bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng, duy trì vỗ tay tư thế. Đột nhiên, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà khí tiếu dung tới. Hắn trương này chất phác, hiền lành người tốt trên mặt, lộ ra như thế một cái tà khí tiếu dung, thực sự rất không dễ dàng. Nhưng hắn làm được. Tống Thư Hàng cười một tiếng, bạch tiền bối liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Bí pháp tới, bạch tiền bối hỏi. Tới, chờ hắn rất lâu. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Vậy ta giúp người kết ấn, khắc họa phù văn, người phối hợp thi pháp. Bạch tiền bối duỗi ra một cái tay khác, bắt đầu kết lên nghịch. Bá chiếm bí pháp thủ ấn. Lúc này bạch tiền bối một đầu trong tay, có được chính là Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu, sở dĩ chỉ muốn hai người phối hợp lẫn nhau, bạch tiền bối có thể thay thế Tống Thư Hàng kết ấn. Hai cái xinh đẹp phù văn, từ A bạch đầu ngón tay ngưng tụ thành hình, rơi trên người Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng phối hợp với vận chuyển các tiền bối cải tiến nghịch. Bá chiếm bí pháp, bắt đầu hấp thu đen kịt cự lão bá chiếm bí pháp ngàn vạn năm công lực. Mặc dù không có nhìn thấy đen kịt cự lão giấu ở chỗ nào, nhưng là cảm tạ đen kịt cự lão khen thưởng 1.000 vạn năm công lực bá chiếm bí pháp. Chờ ta cùng bạch tiền bối thành công hoàn thành hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, sẽ có ngươi một phần công lao. Núp trong bóng tối đen kịt cự lão, lăng thần sát na. Hắn cái kia bởi vì mãnh liệt buồn ngủ vận chuyển chậm rãi tư duy, lại một lần bởi vì ngoại giới kích thích. Đột nhiên giật mình tỉnh lại hắn tựa như là mệt nhọc điều khiển lái xe, thật vất vả lái xe đến trung điểm, rốt cục thoáng thư giãn, lại một chân ga đem xe đụng phải nhà mình vách tường, chớp mắt bên trong lật xe, chớp mắt bên trong bừng tỉnh. Tà bí pháp, đang bị thôn phệ. Đợi đã, bá tống trạng thái. Không, không thể để cho bá tống tiếp tục như thế. Bừng tỉnh sau đen kịt cự lão, mặc dù tư duy thanh tỉnh điểm, nhưng vẫn không có thời gian đi nhiều hơn suy tư. Thời gian thứ này, ngày bình thường luôn cảm giác không đến nó chân quý. Nhưng mỗi khi đến thời điểm then chốt, hắn liền sẽ trở nên rất keo kiệt, không chịu lại cho nhiều người một điểm. Đen kịt cự lão chính là như thế, hắn thiếu thời gian. Nhưng bây giờ, hắn lựa chọn duy nhất chính là cắt ngang bá tống. Mà hắn có thể cắt ngang bá tống phương pháp, chỉ có một cái phương án. Đem đen kịt mặt trời cùng bất hủ đạo nhân thân thể kéo qua. Hướng phía bá tống cứng rắn đổi. Trừ phi hắn muốn từ bỏ bá tống lần này, nếu không hắn đã không có lựa chọn thứ hai. Đây là đường đường chính chính dương mưu. Mà đúng lúc, đen kịt mặt trời cùng bất hủ đạo nhân, cũng vượt không mà đến. Đen kịt mặt trời này lúc cũng rất tuyệt vọng. Từ khi bị bá tống liên thủ với bạch thôn vệ một bộ phận tồn tại về sau, hắn tư duy liền biến rõ ràng, đầu não không hỗn loạn, hành động cũng trở nên thận trọng. Sẽ chuẩn bị rất nhiều bị tuyển phương án. Hắn tại cảm ứng được bản thân phái ra hư nhật thủ hộ giả, hằng tinh mạt nhật giả chết ở thiên đạo chi mộ về sau, liền biết thiên đạo chi mộ bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Ôm thận trọng thái độ, hắn tại chủ bị mấy bộ phương án, chuẩn bị kỹ càng tốt tìm hiểu xuống bảo thạch vực thiên đạo chi mộ tình huống. Nhưng chính đang hắn chuẩn bị phương án thời điểm, đột nhiên liền cảm ứng được thiên đạo thoái vị. Thế là, thận trọng hắn lại cải biến phương châm, chủ bị mới phương án, đối mặt thiên đạo thoái vì cái này chấn động chư thiên vạn giới đại sự. Nhưng chính đang hắn chuẩn bị phương án mới lúc, đột nhiên cảm ứng được có người muốn chứng đạo bất hủ. Kế hoạch thứ này, tựa hồ vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Thế là, đen kịt mặt trời kiên trì, thoáng đã rút ra mấy bộ pháp khí, mang tốt hằng tinh hủy diệt bệnh độc về sau, liền mang theo bất hủ đạo nhân thân thể, đuổi tới chứng đạo hiện trường. Đến về sau, hắn quả nhiên liền thấy bá tống cùng A Bạch. Hết thảy đều cùng hắn dự liệu một dạng. Công kích, toàn lực công kích bá tống, cắt ngang hắn thi pháp lúc này,
một thanh âm xuất hiện tại hắn não hải. Là đã lâu đến tự thiên đạo chân thân mệnh lệnh. Mà lại, lần này là cưỡng chế tính mệnh lệnh. Căn bản không cho hắn suy tư thời gian. Thân thể của nó liền động, bạo lộ chân thân về sau, hắn khuếch tán ra bất hủ cát sỏi, bị ép đánh phía bá tống. Sau lưng, bất hủ đạo nhân theo sát hắn, huy động cái kia nồi đất lớn nắm đấm, tựa hồ muốn đi theo hắn đỗi bá tống. Nhưng bất hủ đạo nhân chỗ đứng, không tốt lắm. Đạo nhân cùng hắn hình thành một đầu đường thẳng. Cái này cùng xếp thành một loạt trường thương binh A hướng địch nhân chọc ra hắn trường thương. Phía sau trường thương binh B cũng đi theo chọc ra một thương. Nhưng nếu như thao tác không thích đáng, trường thương binh B thương, rất có thể sẽ vô tình chọc vào trường thương binh A trên người. Đen nhánh mặt trời công kích trước tiên rơi vào Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối. Bất hủ cát sỏi tản ra, che đậy bầu trời, đem Tống Thư Hàng thân thể bao phủ. Sau đó, vô tận cát sỏi như mưa rơi, hướng phía Tống Thư Hàng cùng Bạch vị trí bắn giết mà đến. Thời khắc khẩn cấp, đen nhánh mặt trời thậm chí không có thời gian đi phóng thích cái gì đại quy tắc kỹ năng cùng cường lực sát chiêu, nó lúc này nhiệm vụ chính là đem Tống Thư Hàng trạng thái đánh gãy. Cho nên, nó dùng nguyên thủy nhất cũng hữu hiệu nhất phương thức công kích, trực tiếp tế lên tất cả bất hủ cát sỏi. Dựa vào bất hủ thuộc tính, đối Tống Thư Hàng triển khai công kích. Cái này chút bất hủ cát sỏi, mỗi một hạt đều là thứ tư thiên đạo di thể, mãnh liệt bắn ra lúc, mỗi một hạt đều có thể tùy tiện phá hủy một chỗ hàng tinh hệ. Mà lúc này giờ phút này, tất cả đất cát tập kích bá Tống. Coi như Tống Thư Hàng đã ngưng tụ á bất hủ thân thể, đối mặt dạng này một đợt mãnh liệt bắn, cũng sẽ rất khó chịu. Bởi vì đối phương bất hủ tin tức đẳng cấp, mạnh hơn so với hắn, ở trên hắn. Cường đại bất hủ lực lượng, sẽ áp chế yếu một bậc á bất hủ trạng thái. Nhưng là, đen nhánh mặt trời thế công vừa mới triển khai, sau lưng đột nhiên truyền đến bất hủ đạo nhân thân thể tiếng giống to. A lạp a lạp a lạp 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 bất hủ đạo nhân thân thể như là dã thú gầm rú, gào thét. Đồng thời, hắn một đôi thiết quyền điên cuồng hướng về phía trước oanh kích. Hắn công kích đích thật là bá tống cùng bạch. Nhưng là, ngăn tại trước mặt hắn thương binh A đen nhánh mặt trời, lại trở ngại công kích của hắn lộ tuyến. Cho nên đen nhánh mặt trời, một mặt mộng bức, trước một bước tiếp nhận nó một trận này điên cuồng mưa quyền. Bất hủ đạo nhân tốc độ công kích, so đen nhánh mặt trời phải nhanh hơn mấy lần. Cho nên, nắm đấm của hắn đi sau lại tới trước. Tại đen nhánh mặt trời công kích đến bá tống cùng bạch trước đó, bất hủ đạo nhân nắm đấm đã trước đánh vào đen nhánh mặt trời trên thân. Đến từ quân đội bạn vô tình đâm lưng. Rầm 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 phanh phanh phanh. Cuồng bạo, quả thực như là khát máu cuồng chiến sĩ. Bạo lực, một màn này, đơn thuần bạo lực, quyền quyền đến thịt, làm người nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể từ bất hủ đạo nhân nắm đấm bên trong, cảm giác được một loại khí thế không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn oanh kích bá tống. Vô luận là ai, ngăn tại nắm đấm của hắn trước mặt, liền bị đánh nát. Chân nam nhân, thà gãy không cong. Tại bất hủ đạo nhân dã thú tiếng gầm gừ bên trong, đen nhánh mặt trời biến thành đất cát bị oanh kích hơn vạn quyền, ngạnh sinh sinh bị đánh nổ. Cái này mấy vạn quyền đổi thành số lượng từ, ít nhất là 60 trang nhiều. Bị trọn vẹn đánh 60 trang về sau, đen nhánh mặt trời chỗ thò ra khống chế cát sỏi, toàn bộ bị đánh bay, tản mát đến nhạc thổ không gian các ngõ ngách. Đen nhánh mặt trời toàn thân kịch liệt đau nhức. Trong đầu hiển hiện to lớn dấu chấm hỏi. Ta bị đánh. Ai đánh ta? Vì sao đánh ta? Đây hết thảy biến hóa, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đừng nói là đen nhánh mặt trời, liền Tống Thư Hàng cũng một mặt mộng bức. Ẩn tàng chỗ tối thứ tư thiên đạo đen nhánh cự lão, càng là thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng khó chịu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại công kích bá Tống trước đó, chính mình đen nhánh mặt trời hóa thân cùng chiếm lấy. Bất hủ đạo nhân lại còn trong hội bộ tàn sát. Nhưng cũng may, bất hủ đạo nhân đem đen nhánh mặt trời đánh nổ về sau, công kích cũng không có đình chỉ. A lạp 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 trong miệng hắn tiếp tục phát ra thú giống, cái kia đối không thể địch nổi thiết quyền, quyết chí tiến lên, hướng phía bá tống vị trí điên cuồng đập tới. Bởi vì hắn nắm đấm tốc độ quá nhanh, tại một đám trường sinh giả trong mắt, phảng phất như là hơn ngàn vạn nắm đấm, tại một hơi đánh phía bá tống. Phật môn tuyệt kỹ thiên thủ quan âm quyền cũng không bằng cái này một phần vạn. Oanh! Nắm đấm cùng bá tống tiếp xúc một sát na, bá tống liền bị đánh nổ.
Bạo tạc Tống Thư Hàng, hóa thành một đám lửa, bay lên. Mà tại cái kia đoàn nổ tung hỏa diễm bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vị hỏa diễm đại thập lục thân ảnh. Bá Tống chết thay bí pháp hỏa diễm thế thân thuật. Lần này, bị đánh nổ hỏa diễm đại thập lục run lẩy bẩy, ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu. Nàng căn bản không nghĩ tới, hai tháng không có hiện thân, Bá Tống đối mặt địch nhân đột nhiên liền tăng lên tới bất hủ tồn tại cái này trần nhà cấp độ. Nàng chỉ là một cái có được xâm chiếm tu sĩ thân thể năng lực đáng thương yêu vật, từ xuất sinh đến bây giờ, căn bản là không có gặp qua như thế lớn chiến trận. Tại bất hủ chi quyền đánh vào trên người nàng đưa nàng đánh nổ sát na, nàng kém chút liền cảm giác chính mình muốn chân chân chính chính thân tử đạo tiêu, liền tồn tại ấn ký đều muốn bị bất hủ chi lực xóa đi. Nhưng cũng may, nàng bây giờ mạch sống gửi lại trên người Bá Tống. Bị đánh nổ về sau, chờ Bá Tống lại thi triển hỏa diễm thế thân thuật, nàng lại có thể ra. Nhưng ta một chút đều không muốn ra, ta sai rồi còn không được sao. Hỏa diễm đại thập lục giờ khắc này, thật sợ Bá Tống tiên sinh, ngài tại đối bất hủ, đối thiên đạo loại này đại lão cấp sự kiện bên trong, có thể hay không đừng đem ta cái này tiểu yêu vật lôi ra đến a. A lạp 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 oanh bạo hỏa diễm thế thân về sau, bất hủ đạo nhân vẫn không có đình chỉ. Hắn hai mắt xích hồng, một lần nữa khóa chặt Bá Tống vị trí, lại như man nghiêu đồng dạng, oanh kích đi lên. Lần này, Tống Thư Hàng không tiếp tục dùng thế thân pháp loại hình thủ đoạn tránh né. Đến a, đến đánh ta a, Tống Thư Hàng vận chuyển tự thân tứ đại tôi thể công pháp. Thôi diễn đến cực hạn thánh viên long lực thần công. Dị biến lại dị biến biến dị cương thủ. Nho ra thánh nhân cường hóa nho ra kim cương thân. Tống béo cầu ra chỉ thể lỏng kim thân quyết. Đây là hắn ngưng tụ ra á bất hủ trạng thái về sau, lần thứ nhất toàn lực kích hoạt tự thân phòng ngự công pháp. Rầm rầm một mảnh tiếng vang. Toàn bộ nhạc thổ không gian trên không, nháy mắt bị lít nha lít nhít hầu tử nhồi vào. Số lượng cực lớn đến không cách nào thống kê, thậm chí bởi vì nhạc thổ không gian diện tích quá nhỏ mà điệp ra cùng một chỗ thánh viên quân đoàn, hiện thân tại người trước. Bạch tiền bối đưa đại thánh viên, trấn thủ trung gian. Thánh viên nhóm toàn thân như là béo cầu đại lão như thế, hóa ra đen nhánh thể lỏng kim loại thân, trên cổ vây lấy chân long, trong tay triển khai nho kinh. Đánh ta a, có gan đến đánh ta a. Đánh không chết ta, ta liền muốn đánh chết ngươi. Hôm nay ta có một cái tâm nguyện, hoặc là ta bị các ngươi đánh chết, hoặc là ta đem các ngươi đánh chết. Tiếng Anh tại tuyến phiên dịch, hít gạch dưới me. Hàng ngàn hàng vạn thánh viên đồng thời phát ra tiếng, hướng về bất hủ đạo nhân phát ra khiêu khích âm thanh. Mà lại, cái này còn chưa kết thúc. Đao ý khôi giáp, Tống đầu gỗ vụn xương lớn. Công đức nữ đế, thiên đình hình chiếu phòng ngự. Mượn hỏa diễm đại thập lục thế thân đổi lấy trong nháy mắt đó thời gian, Tống Thư Hàng một hơi liền bố trí ra tầng tầng lớp lớp làm người tuyệt vọng phòng ngự. Nhiều như vậy phòng ngự, cũng đều có á bất hủ thuộc tính tăng thêm. Đổi thành trường sinh giả cấp tồn tại đi oanh kích, chỉ là đánh xuyên qua cái này chút phòng ngự, chỉ sợ cũng phải mấy năm. Mà cho đến giờ phút này, bên cạnh Mặc Gia Thiên Chí tiên sinh, Nguyệt Như Hỏa, Tinh Thần Hùng mấy vị trường sinh giả, mới từ đột nhiên xuất hiện sự kiện bên trong kịp phản ứng. Trước đó phát sinh biến hóa, thực tế quá nhanh, nhanh đến trường sinh giả đều phản ứng không kịp. Cái này đen nhánh mặt trời biến thành cát sỏi, trên thân mang theo bất hủ khí tức. Là chân chính bất hủ, so Bá Tống trên người bất hủ càng cường liệt. Cái này không ngừng phát ra thú giống bất hủ đạo nhân, là ai? Vì cái gì bọn hắn muốn đối Bá Tống công kích? Bọn hắn muốn đánh gãy Bá Tống chứng đạo bất hủ quá trình. Chẳng lẽ là âm thầm tại thao tác thiên đạo, thậm chí là ảnh hưởng thiên đạo sau màn hắc thủ. Cái này chư thiên vạn giới nước, thật sâu. Bọn hắn cái này chút đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh điểm trường sinh giả, tựa hồ còn có rất nhiều sự tình đều không hiểu rõ. Có thể có được bất hủ, trừ Bá Tống loại này phảng bất hủ bên ngoài, chỉ có đã từng thiên đạo. Mặc Gia Thiên Chí tiên sinh hai mắt bởi vì nhìn thẳng bất hủ, bắt đầu chảy xuôi máu tươi. Quả nhiên, đã từng những cái kia lui nhậm thiên đạo, cũng không phải là biến mất. Những thiên đạo kia, vẫn tồn tại, lấy mọi người không biết phương thức, giấu ở thế gian. Mà Bá Tống lần này chứng đạo hiển nhiên là thương tổn tới nào đó một vị quá khứ thiên đạo lợi ích, đối phương trực tiếp vạch mặt, ra tay với Bá Tống. Bất hủ đạo nhân khí tức trên thân cùng cái kia đen nhánh mặt trời cát sỏi khí tức khác biệt, là hai tôn khác biệt thiên đạo sao?
Nguyệt Như Hỏa lúc này đã không chịu nổi, thân thể quỳ rạp xuống đất, hai mắt phảng phất muốn vỡ ra. Hai tôn thiên đạo, liên thủ đối phó Bá Tống. Quả thực là tuyệt cảnh bên trong tuyệt cảnh. Bá Tống, có thể kiên trì xuống tới sao? Cái này kỳ tích nam nhân, có thể từ tuyệt cảnh phá xuất sao? Buồn cười, ta lại còn vọng tưởng chứng đạo đệ cửu thiên đạo. Mặc ra Thiên Chí thống khổ che mắt, nếu như lần này chứng đạo không phải Bá Tống, mà là hắn. Đối mặt chủ hai tôn chân bất hủ đột nhiên tập kích, chỉ sợ vừa thấy mặt liền trực tiếp bị oanh diệt. Đừng thua a, Bá Tống. Ngươi có thể thắng ta nam nhân, đường đường chính chính chống đỡ công kích, chứng đạo bất hủ, đem bọn gia hỏa này, toàn bộ quét vào lịch sử đống rác đi. Mặc ra Thiên Chí ý thức bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ dụng tâm trí, cho dù là trong mắt bạo chết, hắn cũng muốn nhìn thấy cuối cùng. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Bá Tống chứng đạo bất hủ. Trừ Mặc ra Thiên Chí bên ngoài, cái khác trường sinh giả bên trong, đã có số lớn, lâm vào ý thức mơ hồ trạng thái, nhao nhao ngã xuống đất. Hai tôn khác biệt bất hủ, đồng thời phóng thích bất hủ tin tức, hiệu quả hoàn toàn lớn hơn hai. Thiên đạo chi mộ cổng. Cái gì đều có thể, bán đại lão dùng sức nắm chặt cái chăn, ý thức một mực tập trung vào bất hủ đạo nhân. Bá Tống, chịu đựng, hắn nói khẽ. Dưới loại tình huống này, hắn lại muốn đem hy vọng ký thác vào một cái bị hắn kéo đen ra hỏa trên thân, cái gì đều có thể, bán đại lão nội tâm cảm xúc cũng vô cùng phức tạp. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể hy vọng Bá Tống có thể kiên trì ở hắn chỗ đưa cho Bá Tống công đức hạt giống, nhất định sẽ có nảy mầm thời điểm. A lạp a lạp a lạp lạp, bất hủ đạo nhân có chút dừng lại, sau một khắc hắn lại một lần vung đầu nắm đấm, cổ động quyền phong, nặng hướng phía Tống Thư Hàng vị trí bắt đầu điên cuồng oanh kích. Nắm đấm của hắn oanh kích phạm vi lại lớn lại rộng. Trước đó bị đánh bay đen nhánh mặt trời nghĩ bay trở về, nhưng không có nhúng tay chỗ trống. Nó khống chế cát sỏi dù là tới gần một điểm, đều sẽ bị bất hủ đạo nhân A lạp lạp nắm đấm đánh bay. Nếu không phải bất hủ đạo nhân nắm đấm uy lực là thực sự, không có chút nào nhường, đen nhánh mặt trời đều muốn hoài nghi ra hỏa này có phải là nội ứng, chuyên môn là muốn làm hắn. Dầm dầm dầm. Công đức xà Mỹ nhân chống lên thiên đình hình chiếu phòng ngự bị đánh nát sau công đức chi lực, toàn bộ gia trì tại Tống Thư Hàng trên thân, tăng cường hắn tình trạng. Ngay sau đó, cái kia nửa người tống đầu gỗ xương vụn cũng bị ngạnh sinh sinh đánh nổ, toàn bộ quá trình, cơ hồ không có bao nhiêu chênh lệch thời gian. Lấy trường sinh giả cực lực quan sát, nhìn thấy thiên đình hình chiếu cùng tống đầu gỗ mảnh xương vụn cũng kém không nhiều đồng thời bị đánh nổ. Quá mạnh! Đây chính là chân chính bất hủ cấp bậc nắm đấm. Không đạt tới cùng cấp độ phòng ngự, căn bản nhịn không được một kích. Lại sau đó, Tống Thư Hàng đao ý khôi giáp cũng không có chống đỡ. Từ Tống Thư Hàng năng lượng hóa thành á bất hủ lực lượng về sau, đao ý khôi giáp cũng cường hóa đến cùng cấp độ trình độ. Nhưng vẫn như cũ không thể chống đỡ mấy quyền, liền bị đánh nổ. Còn có ý thức trường sinh giả nhóm, thấy cảnh này lúc, trong lòng một mảnh siêu lạnh. Cho dù là khủng bố như Bá Tống, tại đối mặt chân chính bất hủ lúc, cũng là như thế liên tục bại lui, căn bản không nhìn thấy phần thắng. Nhanh một chút a, nhanh một chút chứng đạo bất hủ a. Mặc ra Thiên Chí dùng sức nắm chặt nắm đấm. Không cần lại hai người chứng đạo, cho dù là một người trước chứng đạo, trước chống nổi cái này một đợt a. Còn lại trường sinh giả bên trong, có người nội tâm lo lắng nói. Rầm rầm rầm, bất hủ đạo nhân nắm đấm. Điên cuồng rơi đập. Tống Thư Hàng trên người cái khác phòng ngự, cũng một hơi bị đánh nổ. Cuối cùng, chỉ còn lại hắn tôi thể công pháp và một bộ á bất hủ nhục thân. Bạch tiền bối, bảo vệ tốt chính mình, Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Hắn đem A Thập Lục, Sở Các Chủ Ngốc Mao, Bạch Long Tỷ Tỷ khăn quàng cổ, Xích Tiêu Kiếm, bia đá đạo hữu đều trước chuyển rời đến bạch tiền bối trên thân. Liền Tống Béo cầu áo choàng cũng bị Tống Thư Hàng chuyển di. Đồng thời, thân hình của hắn đột nhiên phồng lớn lên một lần, hóa thành một cái tiểu cự nhân. Tại tôi thể công pháp toàn lực vận chuyển bên dưới, bắp thịt toàn thân bạo khởi. Hóa thành tiểu cự nhân về sau, Tống Thư Hàng đem bạch tiền bối cùng tất cả tiền bối bảo vệ. Không tránh sao, Sở Các Chủ Ngốc Mao có chút lo lắng nói. Địch nhân nắm đấm, chỉ cần không cách nào đem ta một quyền đấm chết, liền sẽ để ta biến càng cường đại. Tống Thư Hàng lộ ra cái kia tướng đáng tin tiếu dung, tin tưởng ta. Hắn câu nói này, không chỉ là đối bạch tiền bối cùng Sở Các Chủ các nàng nói,
càng là muốn đem tín niệm của mình truyền đạt đến thời gian phần cuối. Tin tưởng ta, dựa vào ta. A rồi A lạp bất hủ đạo nhân nắm đấm, vô tình rốt cục đánh vào Tống Thư Hàng trên lưng. Bất hủ cùng á bất hủ ở giữa, chân chính va chạm. Oanh! Quyền cùng thân thể va chạm, phát ra chuông lớn tiếng vang. Cái này tiếng vang, liền như là đại đạo thanh âm không, thậm chí so đại đạo thanh âm cấp độ cao hơn. Đây là đại đạo cùng đại đạo va chạm. Bất hủ đạo nhân nắm đấm, tại chính thức cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc về sau, lặng lẽ phát sinh một chút biến hóa. Nắm đấm không còn tập trung, mà là phân tán ra đến, chỉ hướng Tống Thư Hàng thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát nhìn thấy bất hủ đạo nhân nắm đấm, rơi vào Tống Thư Hàng thân thể 28. Năm thiên đạo mỗi một chỗ bất hủ tin tức liên kết chỗ. Những địa phương này, là Tống Thư Hàng á bất hủ thân thể nhược điểm chỗ. Bất hủ đạo nhân thân thể, dù là đã không có ý thức, nhưng lại vẫn như cũ có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm ra nhược điểm, tiến hành tất sát đả kích. Bị đánh bay đen nhánh mặt trời, thấy cảnh này về sau, thoáng hài lòng chút. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Tống Thư Hàng thân thể bên trên, có á bất hủ máu tươi bị oanh ra, á bất hủ thân thể đều bị đánh ra từng cái quyền ấn. Đây chính là bất hủ nắm đấm sao. Lúc này, Tống Thư Hàng xoay người lại. Đau quá. Nếu như một mực bị đánh xuống đi, thân thể của mình sẽ bị oanh thành một đống A. Đau quá, nhưng lại không có như vậy đau nhức. Không đủ, ta có thể là thụ qua so cái này chỉ sợ gấp trăm lần thống khổ. Tống Thư Hàng quay người về sau, bắt đầu phản kích. Kim cương cơ sở quyền pháp, lưu tinh quyền. Lấy quyền đối quyền, lấy bạo đối bạo, lấy lực đối lực. Không chỉ có như thế. Tự ngã thi, Tống Thư Hàng trong lòng khẽ quát một tiếng. Vô thành vô tức tự ngã thi hiển hiện, xuất hiện sau lưng hắn. Thánh nhân bí pháp, trường sinh chi đạo, chuyển di. Ngoại quải bên trong thánh nhãn kim đan sáng lên. Tống Thư Hàng trên người công đức, nhân quả trường sinh chi đạo, bị hiến tế, một phần trong đó trường sinh chi đạo mảnh vỡ, bị chuyển rời đến tự ngã thi trên thân. Bởi vì, thời cơ đã thành thục. Tu liêu trường sinh đạo 100%. Mở. Cho nên, ngươi là dự định đem phù văn trực tiếp đưa cho các nàng. Mau lẹ khách sạn bên trong, đối mặt trà tu ném ra tin tức nặng ký, Hilda liếm liếm móng vuốt tỉnh táo một chút, mấy người các nàng xem như thông qua khảo nghiệm của ngươi rồi. Ngươi coi các nàng là thành người mình. Làm Hilda cùng trà tu trở về hiện thực, Hilda đầu tiên chú ý tự nhiên là đêm nay thưởng lệ, trà tu liền đem tức hồn cùng đoạt ảnh phù văn nói cho nàng. Đồng thời biểu đạt mình ý nghĩ, đem đoạt ảnh cho u quỷ, đem tức hồn cho trúc tiên. Tính đến dự định muốn cho Chinasu ân trạch, trà tu đây là chuẩn bị đưa ra ba cái phù văn mà là ba cái đều là đặc biệt cường lực tiến giai phù văn. Đối với Hilda đến nói, đây cơ hồ là khó có thể tưởng tượng sự tình. Cẩn thận hồi ức một chút trà tu lý lịch liền biết, hắn nhưng là ngay cả làm lục lâm hảo hắn đều đi sâu lâu ngoan nhân, hắn rất ít nguyện ý cho người khác tín nhiệm. Thậm chí không nguyện ý người khác tín nhiệm bản thân, độc hành độc vãng như con sói cô độc, bất kính quỷ thần không tin người. Hilda gặp qua hắn tam thế, càng nghĩ cảm giác hắn duy nhất thực tình tín nhiệm qua người hẳn là cũng chỉ có năm đó Vũ Hầu. Còn trên chiến trường đem an toàn giao cho đồng bào nhưng thuần túy là đạo đức nghề nghiệp, lúc khác hắn đều chẳng muốn để ý tới cái kia bảy binh lính. Suy nghĩ kỹ một chút, liền sẽ cảm thấy trà tu là một cái phân liệt người. Hắn chán ghét không phải người chán ghét quỷ thần, độc nhân loại yêu, nhưng hắn bản thân lại là thường xuyên cự tuyệt dung nhập nhân loại tập thể, cự tuyệt cho người khác tín nhiệm, thậm chí cự tuyệt nỗ lực tình cảm. Hilda liền chưa thấy qua trà tu bắn pháo. Mặc dù nói người chơi có thể che đậy trò chơi thân thể phản ứng sinh lý, nhưng cũng có thể không che đậy, giống Hilda trước kia chuyển sinh thành soái ca thời điểm, liền thường xuyên sung sướng. Bất quá Hilda cũng không phải không thể lý giải. Đối với trà tu đến nói, nhân loại có thể là một loại đáng yêu lại mê người nhân vật phản diện nhân vật. Hắn biết rõ nhân loại thói hư tật xấu, không nguyện ý nỗ lực đắm chìm chi phí đến khẩn cầu cái kia yếu ớt nhân loại quang huy, nhưng hắn lại là yêu quý phần này thói hư tật xấu bên trong tạo ra sự thi tán ca, thậm chí vì thế nguyện ý phấn đấu cả đời. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là chính hắn là nhân loại, cái mông vấn đề. Hữu nghị, thân tình, tình yêu, ngăn trở, phản bội, tin cậy. Chính là bởi vì vô số nhân tố xảo trá, mới có chiếu sáng rạng rỡ nhân sinh. Nhưng trà tu chỉ muốn ở một bên nhìn xem,
cũng không muốn trở thành trong đó nhân vật chính, hắn tựa như một cái di thế độc lập người quan sát, chỉ nguyện ý nhìn người khác gặp dịp thì chơi, bản thân vĩnh viễn khoanh tay đứng nhìn. Cho nên Hilda mới kinh ngạc như vậy, chủ động đưa phù văn, cái này mặc dù là ni sơ xã một bước nhỏ, nhưng là trà tu bản nhân một bước dài hắn rốt cục cũng phải phát tình sao. Nếu như ta đưa các nàng xem như người một nhà, trà tu nói ra, ta liền sẽ đem ni sơ xã chân tướng nói cho các nàng biết, cũng sẽ không dùng rút thưởng loại thủ đoạn này lừa bịp các nàng. Chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau, chỉ thế thôi. Hilda, tín nhiệm cũng có rất nhiều loại nha, trà tu tu ngươi tốt cực đoan, làm sao hoặc là tin hoàn toàn hoặc là không tin. Bởi vì ta không am hiểu đối với chính mình nói láo. Trà tu nói ra, giấu giếm chính là sợ hãi, hoang ngôn chính là hoài nghi. Sợ hãi phản bội, hoài nghi năng lực, rõ ràng cũng không tín nhiệm, lại giả vờ làm tín nhiệm bộ dáng. Phụ mẫu đối với hài tử nói ta nói với ngươi không rõ, chính là cảm thấy hài tử là lý giải không được bản thân đồ đần, giữa bằng hữu thiện ý hoang ngôn, chính là cảm thấy đối phương là không cách nào chính xác xử lý tin tức năng lực kém. Ta chỉ là không thích phủ thêm nhàm chán ngụy trang, thành thật biểu đạt nội tâm của mình ý nghĩ. Ai nha, lời nói là người thông minh công cụ, nhưng tình yêu hữu nghị thân tình những cái này cái gì tốt đẹp cũng không thể rơi xuống, tổng hợp sinh ra, chính là ngươi nói hoang ngôn cùng giấu giếm. Hilda thở dài, bất quá Hilda biết ngươi khẳng định không cách nào bị khuyên động, ngươi hẳn phải biết ngươi mới là trong nhân loại số ít a. Ta biết, cho nên ta chỉ là như vậy yêu cầu mình, chưa từng có yêu cầu người khác dùng ta bộ này phương pháp luận. Trà tu bình tĩnh hồi phục, cho các nàng phù văn, là trước mắt tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất tuyển hạng. Mặc dù ta vẫn chưa tín nhiệm các nàng, nhưng cái này ba cái phù văn đối ta ý nghĩa cũng chỉ là bình thường vũ khí, cho dù mất đi cũng không hối hận. Dạng này a, Hilda nghĩ nghĩ, vậy sau này chúng ta cầm tới mới phù văn, muốn làm sao phân phối? Trà tu nói ra, tự nhiên là xem trước một chút có thích hợp hay không ta, nhìn nhìn lại có thích hợp hay không ngươi, sau đó lại đến phiên mấy người các nàng. Hilda lung lay cái đuôi, thỏa mãn điểm điểm đầu mèo, nằm tại giường vỗ vỗ bên cạnh giường chiếu, tốt, lên giường ngủ đi. Làm gì, trà tu ngữ khí lãnh đạm, nghe, ngươi thật giống như có chút cao hứng. Đúng vậy a, bởi vì tại trong lòng ngươi địa vị cao nhất vẫn là Hilda. Hi hi ha ha, Hilda lộ ra một cái tà mị quyến cuồng thiếu dung, người không cách nào tưởng tượng một con mẫu quýt miêu sao có thể cười thành dạng này, đáng tiếc chi điên không thể phát đồ. Nhưng có sao nói vậy, phát hiện trà tu chủ động chia sẻ phù văn, Hilda trong lòng kỳ thật là có chút khẩn trương. Cái này giống như là bản thân nuôi một con chó, ngày thường đối với người nào đều rất lãnh đạm không khiến người ta trộm chó đầu, hôm nay bỗng nhiên chủ động thân cận mấy cái lẳng lơ, làm chủ nhân tự nhiên sẽ có chút khẩn trương. Nhưng lại phát hiện có thể trộm chó đầu, vĩnh viễn chỉ có làm chủ nhân bản thân, tự nhiên là vui từ tâm đến không thể đoạn tuyệt. Hilda ngươi logic năng lực phân tích có phải là bởi vì đầu óc quá nhỏ mà hư mất rồi? Trà tu có chút buồn bực, ta vừa rồi cái kia lời nói ý tứ, không phải nói trong lòng ta coi trọng nhất chính là mình, sau đó mới đến phiên ngươi sao? Hilda hướng hắn nháy nháy mắt, quay đầu tiến vào trong chăn, giữ lại một đầu cái đuôi ở bên ngoài lắc lư, vâng vâng vâng. Lão nương đầu óc hỏng, buồn ngủ quá a a ô ngủ một chút. Trà tu xách một tiếng. Lúc nào mới có thể mở phòng hai người, đem con mèo này đá đến giường khác bên trong đâu. Ngày 10 tháng 11, Chủ nhật. Tokyo phương diện hiển nhiên đem tin tức ép xuống, trà tu tại trên mạng tìm không thấy cái gì tình báo, phi thường hòa bình cuối tuần. Đêm nay thảo phạt tác chiến nhân tuyển là Hilda cùng Chinasu, hắn đã thông chi các nàng. Dù sao cũng là lần thứ nhất điều động tác chiến, trà tu cũng không dám làm loạn, để thâm niên làm viên Hilda cùng lão thái điểu Chinasu đi trước dò đường. Viên phương hôm nay cũng rốt cục bình thường lên, ngủ đến giữa trưa mấy cái thức ăn ngoài đến mới rời giường, sau đó vừa ăn cơm một bên xem anime một bên lá gan game điện thoại một bên thủy quần hắn tiến hóa, từ song tuyến thao tác tiến hóa đến tứ tuyến thao tác, trà tu nguyện gọi hắn là nhân loại ánh sáng tương lai. Trà tu cũng đang tán gẫu. Vị kia cuồng gia yên lặng một tuần sau, lại chủ động tìm hắn tán gẫu. Cuồng gia, trà tu, là như vậy, ta có người bằng hữu, hắn bị hắn ghét nhất cửu nhân cứu được. Ta người bạn kia hiện tại tâm tình rất phức tạp, lại muốn chém chết cửu nhân, cũng không phải rất muốn chém chết, hắn do dự đến nỗi ngay cả đao đều nắm bất ổn. Trà tu, có rất nhiều võ hiệp chuyện xưa nhân vật quan hệ, cùng ngươi miêu tả không sai biệt lắm,
kết quả thường thường là nhân vật chính giết cửu nhân về sau, cũng đi theo tự sát, đã báo huyết hải thâm cửu, lại báo ân cứu mạng. Đề cử bằng hữu của ngươi cùng bằng hữu của ngươi cửu nhân cùng một chỗ đồng quy vô tận. Cuồng gia, nhưng bằng hữu của ta không chết được, hoặc là nói hắn không muốn chết à, có những biện pháp khác sao? Trà tu, có, võ hiệp bên trong nhân vật chính cũng có rất kê tặc, bọn hắn giết cửu nhân, lại nghĩ báo ân, liền giết cửu nhân của cửu nhân, cũng làm một mạng đổi một mạng. Cho nên bằng hữu của ngươi, có thể đem cửu nhân cùng cửu nhân của cửu nhân đều giết. Nếu như cửu nhân của cửu nhân cũng đối bằng hữu của ngươi có ân cứu mạng, vậy liền một mực giết tiếp, luôn có thể kết thúc cửu hận mắt xích. Cuồng gia, cửu nhân của cửu nhân sao? Tốt, cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta biết nên làm như thế nào. Trà tu, không khách khí. Vị này tiểu bằng hữu đến tột cùng học tập tại cái gì tiểu học, văn phòng biểu hãn võ đức rồi rào a. Trà tu nghĩ thầm, mặc dù hắn là nghiêm túc, nhưng mạng lưới đối diện bằng hữu tựa hồ tuổi không lớn lắm, hy vọng hắn thực sự nói thật, thật là bạn hắn cố sự đi. Đang làm gì đâu? Bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nữ, trà tu lập tức toàn thân cứng ngắc, chậm rãi quay đầu. Du Trúc Tiếu mặc màu vàng vệ áo, tóc bới kiểu đuôi ngựa, mặc quần jean. Một bộ rất nguyên khí bộ dáng, đang đứng tại phía sau hắn, mở to đôi mắt to xinh đẹp, tò mò nhìn hắn. Viên Phương cơm cũng không ăn, game điện thoại cũng không chơi, anime cũng không nhìn, bầy cũng không nước, tận lực yếu bớt bản thân tồn tại cảm, lén lút vây xem bát quái. Trà tu trầm mặc một lát, buổi chiều tốt. Buổi chiều tốt, Du Trúc Tiếu tay loạn xạ vung vẩy, phảng phất đang cùng người mù nói chuyện, ta cái kia. Ta tạt qua nơi này. Phát hiện ngươi ở chỗ này, liền tiến đến nhìn xem rồi. Trà tu nhìn một chút bị mở ra đại môn, lâm vào trầm mặc. Ngươi một cái nữ sinh, tạt qua nam sinh ký túc xá. Mà lại trà tu nhớ kỹ, bản thân một mực là hờ khép đại môn, người bên ngoài căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Cho nên dù Trúc Tiếu ngươi cứ như vậy nhàn, trùng hợp như vậy, trông thấy cửa phía ngoài bài có tên của ta cho nên tiến đến nhìn một chút. Nha, trà tu gật gật đầu. Hỏi, cái kia, xem hết sao? Ách, còn không có, ta vẫn là lần thứ nhất tiến nam sinh ký túc xá đâu. Du Trúc Tiếu quay đầu bốn phía nhìn loạn, cuối cùng ánh mắt hội tụ đến Viên Phương tủ quần áo treo cái kia trương cực kỳ bại lộ mị hoặc anime nhân vật nữ sắc áp phích. Ta còn tưởng rằng các ngươi nam sinh ký túc xá sẽ treo một chút tám khối cơ bụng kiện thân soái ca áp phích đâu. Nàng dùng kinh ngạc ngữ khí cảm thán nói, ngươi chính là trong truyền thuyết. Trạch nam sao? Viên Phương toàn thân cứng ngắc lại một chút. Hắn kỳ thật không quan trọng bị người nói trạch nam, buồn nôn trạch nam, hoàng mao trạch nam những cái này từ, nhưng dù Trúc Tiếu dùng mạo từ là trong truyền thuyết, hắn liền có một loại tiền sử sinh vật bị người vây xem quái gì cảm giác. Ta thật xin lỗi, ta không có ác ý, ta cũng là lần thứ nhất gặp, cho nên có chút hiếu kỳ. Dù sao một mực chỉ ở trên mạng nghe qua, luôn cảm thấy hiện thực bên trong rất không có khả năng tồn tại. Có loại chuyện cổ tích bảy chú lùn xuất hiện ở trước mắt. Du Trúc Tiếu cảm giác ngữ khí của mình tựa hồ có chút vấn đề, vội vàng nói xin lỗi. Viên Phương nghiêm túc nhìn một chút Du Trúc Tiếu, xác nhận trước mặt nữ sinh này không phải cố ý, mà là tùy tiện liền nói ra một phen thuần chân lại bạo kích ác miệng, cái này khiến hắn càng thêm phiền muộn. Có thể, không cần nói xin lỗi, các ngươi tiếp tục đi. Viên Phương khoát khoát tay, đánh gãy Du Trúc Tiếu càng ngày càng quá phận nhục mạ. Thành thành thật thật tiếp tục ăn cơm. Du Trúc Tiếu quay đầu nhìn xem trà tu ngồi trên ghế bình tĩnh nhìn xem Du Trúc Tiếu. Hai người đối mặt mấy giây loại, trà tu sắc mặt như cá chết không có chút nào biến hóa, Du Trúc Tiếu tiếu dung càng ngày càng giới. Nàng bỗng nhiên ai nha một tiếng, mười phần khoa trương rút ra đặt ở trong túi tay phải, hướng trà tu đưa ngón tay giữa ra, ngươi nhìn. Trà tu nhìn sang, phát hiện ngón giữa lòng bàn tay có đạo vết thương. Buổi sáng hôm nay không cẩn thận vạch đến, Du Trúc Tiếu liếm liếm ngón tay vết thương, làm bộ buồn rầu nói ra, cầm điện thoại thời điểm thường xuyên đụng phải, đau quá a. Trà tu gật gật đầu, ngón tay thụ thương là thật phiền toái. Cái kia, Du Trúc Tiếu một mặt mong đợi nhìn xem trà tu, người có cái gì trị liệu vết thương biện pháp? Có. Du Trúc Tiếu nhãn tình sáng lên, hướng trà tu đưa ngón tay giữa ra, vậy ngươi có thể trị liệu một chút ta sao? Có thể. Trà tu mở ra ngăn kéo, tìm ra băng dán cá nhân cho Du Trúc Tiếu. Du Trúc Tiếu vội vàng thu tay lại chỉ, lắc đầu nói ra, không cần băng dán cá nhân,
băng dán cá nhân khôi phục được quá chậm. Du Trúc Tiếu dừng một chút, ngữ khí tăng thêm nói ra, người có hay không có thể nháy mắt trị liệu, để vết thương không lại đau đớn biện pháp đâu. Trà Tu nghĩ nghĩ, cũng không phải không có. Người còn có cái gì biện pháp? Du Trúc Tiếu rời lên cái ghế bên cạnh, mười phần mong đợi ngồi tại Trà Tu đối diện. Người biết không, vấn đề biện pháp giải quyết có rất nhiều, có đôi khi thậm chí cũng không cần giải quyết vấn đề, chỉ cần đạt thành mục đích cuối cùng nhất là được, cũng chính là cái gọi là biện pháp dù sao cũng so cực khổ nhiều. Trà Tu nói ra, thí dụ như xe đạp hỏng, người không cách nào sửa chữa xe đạp, cũng sẽ không thể đi mục đích, nhưng người có thể từ bỏ xe đạp, trực tiếp tìm ra thuê xe đi mục đích, đồng dạng có thể đạt tới mục đích quan trọng nhất. Du Trúc Tiếu nghe được có chút mê mang, cho nên... Điều này cùng ta ngón tay thương thế có quan hệ gì? Ngươi không phải mới vừa nói, bởi vì chơi điện thoại đụng phải vết thương, cho nên sẽ cảm giác đau không? Trà Tu nói ra, vậy ngươi có thể không chơi điện thoại à? Đúng vậy, quá nhanh. Bá Tống cùng cái kia Tuấn Mỹ Hố Hàng là hai người cùng một chỗ chứng đạo. Theo lý thuyết chứng đạo thời gian muốn dài hơn mới đúng. Nhưng không có. Liền xem như bình thường thiên đạo bắt đầu chứng đạo. Sau đó đến chứng đạo chương trình đi đến, đều cần thời gian nhất định. Dĩ vãng đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão ngay tại điểm này thua thiệt qua Tuấn Mỹ Hố Hàng tên kia, tại dài rằng giặc chứng đạo quá trình tiếp tục đến một nửa về sau, đột nhiên liền không làm, sau đó đem thiên đạo chi vị truyền cho công đức đạo nhân. Nhưng bây giờ, Bá Tống cùng Tuấn Mỹ Hố Hàng hai người cùng một chỗ chứng đạo, chẳng những không có kéo dài chứng đạo quá trình thời gian, ngược lại còn lớn hơn lớn áp xúc chứng đạo thời gian. Từ đầu tới đuôi, cơ hồ chỉ dùng bình thường thiên đạo chứng đạo quá trình khoảng 1/3 thời gian. Giờ khắc này, đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão phảng phất cảm thấy thế giới đối với nó thật sâu ác ý. Ánh mắt của nó, không cam lòng rơi vào chứng đạo trình độ hoàn thành Bá Tống cùng Tuấn Mỹ Hố Hàng trên người. Này lúc, Tống Thư Hàng thân thân thể từ cái kia luân hồi ấn trạng thái bên trong thoát ly. Một bộ phận bất hủ cát sỏi bị mang đến đệ ngũ thiên đạo tiên tử khai ích VIP luân hồi thông đạo bên trong đáng tiếc, bởi vì Tống Thư Hàng chứng đạo chương trình sớm kết thúc nguyên nhân, luân hồi ấn VIP tuần hoàn siêu độ kỹ năng bị đánh gãy, sở dĩ đen kịt mặt trời bất hủ cát sỏi, còn có một số lưu lại tại thế. Từ luân hồi ấn bên trong lôi ra về sau, Tống Thư Hàng trước tiên đem Tô Thị A Thập Lục chuyển rời đến hạch tâm thế giới, tránh cho bị địch nhân nhằm vào. Còn có trên người hắn vật trang sức. Cùng trước đó chuyển rời đến bạch tiền bối trên người các vị tiền bối vật trang sức, đều chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Đón lấy đến chính là tiến vào thiên đạo quy tắc hạch tâm quá trình, hắn đã không cách nào đem vật trang sức nhóm mang ở trên người. Liên bản mệnh pháp khí, ở cái này giai đoạn cũng chỉ có thể lưu tại đan điền bên trong. Bạch tiền bối lưu tinh kiếm, đồng dạng bị thu hồi đến đan điền không gian. Bước kế tiếp, Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối bắt đầu phi thăng. Một màn này, bị hình chiếu đến chư thiên vạn giới. Để vạn giới cộng cửu u tất cả tu luyện giả đều biết, mới thiên đạo đã sinh ra. Đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão trong lòng không cam lòng, nhưng đối phương đã hoàn thành chứng đạo quá trình, đã ở vào một loại sắp chấp trưởng thiên đạo hình thức, không cách nào lại bị ngoại giới quấy nhiễu. Hắn chỉ có thể chằm chằm vào Bá Tống, không cách nào lại đi ngăn cản. Chằm chằm vào Bá Tống nhìn một lát sau. Hắn cái kia bị cơn buồn ngủ tràn đầy mỏi mệt đại não đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn đoán được Bá Tống cùng Tuấn Mỹ Hố Hàng như thế nhanh chủ yếu nguyên nhân. Là Bá Tống trên người cái kia quỷ dị á bất hủ trạng thái nguyên nhân, toàn thân trên dưới tràn đầy thiên đạo cấp tin tức. Bởi vì toàn thân đã sớm tiến vào á bất hủ hóa, nói cách khác hắn tại trường sinh giả khâu lúc, kỳ thật đã đi đến hơn phân nửa thiên đạo quá trình cần thời gian. Sở dĩ. Hắn chứng đạo thời gian mới có thể ngắn như thế. Mà bên cạnh cái kia Tuấn Mỹ Hố Hàng thì càng không cần nói, gia hỏa này toàn thân đều là hố. Theo đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão ký ức đến xem, đây đều là cái này Tuấn Mỹ Hố Hàng lần thứ 3 tiến hành chứng đạo khâu. Gia hỏa này chứng đạo tốc độ, dù là lại nhanh bên trên gấp đôi, đen kịt cự lão cũng lại không chút nào ngoài ý muốn. Nhưng cũng còn tốt, đen kịt cự lão duy nhất vui mừng là... Bá Tống còn không có hoàn toàn phá giải hắn bá chiếm bí pháp hiệu quả, còn tại trong cơ thể hắn lắng đọng lấy. Mặc dù hiệu quả sẽ kém điểm, nhưng bí pháp năng lượng vẫn còn ở đó. Chỉ muốn bí pháp có thể có hiệu lực, liền có thể vì hắn tranh thủ đến thời gian. Chính khi nó nghĩ như vậy thời điểm,
đã thấy phi thăng bên trong bá tống, có mới thao tác hắn bắt đầu bóp lên hai cái phủ văn. Mặc dù chỉ là đơn giản hai cái phủ văn, nhưng sở tạo thành pháp thuật, lại làm cho đen kịt cự lão vô cùng quen thuộc. Là bá chiếm bí pháp. Đen kịt cự lão cái kia lấp đầy buồn ngủ trong đại não, đánh ra một cái cự đại dấu chấm hỏi. Hắn không hoa mắt, không nhìn lầm, là nó bá chiếm bí pháp. Hơn nữa còn là đơn giản hóa cải tiến bản. Vì cái gì bá tống sẽ nó bá chiếm bí pháp? Ta bá chiếm bí pháp, đến cùng là lúc nào tiết lộ? Tỉ mỉ nghĩ lại, từ đầu tới đuôi, bá tống đối với nó bá chiếm bí pháp tựa hồ liền có phòng bị. Hơn nữa còn có thể nghịch chuyển hắn bá chiếm bí pháp hiệu quả. Hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu, liền có thể biết sự tồn tại của nó, hơn nữa còn tại phòng bị hắn. Ta mỗi lần thi triển bá chiếm bí pháp thời điểm, căn bản cũng không có bị người phát giác qua, lịch đại thiên đạo bên trong, không có một tôn phát hiện qua ta bá chiếm bí pháp. Mà ta cùng bá tống trước kia cũng không có tiếp xúc qua. Đợi đã, nho gia thánh nhân chuyển thế. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ là nho gia thánh nhân? Cái kia lần trước thiên đạo chiến bên trong, để nó đau khổ thâu đêm cái này đến cái khác vạn năm, cuối cùng dẫn đến giấc ngủ chưa đủ thủ phạm. Nếu thật là như thế, có lẽ thật đúng là có thể giảng thông. Nhưng là, lúc này bá tống đột nhiên thi triển bá chiếm bí pháp muốn làm cái gì? Hắn muốn đối với người nào sử dụng? Không phải là muốn đối với ta thi triển a? Đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão trong lòng hoảng hốt. Lúc này, bá tống chỉ tay một cái, thi pháp đối tượng lại là cái kia tuấn mỹ hố hàng. Đen kịt cự lão cái kia có điểm mơ hồ đại não, vô luận như thế nào nghĩ, cũng không nghĩ đến khả năng này. Bá tống cứ nhiên đem cái này ngàn vạn năm công lực bá chiếm bí pháp, dùng tại cùng hắn cùng một chỗ chứng đạo tuấn mỹ hố hàng trên người. Đây là cái gì mê một dạng thao tác, làm cho người rụng tóc. Mà đối diện tuấn mỹ hố hàng cũng không có phản kháng, toàn bộ tiếp thu bá chiếm bí pháp hiệu quả. Nhưng cùng lúc, trong cơ thể của hắn cũng mở nỗ vận chuyển cái kia nghịch chuyển bá chiếm bí pháp hậu thủ. Chớp mắt sau, tuấn mỹ hố hàng trái lại đối bá tống một lần nữa thi triển một lần bá chiếm bí pháp. Bất quá, trong cơ thể hắn bá chiếm bí pháp năng lượng, chỉ cần hao một nửa khác thì lưu tại chính hắn trên người. Kể từ đó, lấy bá chiếm bí pháp vì liên hệ, bá tống cùng cái kia tuấn mỹ hố hàng ở giữa liên hệ biến càng thêm kiên cố, không thể phá vỡ. Hai người mặc dù vẫn là khác biệt cá thể, nhưng lại thông qua đủ loại thủ đoạn buộc chặt, biến thành mua một tặng một đồng nhất tồn tại. Ông ba, đen kịt cự lão rốt cục xem hiểu. Xem hiểu về sau, hắn chỉ cảm thấy trong trái tim như bị người đâm đau một dạng, khó chịu muốn mệnh. Hắn đau khổ nhẫn nhịn ngàn vạn năm tồn trữ xuống bá chiếm bí pháp năng lượng, cứ như vậy bị hai người này lợi dụng, vất vả ngàn vạn năm, toàn bộ thành người khác áo cưới. Các ngươi ở trước mặt NTA ta bá chiếm bí pháp công lực, có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Ta chỉ là cái công cụ người. Nhưng là, còn không có triệt để kết thúc. Các ngươi muốn chứng đạo, còn có cửa ải cuối cùng muốn đi. Các ngươi là hai cái khác biệt cá thể, muốn đồng thời chứng đạo, cùng dĩ vãng tất cả thiên đạo cũng khác nhau. Coi như chứng đạo quá trình đi đến, nhưng ở cuối cùng tiếp nhận thiên đạo quyền hạn hóa thân bất hủ thời điểm, chỉ muốn thiên đạo quy tắc cảm ứng ra các ngươi là hai cái khác biệt cá thể, nhất định sẽ phát sinh bài xích. Không có vượt qua cửa ải cuối cùng, không nhất định sẽ thành công. Nói không chừng, các ngươi hai cái đều phải thân tử đạo tiêu. Đen kịt cự lão hung hăng chằm chằm vào phi thăng bên trong bá tống cùng tuấn mỹ hố hàng. Trong thời gian ngắn ngủi này, nó đều không tâm tư tiếp tục gây sự. Bá tống cùng tuấn mỹ hố hàng, có thể hay không vượt qua cửa ải cuối cùng, mới là hắn cùng chư thiên vạn giới tất cả mọi người, cần chú ý. Mà lại, thân là người từng trải, thân là đã từng thiên đạo, còn ý đồ tiến hành siêu thoát tồn tại. Hắn đối bá tống cùng tuấn mỹ hố hàng hai người cùng một chỗ chứng đạo hành vi, nhìn càng sâu. Không phải là chạy siêu thoát đi à, đen kịt cự lão ở sâu trong nội tâm, phun lên như thế một cái ý nghĩ. Bởi vì càng nghĩ, hắn liền càng cảm giác có khả năng này. Thiên đạo quyền hạn như là dây thừng, một mực buộc lên lịch đại thiên đạo, để thiên đạo không cách nào siêu thoát, bị thắt ở cái này chư thiên vạn giới bên trong, không cách nào triệt để siêu việt thời gian. Không cách nào đi tiêu trừ quá khứ chấp niệm nhân quả. Nhưng nếu như là hai cái thiên đạo cùng online thì sao đây? Có phải hay không, trong đó có một cái,
có thể tiếp nhận tất cả dây thừng, sau đó để một cái khác thiên đạo hóa thành tự do chim, tránh thoát dây thừng cùng lồng giam. Đen kịt cự lão trong đầu, không hiểu hiển hiện hai cái hình ảnh. Một cái là bá tống mặt mỉm cười, đưa tay phải ra tại trên tay phải của hắn, có sau lưng mọc lên cánh tuấn mỹ hố hàng, như chim lại như điệp, thu hoạch được chân chính đại tự do, dương cánh bay cao. Một cái là cái kia tuấn mỹ hố hàng, tại một khắc cuối cùng, làm quyết định. Hắn có chút xoay người, giải khai thắt ở bá tống trên chân dây thừng, cầm dây chói hệ đến trên người mình, lại mở ra lồng giam, đưa bá tống rời đi. Chẳng lẽ, ta sai rồi? Chẳng lẽ, đây mới là siêu thoát chính xác tư thế? Không, hiện tại còn nói còn quá sớm. Bá tống cùng cái kia tuấn mỹ hố hàng, có thể hay không chống nổi cửa ải cuối cùng, còn không người có thể xác thực ngôn. Đen kịt cự lão hơi suy nghĩ một chút về sau, gắng gượng mỏi mệt, vẫy tay, đem bản thân còn sót lại bất hủ cát sỏi gọi trở về. Bá chiếm bí pháp bị đối phương lợi dụng, mà lại, bọn hắn đối bá chiếm bí pháp đã sinh cảnh giác. Mặc dù bá chiếm bí pháp còn có rất nhiều lỗ thủng khả năng bị ta lợi dụng, nhưng không thể lại đem hy vọng quá nhiều ký thác vào phương diện này bên trên. Sở dĩ, ta bây giờ có thể làm, chính là đánh cược lần cuối. Nếu như các ngươi thật là hướng về phía siêu thoát mà đi, vậy liền so một lần, ai trước siêu thoát đi? Là các ngươi trước ta một bước siêu thoát, vẫn là ta trước một bước siêu thoát? Tại không có đối thiên đạo hoàn thành chiếm lấy, viễn trình ảnh hưởng thiên đạo thao tác tình huống, cưỡng ép thôi động bản thân siêu thoát kế hoạch, phong hiểm rất lớn. Nhưng cân nhắc đến đối phương có thể là chạy siêu thoát đi, vậy hắn liền không khả năng lại tiếp tục chờ đợi. Vạn nhất đối phương siêu thoát, tiến vào cao hơn thứ nguyên, thời không đối với đối phương mà nói không còn là ước thúc, có trời mới biết đối phương có thể làm được trình độ gì. Đó là một cái không có bất luận kẻ nào đến qua cấp độ, cho dù là trở lại quá khứ, nhằm vào quá khứ hắn, cũng có chút ít khả năng. Có lẽ hắn có bất hủ gia trì, đối phương khả năng không làm gì được hắn. Nhưng đối phương nếu là siêu thoát, vậy liền đại biểu cho hắn, lại không bất cứ cơ hội nào. Sở dĩ, phong hiểm lại lớn, cũng không có đường lui. Lần này bá tống cùng tuấn mỹ hố hàng, từ đầu tới đuôi liền không có cấp hắn lựa chọn cơ hội. Tốt tại, chí ít hiện tại, trong tay hắn có một tôn bất hủ đạo nhân thân thể tại, có thể áp chế một số siêu thoát kế hoạch phong hiểm. Bất quá, đang sử dụng bất hủ đạo nhân thân thể thời điểm, vẫn phải chú ý một chút tình trạng của nó. Bá chiếm bí pháp bị phá giải, sở dĩ, bất hủ đạo nhân trạng thái, không thể tin hoàn toàn. Đang sử dụng hắn lúc, muốn lưu cái tâm nhãn. Đen kịt cự lão quyết định về sau, lưu lại một hạt bất hủ cát sỏi tiếp tục chứng kiến bá tống cùng tuấn mỹ hố hàng kết cục. Đồng thời, hắn mang theo bất hủ đạo nhân, trực tiếp bỏ chạy, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó là một trận thi đua. Hắn muốn bất kể đại giới, để cái này chư thiên vạn giới trở thành quá khứ mà lại, nhất định phải là trở thành không cách nào lại nghịch chuyển quá khứ. Không thể giống đã từng như thế, bị bất hủ đạo nhân trảm phá nhân quả, nghịch khải cả cái chư thiên vạn giới. Tốt nhất, có thể tại bá tống cùng tuấn mỹ hố hàng siêu thoát trước đó, đem cái này hết thảy hoàn thành. Sau đó xem ai trước siêu thoát. Đang phi thăng nơi cuối cùng. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối, đứng sóng vai. Như đen kịt cự lão suy đoán, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối tại đối mặt sau cùng khảo nghiệm. Dưới tình huống bình thường, thiên đạo chứng bất hủ, tại hoàn thành chứng đạo quá trình về sau, chính là tiến vào thiên đạo quy tắc hạch tâm, tiếp thu thiên đạo quyền hạn, rèn đúc bất hủ chi thân quá trình là nằm liền có thể hoàn thành khâu. Nhưng Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối khác biệt, bọn hắn là hai cái khác biệt cá thể, đồng thời chứng đạo. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có. Thiên đạo quy tắc có thể sẽ đối hai cái cá thể, sinh ra bài xích. Có thể làm, chúng ta đã đều hoàn thành. Bạch Tiền Bối mắt nhìn Tống Thư Hàng, nói. Hai người đã thông qua nguyên thần thiết cát cộng nho ra thánh nhân thiên phú bí pháp cộng bá chiếm bí pháp, từ trên lý luận hoàn thành hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo hết thảy tiền đề. Có thể làm, đã làm được cực hạn. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Hắn cùng Bạch Tiền Bối có thể hay không siêu thoát một bước cuối cùng, muốn tới. Cố gắng lâu như vậy, chờ chính là như thế một khắc. Nếu là thành công, như vậy chuyện cũ đủ loại, tương lai đủ loại, bất kể là ân oán tình cừu, không cam lòng chấp niệm, đều đem mượn hắn hoặc Bạch Tiền Bối tay, được đến giải quyết.
Nếu như thất bại, vậy hắn cùng Bạch Tiền Bối ở giữa, ít nhất cũng phải có một người chứng đạo bất hủ. Sau đó trước đem đen kịt mặt trời cùng giấu ở phía sau màn đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão cho ép chết chết, không cho hắn tại đệ cửu thiên đạo luân hồi trong lúc đó gây sự. Nhưng là, chúng ta không sẽ thất bại, Tống Thư Hàng khẳng định nói, cũng không cho phép thất bại. Sau khi thành công, bước kế tiếp, siêu thoát. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại tựa hồ qua rất chậm. Bạch Tiền Bối không lại áp chế tự thân cái kia đáng sợ mị lực. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn buông lỏng. Loại kia thiên địa phảng phất biến thành hắc bạch, duy chỉ có Bạch Tiền Bối là màu sắc rực rỡ cảm giác, lần nữa giáng lâm. Bất quá lần này, Tống Thư Hàng cũng không có biến thành hắc bạch. Bởi vì hắn hiện tại, đã trưởng thành đến đầy đủ cùng Bạch Tiền Bối sóng vai mà đi trình độ. Chuẩn bị xong chưa? Bạch Tiền Bối nói. Đã sớm chuẩn bị xong. Tống Thư Hàng trả lời. Oanh! Tại Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối cảm ứng bên trong, thế giới phát sinh chấn động. Một cái chỉ có thiên đạo có thể đặt chân thứ nguyên, đối bọn hắn mở ra đại môn. Mà tại cái này thiên đạo thứ nguyên chỗ sâu, càng có thiên đạo quy tắc hạch tâm huyền bí chi môn, cũng đang chậm rãi mở ra. Cái này khâu, Tống Thư Hàng đã từng mượn đạo tử Tiền Bối, cảm thụ qua một lần. Nhưng lần đó nhập mộng khâu, như là vụ lý khán hoa, rất là mơ hồ. Lần này, hắn cùng Bạch Tiền Bối là tự mình kinh lịch quá trình này. Hai người đồng thời bước về phía trước một bước bước này cự ly, không sai chút nào, đồng thời bước ra, lại đồng thời rơi xuống đất. Đơn giản tựa như là một cái cá thể. Sau một khắc, Tống Thư Hàng cảm giác mình vượt qua một cái thứ nguyên. Đây là thiên đạo cùng phàm tục ở giữa to lớn thứ nguyên chênh lệch. Thiên đạo cùng thiên đạo bên dưới tồn tại, đã là ở vào hai cái khác biệt cấp độ. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối bước thứ hai theo vào, toàn thân tiến vào thiên đạo thứ nguyên bên trong. Nương thân thể hai người hoàn toàn sau khi tiến vào, theo dữ liệu bài xích quả nhiên vẫn là ra đời. Một giới thiên đạo, một cái bất hủ. Hai cái cá thể đồng thời tiến vào, đồng thời chứng đạo, nhất định sẽ dẫn tới bài xích. Loại này bài xích, cùng Tống Thư Hàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Quá yếu ớt, quá bất lực. Loại kia bài xích lực lượng, tác dụng tại Tống Thư Hàng á bất hủ thân thể bên trên, tựa như là một đứa bé, thi triển sức lực bú sữa mẹ, muốn đẩy ra một cái trưởng thành tráng hán. Đây chính là thiên đạo quy tắc sau cùng quật cường. Chỉ là loại trình độ này bài xích, liền để Tống Thư Hàng lui lại nửa bước đều làm không được. Quá nghèo nàn. Thực tế có điểm. Vượt quá dự liệu của ta, Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi xiêm y của mình. Toàn bộ quá trình, hắn ngay cả kiểu tóc đều không có cải biến. Loại này yếu ớt lực đẩy, cảm giác tựa như là bị thiên đạo quy tắc dùng tiểu quyền quyền trùy ngực. Không chỉ có không khó thụ, ngược lại còn cảm giác có điểm dễ chịu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này bài xích lời nói, vậy hắn cùng Bạch Tiền Bối hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo độ khó, tựa hồ cũng không nhiều lắm. Cùng trong trí nhớ 8, năm nhậm đạo tử Tiền Bối chứng đạo cảm giác, không sai biệt lắm. Là toàn thân á bất hủ nguyên nhân, bên cạnh, trạng thái toàn bộ triển khai Bạch Tiền Bối nhắc nhở. Nếu như vừa rồi tại nơi này, là đi bình thường lưu trình thiên đạo. Vậy bọn hắn tại không có chính thức tiếp xúc thiên đạo quy tắc hạch tâm, ngưng tụ bất hủ chi thân trước, một khi bị loại này thiên đạo cấp tin tức bài xích. Trực tiếp liền sẽ bị cưỡng chế bắn ra thiên đạo thứ nguyên. Thậm chí liền tu hành căn cơ đều sẽ bị hao tổn, cảnh giới trực tiếp bị đánh vào phàm trần. Thiên đạo cấp quy tắc bài xích huy lực, kỳ thật không nói đùa, là thật rất mạnh. Nhưng là, nó gặp được lúc này Tống Thư Hàng. Toàn thân 360 độ, từ bên trong ra ngoài, tất cả đều không góc chết á bất hủ. Mà lại Thư Hàng cuối cùng bước ra đầu kia tu liêu trường sinh đạo, đồng dạng đã đột phá trường sinh giả cấp độ này. Xưa nay chưa từng có thân thể cộng xưa nay chưa từng có cường đại trường sinh đạo, sáng tạo ra trước mắt cái này trung cực Tống Thư Hàng. Trung cực đến liền thiên đạo quy tắc bài xích, đều không đẩy được hắn. Đây chính là đại gia trọng tài. Cuối cùng, thiên đạo quy tắc chỉ có thể hóa quật cường vì ủy khuất. Mà chính Bạch Tiền Bối, cũng có được không sai biệt lắm tình huống. Ở sau lưng của hắn có một đầu bất hủ tinh hà đang thỉnh thoảng lấp lóe. Tùy tiện triệt tiêu thiên đạo quy tắc bài xích. Thậm chí cái này bất hủ tinh hà tại Bạch Tiền Bối tiến vào thiên đạo thứ nguyên về sau, sẽ còn cướp đoạt thiên đạo thứ nguyên lực lượng, bổ sung chính mình, lớn mạnh tự thân.
quả thực là đem thiên đạo quy tắc vào chỗ chết hiếp đáp. Bởi vì chúng ta tính đặc thù, mới có thể cảm giác thiên đạo bài xích yếu ớt. Nhưng trên thực tế, hắn bài xích cũng không yếu. Bạch Tiền Bối ngoài miệng nói như vậy lấy lúc, lại thuận tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, đánh tan liên tục không ngừng vào tới thiên đạo quy tắc bài xích chi lực. Tống Thư Hàng học Bạch Tiền Bối bộ dáng, một trường vỗ phát tán chính mình đẩy tới cảm giác bài xích, nói, thì ra là thế, nguyên lai là chúng ta nguyên nhân. Ngươi rất mạnh, nhưng là, chúng ta càng mạnh. Như thiên đạo quy tắc là có trí tuệ ý thức, lúc này khẳng định đã ủy khuất khóc thành cầu. Hai gia hỏa này, quá hiếp đáp người. Hoàn toàn là đem thiên đạo quy tắc đè xuống đất ma sát. Đi thôi, đã lực bài xích có thể tiếp nhận, vậy chúng ta trực tiếp tiến về thiên đạo quy tắc hạch tâm, tiếp thu thiên đạo tin tức cùng thiên đạo quyền hạn. Chúng ta phải nắm chắc thời gian, Bạch Tiền Bối nói, bước chân tốc độ có chút tăng tốc. Tâm ý tương thông Tống Thư Hàng, cùng Bạch Tiền Bối duy trì tiết tấu giống nhau, bộ pháp, đồng bộ bước ra. Nắm chặt thời gian, có chuyện gì muốn phát sinh sao? Tống Thư Hàng hỏi. Một loại trực giác, Bạch Tiền Bối gật đầu nói, ta cảm giác, tại chúng ta chứng đạo bất hủ quá trình bên trong, giấu ở phía sau màn thứ tư thiên đạo, có thể sẽ gây sự. Nếu như chúng ta trễ, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái nhỏ. Mặc dù Bạch Tiền Bối nói là phiền toái nhỏ, nhưng có thể làm Bạch Tiền Bối bản năng tăng tốc hành động tốc độ, chỉ sợ phía sau màn hắc thủ đen nhánh cự lão có thể đưa tới phiền phức, phi thường khổng lồ. Tống Thư Hàng không dám phớt lờ. Đối với thứ tư thiên đạo, hắn một mực áp dụng ác liệt nhất tình huống diễn toán phương án, sợ mình đem đối phương tai họa đẳng cấp tính nhỏ. Dù sao đối thứ tư thiên đạo, ôm lấy lớn nhất ác ý đi suy tính, chuẩn không sai. Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng đồng bộ tăng thêm tốc độ, chạy tới khu vực hạch tâm thông đạo. Khi ở giữa, Tống Thư Hàng còn thử nghiệm đem chính mình cùng Bạch Tiền Bối bước vào thiên đạo thứ nguyên sau hành động hình tượng, đều ghi lại tới. Những hình ảnh này bên trong, mang theo thiên đạo tin tức, không thể trực tiếp cho người bình thường quan sát. Nhưng chờ hắn cùng Bạch Tiền Bối chứng đạo bất hủ, chấp trưởng thiên đạo quyền hạn về sau, liền có thể cho những hình ảnh này đánh mã, hoặc tại một chút khu vực tiến hành mơ hồ hóa, để nó giáng cấp, trở thành trường sinh giả hoặc kiếp tiên liền có thể quan sát trình độ. Đến lúc đó liền có thể cho các vị vật trang sức các tiền bối quan sát, để bọn hắn cũng có thể thông qua quan sát thể nghiệm một thanh chứng thiên đạo bất hủ quá trình, từ đó lĩnh ngộ ít đồ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời chỉ cần đắc đạo vị này có lòng này, cùng hắn tương quan người nhất định có thể đạt được lợi ích. Tiếp cận nửa giờ sau, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối rốt cục đến thiên đạo quy tắc khu vực hạch tâm thông đạo cửa vào. Chủ yếu là tại thiên đạo thứ nguyên bên trong, trước mắt hắn cùng Bạch Tiền Bối, không cách nào thi triển không gian năng lực, đi đường chỉ có thể dựa vào hai chân. Mà lại, từ thiên đạo thứ nguyên cửa vào đến thiên đạo quy tắc khu vực hạch tâm vị trí, cũng là lịch đại chứng bất hủ thiên đạo nhóm, cần phải trải qua một cái quá trình. Tên là thiên đạo tuần sát vạn giới. Ở trong quá trình này, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối kinh lịch một bước một thế giới thể nghiệm. Mỗi một bước bước ra, cũng sẽ ở chư thiên vạn giới đối ứng một giới bên trong, lưu lại dấu chân, lưu lại thuộc về bọn hắn hai thiên đạo ấn ký bao quát Tống Thư Hàng bá giới cùng Bạch Tiền Bối đại lý trưởng quản mộng giới. Cuối cùng, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối nhục thân tại thiên đạo thứ nguyên bên trong bước ra một bước, ý thức thì trải qua cái kia đăng cơ thế giới, ở nơi đó lưu lại sau cùng dấu chân, kết thúc quá trình này. Đăng cơ thế giới chính là lúc trước Tống Thư Hàng ý thức bám vào bất hủ chi cốt bên trên, bị thánh nhân hũ cho cốt đưa vào đặc thù thế giới. Nơi đó, là thiên đạo tại chứng đạo đăng cơ trước, cái cuối cùng dấu chân thế giới. Là thiên đạo tuần sát chư thiên vạn giới quá trình sau cùng một chạm. Một bước cuối cùng rơi xuống về sau, chư thiên vạn giới người tu luyện thậm chí là người bình thường, phổ thông sinh linh, đều lòng có cảm giác. Phổ thông sinh linh không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Cho dù là không có tu luyện qua sinh linh, giờ khắc này đều có loại trực giác nguyên bản đã vô chủ khung đỉnh, cái kia trống không vương tọa bên trên, lại có chủ nhân mới. Từ hôm nay trở đi, có hai vị trí cường, trí cao tồn tại, quân lâm khung đỉnh vương tọa, trở thành thế giới chúa tể. Những cái kia không biết Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối phổ thông sinh linh ngược lại không có quá lớn phản ứng, bọn chúng tại trực giác sắp tiến đến, ngẩng đầu vọng thiên. Nhưng trực giác vừa kết thúc, bọn chúng rất nhanh liền sẽ cúi đầu, các tìm các mẹ, các việc có liên quan sự tình.
nhưng một chút nhận biết Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng người bình thường, nội tâm liền tiến vào đến kịch liệt rung động bên trong. Trên địa cầu, Cao Mỗ Mỗ ngón tay rời đi bàn phím, nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra, tại ký túc xá quần bên trong lên tiếng nói, thổ ba Dương Đức, ba tử, Dương Đức, các ngươi vừa rồi có hay không một loại đặc thù cảm giác Thư Hàng tựa hồ thành thế giới chúa tể. Loại cảm giác này, kỳ thật trước đây không lâu, ta hiển hiện qua một lần. Trước đó ta cảm giác được thế giới phảng phất vì Thư Hàng tại Trấn Minh, nhưng vừa rồi cảm giác, càng thêm mãnh liệt. Cao Mỗ Mỗ có như vậy nháy mắt, cũng hoài nghi chính mình có phải hay không viết đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng cân nhắc hiện gần nhất thế giới biến hóa. Còn có Thư Hàng thần thần bí bí, cho nên hắn mới tại ký túc xá quần bên trong phát biểu. Thì ra là không chỉ là ta có loại cảm giác này. Dương Đức đẩy kính mắt trả lời, ta vừa rồi có một sát na, phảng phất cảm giác được Thư Hàng mặt hiện lên ở trên bầu trời, tại đối ta mỉm cười. Mà lại tại Thư Hàng bên người, còn có cái kia rất đẹp tiền bối. Không chỉ là chúng ta, liền gia gia của ta vừa rồi đều đột nhiên hỏi Thư Hàng sự tình, hắn cũng có cảm ứng. Thổ ba lên tiếng trả lời, hắn vừa về gia gia mình nhà, kết quả liền phát sinh loại sự tình này. Ba vị bạn cùng phòng giao lưu hoàn tất về sau, xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Nửa ngày về sau, thổ ba nhịn không được nói, Cao Mỗ Mỗ, ngươi nói, Thư Hàng có thể hay không thật thành thế giới chủ nhân. Giống bên trong loại kia phi thăng tiên giới, hoặc là càng nghiêu bức một điểm, trở thành cấp vũ trụ đại lão. Cao Mỗ Mỗ trả lời, lý trí đến giảng, Thư Hàng giống như chúng ta, đều chỉ là 18-19 tuổi thiếu niên. Cái tuổi này trở thành vũ trụ chúa tể, hơi cường điệu quá. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi thấy thế nào? Thổ ba lại tại quần bên trong Khinh Vũ. Nhưng lần trở lại này, Khinh Vũ cũng chưa hồi phục bọn hắn bởi vì hiện tại, nuôi trạch tiểu năng thủ Khinh Vũ nhỏ thụ yêu, chính quỷ nhìn. Cái kia năm ngoái vừa mới tu luyện bá tống, hiện tại, thật cùng ta chủ cùng một chỗ, chứng đạo bất hủ thiên đạo rồi. Rõ ràng lúc trước, tu vi cảnh giới so ta còn thấp a, kết quả siêu 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 liền chui lên đi. Một năm a, một năm liền chứng đạo, Cao Mỗ Mỗ viết cũng không dám như thế viết a. Bạn cùng phòng quần bên trong. Nếu không, gọi điện thoại cho Thư Hàng hỏi một chút nhìn. Dương Đức ý tưởng đột phát, hỏi. Thổ ba nuốt ngụm nước miếng, người nói, Thư Hàng sẽ tiếp sao? Hẳn là sẽ đi, lấy tính cách của hắn đến nói. Dương Đức trả lời. Cao Mỗ Mỗ gật đầu nói, cái kia, liền đánh cái thử một chút. Ai đánh? Thổ ba hỏi. Ta tới đi, Cao Mỗ Mỗ mở ra điện thoại, vạch ra bạn cùng phòng. Con sóc ghi chú tên. Do dự nửa ngày về sau, hắn nhẹ nhàng đánh xuống gọi khóa. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Vậy mà thật tiếp thông. Uy, Thư Hàng, Cao Mỗ Mỗ lên tiếng hỏi. Là ta ha, Tống Thư Hàng cái kia quen thuộc, ôn hòa thanh tuyến, từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Ngươi, Cao Mỗ Mỗ mới mở miệng, nhưng lại không biết muốn làm sao hỏi thăm. Ngươi có phải hay không thành thế giới vương? Ngươi có phải hay không chinh phục vũ trụ? Ngươi có phải hay không thành thần? Luôn cảm giác, những vấn đề này đều lộ ra rất quỷ dị. Đúng thế, ngươi không đoán sai, hiện tại ta, đang muốn trở thành chư thiên vạn giới chúa tể giả. Tống Thư Hàng thanh âm trả lời. Không cần Cao Mỗ Mỗ đặt câu hỏi, lúc này Tống Thư Hàng đã có thể vượt qua xa xôi khoảng cách, trực tiếp đọc đến Cao Mỗ Mỗ nghi hoặc. Thậm chí, Cao Mỗ Mỗ hiện tại cùng Tống Thư Hàng ở giữa trò chuyện liên hệ, cũng không phải thông qua điện thoại công năng, mà là cái kia ở khắp mọi nơi tu lưu trường sinh pháp quy tắc lực lượng. Tại đem Cao Mỗ Mỗ liên tuyến đến Tống Thư Hàng trên thân. Chư thiên vạn giới, Cao Mỗ Mỗ vô ý thức hỏi. Nếu như muốn so dụ, là lấy vạn giới làm đơn vị thật to nhỏ tiểu vũ trụ gọi chung, có thể xưng thiên đạo. Tống Thư Hàng ôn nhu trả lời. Cao Mỗ Mỗ, ngươi cho rằng ta bạn cùng phòng là thành vũ trụ chúa tể. Không đát, ta bạn cùng phòng đã thành một vạn cái phía trên vũ trụ chúa tể đát. Xung kích cảm giác quá mức mãnh liệt. Cao Mỗ Mỗ đại não đều có chút đứng máy. Mà lại, cho dù là xuyên thấu qua điện thoại, hắn cũng cảm giác được Thư Hàng lúc này thanh âm bên trong, giống như là tràn ngập vô hạn lực lượng, còn có uy nghiêm. Rõ ràng Thư Hàng đã tại rất cố gắng dùng ôn nhu thanh tuyến phát ra tiếng, nhưng sự uy nghiêm đó, vẫn như cũ không cách nào che giấu. Không cần kinh hoàng, ta vẫn như cũ là ta. Chúng ta một hồi gặp lại. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên.
Đây chính là thư hàng nhất khiến các vị tiền bối xem trọng tính cách tâm tính. Vô luận là mấy phẩm tu vi, vô luận là cảnh giới gì, Tống Thư Hàng vẫn như cũ là cái kia Tống Thư Hàng. Cao Mỗ Mỗ trong lòng không hiểu yên ổn. Thông tin kết thúc. Bạn cùng phòng quần bên trong. Thổ Ba hỏi, Cao Mỗ Mỗ, thế nào? Ta quyết định, ta bên dưới quyển sách liền gọi ta bạn cùng phòng là thiên đạo, cá nhân truyện ký. Mà lại ta còn phải tăng thêm, câu chuyện này cũng không hư cấu, thuần hư chân thực. Cao Mỗ Mỗ trả lời. Dương Đức không biết làm sao hồi phục, chỉ có thể đánh xuống một chuỗi im lặng tuyệt đối. Ngươi như thế viết lời nói, có thể hay không lộ ra nhân vật chính ta rất yếu gà. Thổ Ba đột nhiên hỏi. Cao Mỗ Mỗ. Hắn yên lặng nhắm mắt lại. Thư Hàng nói một hồi gặp lại. Một hồi này, là lúc nào? Thiên đạo thứ nguyên, hạch tâm quy tắc cửa vào. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối liếc nhau, lần nữa đủ bước, bước vào đến trong thông đạo. Một bước này sau, bọn hắn đem tiếp thu thiên đạo hạch tâm tin tức, thiên đạo quyền hạn, ngưng tụ bất hủ thân. Hoa! Một bước bước vào về sau, vô cùng to lớn thiên đạo tin tức đập vào mặt, đem Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối bao phủ. Đồng thời, Tống Thư Hàng trên người tu liêu trường sinh chi đạo bị kích hoạt, sáng lên. Tu liêu trường sinh pháp cùng thiên đạo tin tức tiếp xúc, thiên đạo tin tức hóa thành điểm sáng, rơi vào Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối trên thân. Bất quá, Bạch Tiền Bối trên thân, cũng không kích hoạt tương ứng trường sinh chi đạo. Cho đến bây giờ, Bạch Tiền Bối còn chỉ có được trường sinh chi đạo hình thức ban đầu, một mực không đem cái kia trường sinh chi đạo hình thức ban đầu hoàn thiện. Hắn bản năng không có đi hoàn thiện trường sinh chi đạo, vì chính là dự phòng tình huống lúc này nếu như vừa rồi, hắn cùng Tống Thư Hàng trên thân, kích hoạt ra hai đầu hoàn toàn khác biệt trường sinh chi đạo, liền sẽ gây nên thiên đạo tin tức hỗn loạn. Nhưng bây giờ, bởi vì Bạch Tiền Bối trường sinh đạo chỉ là hình thức ban đầu, cho nên loại này hỗn loạn xung đột liền sẽ không sinh ra. Còn nữa, cái ngưng tụ trường sinh chi đạo hình thức ban đầu chứng bất hủ cũng là A Bạch lệ cũ. Lúc trước thiên đạo Bạch, tranh đoạt thiên đạo lúc, liền ở vào cái giai đoạn này. Lúc này Bạch Tiền Bối, cũng là như thế. Trạng thái này, là thích hợp cho hắn nhất trạng thái. Thiên đạo tin tức liên tục không ngừng rơi xuống về sau, vì Bạch Tiền Bối ngưng tụ ra một loại nguyên thủy nhất bất hủ thuộc tính. Đây là thích hợp nhất Bạch Tiền Bối bất hủ. Tống Thư Hàng thì vừa vặn tương phản, hắn tu liêu trường sinh đạo ngưng tụ ra, là bao hàm toàn diện bất hủ thuộc tính. Một là hỗn độn nguyên thủy, có thể diễn hóa thành bất luận cái gì bất hủ. Một là bao hàm toàn diện, bao quát chủng chủng khác biệt bất hủ. Chính là tương phản, nhưng lại đồng bộ. Rất thuận lợi, Tống Thư Hàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bước tiếp theo, chính là đem bất hủ thuộc tính kết hợp thiên đạo quyền hạn, rèn đúc bất hủ thân. Thiên đạo quy tắc tựa hồ đã bỏ đi chống cự, mặc cho hắn cùng Bạch Tiền Bối muốn làm gì thì làm. Còn không có, tiếp xuống. Mới là thiên đạo cuối cùng quật cường thời khắc. Cũng là thiên đạo quy tắc, cơ hội cuối cùng, Bạch Tiền Bối nhắc nhở nói. Một khi hắn cùng Tống Thư Hàng đúc thành bất hủ, cái kia rốt cuộc không có cái gì sự vật có thể làm gì hắn cùng Thư Hàng. Cho nên, nơi này là thiên đạo cơ hội cuối cùng. Quả nhiên, Bạch Tiền Bối vừa dứt lời, từ trước mắt thiên đạo hạch tâm quy tắc khu vực bên trong, có đạo thân ảnh một vừa phù hiện. Tam nhãn tiền bối, ban văn long tiền bối. Đen nhánh cự lão, luân hồi tiên tử, công đức đạo nhân, bạch, béo cầu đại lão, đạo tử tiền bối. Lịch đại thiên đạo ấn ký từ hạch tâm quy tắc bên trong bước ra. Chỉ là, vẫn không có đệ nhất thiên đạo thân ảnh. Đệ nhất thiên đạo đem chính mình xóa triệt để như vậy, thậm chí ngay cả thiên đạo khu vực hạch tâm liên quan tới hắn ấn ký cùng ghi chép, đều bị xóa bỏ. Quần ẩu sao, Tống Thư Hàng tê cả ra đầu. Một mực là hắn quần ẩu người khác. Hiện tại đứng trước 2 tháng 8. Năm nhậm thiên đạo quần ẩu, hắn có chút không thích ứng. Người như thế nào đối đãi người khác, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ có người lấy phương thức giống nhau đối đãi ngươi. Không nghĩ tới loại chuyện này, vậy mà lại xảy ra ở trên người ta. Tống Thư Hàng nói. Dĩ vãng, mỗi lần hắn mang theo một đám vật trang sức tiền bối vây đánh người khác lúc, có thể mang cảm giác. Hiện tại. Hắn cũng bị lịch đại thiên đạo ấn ký nhóm cường thế vây xem. Hắn bá tống chịu không được ủy khuất như vậy. Thế là, thừa dịp đối diện cái thiên đạo ấn ký, còn tại bị thiên đạo quy tắc tạo nên, không có chính thức động thủ trước đó.
Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, ba một tiếng cho mình, bạch tiền bối, cùng trước mắt đặt chân mà ra lịch đại thiên đạo ấn ký đập trương chiếu, phát đến bằng hữu vòng. Người hiện đại có cái bệnh chung, vô luận chuyện gì phát sinh, dù là bản thân phát sinh tai nạn xe cộ trọng thương, cũng phải tới trước trương tự chụp, phát đến bằng hữu vòng, nhưng lúc này Tống Thư Hàng không sẽ nhàm chán đi làm không có ý nghĩa sự. Đặc biệt là đối mặt lịch đại thiên đạo ấn ký cường thế vây xem thời khắc thế này, hiện thực cũng không cho phép hắn có nhàn hạ thoải mái. Hắn phát bằng hữu vòng là có mục đích của mình, là muốn đem bản thân tu lưu trường sinh đạo lớn nhất công năng, kích phát ra đến. Tại phát bằng hữu vòng trước đó, hắn dùng tu lưu hệ thống đem trên tấm ảnh bất hủ tin tức cho mơ hồ hóa. Hậu trường còn có Long Lạc nữ sĩ, tiến một bước xử lý cái này đầu bằng hữu vòng tin tức công năng. Đốt bá Tống tuyên bố một đầu bạn mới vòng tin tức, nên tin tức giới hạn bộ phận thành viên quyền hạn quan sát. Tống Thư Hàng có toàn bộ server thông cáo quyền hạn, nhưng hắn mục đích không phải là vì đơn thuần phát bằng hữu vòng, sở dĩ không sử dụng chức năng này, mà là thiết lập hảo hữu quyền hạn. Chấn kinh, ta Tống mỗ cùng bạch tiền bối tại kế thừa thiên đạo quá trình bên trong, lịch đại thiên đạo cứ nhiên cho ta làm khó dễ. Lúc này, ta đang bị lịch đại thiên đạo ấn ký cường thế vây xem, sắp bị hỗn hợp tám đánh, làm sao phá. Tại tuyến chờ, rất cấp bách. Tống Thư Hàng cái tin tức này, chỉ cung cấp bản thân đám kia vật trang sức tiền bối cùng cửu châu nhất hào quần các tiền bối, còn có mấy cái quan trọng đạo hữu quan sát. Chủ yếu nhưng thật ra là muốn cho mấy vị cửu u chúa tể cùng đệ ngũ thiên đạo tiên tử nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không cho hắn điểm đề nghị. Hắn bá Tống tu lưu đại đạo kinh khủng nhất địa phương ngay tại nơi này. Ngươi cho rằng bản thân đang quần đấu ta bá Tống. Nhưng ngươi không biết, tại ta bá Tống sau lưng còn đứng lấy bao nhiêu đại lão cấp nhân vật. Ta một đầu tin tức phát ra ngoài, liền có một đám tiền bối thay ta bày mưu tính kế. Những thứ này tiền bối cùng đại lão nhóm đều là ta cánh. Chỉ cần có bọn hắn tại, chư thiên vạn giới liền không có vấn đề nan giải gì, có thể làm khó ta. Bằng hữu vòng tin tức tuyên bố sau. Đạo khí, luân hồi nhận tiên tử nghi hoặc nhắn lại, đây là tình huống như thế nào? Ta nhớ được chính ta bản thể chứng đạo lúc, cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này a. Bạch tiền bối phỏng đoán nói, là Thư Hàng cùng hiện thế A Bạch cùng một chỗ chứng đạo nguyên nhân, thiên đạo quy tắc sau cùng quật cường A. Loại tình huống này, cũng không ngoài ý muốn. Tiếp đó, đang tại đi phục sinh quá trình, trước mắt còn sót lại một sợi đang không ngừng tiêu tán ý thức đạo tử, phát biểu giới thiệu nói, những thứ này hẳn là thiên đạo ấn ký bọn chúng là lịch đại thiên đạo tại tiếp xúc thiên đạo hạch tâm căn nguyên tin tức, ngưng tụ bất hủ sau chớp mắt bên trong, lưu tại thiên đạo trong quy tắc ấn ký. Là thiên đạo nhóm sơ sinh ra một khắc này ghi chép. Có được thiên đạo đạo ngân cùng quy tắc chi lực. Tại thiên đạo quy tắc lực lượng cụ hiện hóa xuống, hẳn là có thể phát huy ra một bộ phận lịch đại thiên đạo uy năng. Nhưng ấn ký dù sao chỉ là ấn ký, không phải chân chính thiên đạo đích thân tới, chiến đấu lúc dựa vào bản năng chiếm đa số, có thể bị lợi dụng địa phương rất nhiều. Mà lại, thiên đạo bất hủ lực lượng thi triển ra, hẳn là cũng tương đối non nớt. Đạo tử tiền bối phục sinh quá trình còn muốn đi một đoạn thời gian. Dưới tình huống bình thường, thân là thiên đạo hắn lui nhiệm, phục sinh, ít nhất phải dùng thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm đi mài cái này quá trình. Nhưng đạo tử lo lắng chư thiên vạn giới tình huống, muốn giải trước mắt vạn giới tình hình thực tế, thế là hắn tại lui nhiệm trước, mượn béo cầu đại lão thông đạo, còn tận lực lưu lại một sợi ý thức bám vào nho điển bên trên. Cái này sợi ý thức, có được thiên đạo đạo tử tất cả ký ức, có thể vì Tống Thư Hàng cung cấp trưng cầu. Bất quá bởi vì đã từ thiên đạo chi vị bên trên lui nhiệm, không có thiên đạo lực lượng ủng hộ về sau, cái này sợi ý thức theo thời gian tiêu tán, sẽ dần dần tán đi. Đạo tử cũng không có nghĩ tới muốn để cái này sợi ý thức vĩnh tồn. Hắn chỉ là muốn tận mắt nhìn lấy Tống Thư Hàng cùng Bạch Đạo Hữu chứng đạo bất hủ. Sau đó, hắn liền có thể chân chính yên tâm đi phục sinh. Trước đó, hắn có thể tận lực phát huy bản thân nhiệt lượng thừa, vì Tống Thư Hàng cung cấp số liệu tin tức bên trên trợ giúp. Đạo tử tiền bối là mạnh nhất công cụ người. Làm hắn, Tống Cẩu Đản không muốn túng, giết chết cái kia tròng mắt quái. Cẩu Đản cha trầm giọng nói. Làm hắn, giết chết cái kia tròng mắt, tam nhãn thiếu niên tiền bối lần này cứ nhiên cùng Cẩu Đản cha đứng ở cùng một trận doanh. Tống Thư Hàng, ta đối mặt cũng không phải tam nhãn tiền bối một cái thiên đạo ấn ký. Nếu như chỉ là một cái ấn ký,
ta đã sớm mãng đi lên cũng không phải đối mặt chân chính thiên đạo, như vẻn vẹn nhằm vào một cái thiên đạo ấn ký, hắn vẫn có thể mãng lên. Nhưng dạng này thiên đạo ấn ký, đối diện khoảng chừng 8 cái A. Đem bọn ngươi nhược điểm phát một điểm, đây là ta cùng Thư Hàng hiện tại cần. Lúc này, Bạch Tiền Bối lên tiếng. Hắn cùng Thư Hàng hiện tại cũng không phải muốn tú bằng hữu vòng, phát cái tin tức này, mục đích lớn nhất là thu hoạch được tình báo. Diệu Đát, Tống Tiền Bối ngươi cùng Bạch Tiền Bối ý nghĩ này rất không tệ, nhưng cũng tiếc, ta không biết thiên đạo cầu nhược điểm. Muốn không ta đi tìm Tống Béo cầu hỏi một chút, thiên đế tử hồi phục. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng có thể hỏi một chút. Mặt khác, Tống U U nơi đó cũng có thể từ ngủ sai cầu U U trên người, xem xét đến càng nhiều nội dung, có thể thử một lần. Tống Thư Hàng trả lời. Ngủ sai cầu U U, hiện tại là Tống U U bản sinh pháp khí. Thu đến Đát Thiên Đế Tử trả lời. Về sau, Bạch Tiền Bối dẫn đầu nói, thiên đạo Bạch ấn ký, liền giao cho hiện thế A Bạch đi đối phó. Đối phó thiên đạo Bạch, biện pháp tốt nhất chính là sử dụng A Bạch. Giao cho ta đi, Bạch Tiền Bối trả lời. Bạch Tiền Bối lại bổ sung, mặt khác, bên cạnh công đức đạo nhân, hiện thế A Bạch ngươi cũng thuận tiện mang đi một đợt, đem hắn cũng lôi đi. Công đức thiên đạo chi vị là thiên đạo Bạch để, hắn thiên đạo ấn ký bên trong, cũng có thiên đạo Bạch số liệu lưu lại. Ngươi một đợt kéo hai cái, cũng không có vấn đề. Hừm, ta thử một chút, tóm lại, yên tâm giao cho ta đi, Bạch Tiền Bối đáng tin trả lời. Nói cách khác, cái thiên đạo ấn ký bên trong, Bạch Tiền Bối có thể mang đi hai cái. Còn dư 6 cái. Cậu đàn cha tiếc nuối nói, đáng tiếc chỉ là thiên đạo ấn ký, bằng không mà nói. Có thể dẫn dắt ta thiên đạo cùng đi đối phó luyến mắt đam mê đi. Tam nhãn tử, người thiên đạo nhược điểm là cái gì? Tam nhãn thiếu niên tiền bối hơi suy nghĩ một chút, Thư Hàng, dùng người thánh nhãn kim đan hách hệ thống, đi ứng phó ta thiên đạo. Đừng ra toàn lực. Treo hắn liền được, đối mặt thánh nhãn kim đan loại này chân quý con mắt lúc, ta đối ứng thiên đạo ấn ký, chắc chắn sẽ không xuất toàn lực, sẽ tận lực tránh cho làm bị thương thánh nhãn kim đan. Kể từ đó, ngươi liền có thể ngăn chặn hắn, chờ ngươi cùng Bạch đạo hữu giải quyết xong còn lại thiên đạo ấn ký về sau, liên thủ tiếp xử lý hắn. Chỉ cần không phải còn sống thiên đạo, vậy bọn hắn những thứ này cửu u chúa tể liền có thể lợi dụng bản thân bản năng, cung cấp một số phi thường hữu dụng đề nghị. Thiết kế bản thân thiên đạo ấn ký. Thu đến, ta sẽ để thánh nhãn kim đan hệ thống tự do phát huy, ngăn chặn thiên đạo tam nhãn tiền bối. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Nho gia thánh nhân cho hắn trợ giúp thực sự quá lớn, tại thời khắc cuối cùng, còn có thể đưa đến ngăn chặn thiên đạo ấn ký hiệu quả. Cậu đàn cha nàng, ngươi thì sao? Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, ta đều nói, cũng đến phiên ngươi. Thư Hàng. Thử triệu hoán một chút cửu tu phượng hoàng đao đi. Hắn là đạo khí, lại cùng ngươi khóa lại. Lúc này, hắn hẳn là có thể xuất hiện tại thiên đạo trong không gian thứ nguyên. Nếu như có thể triệu hồi ra hắn, vậy ta đối ứng thiên đạo, liền không có vấn đề. Cậu đàn cha nhắc nhở. Tại cái này thiên đạo khu vực hạch tâm bên trong, sở dĩ liền bản mệnh pháp khí đều không thể triệu hoán đi ra, là bởi vì bản mệnh pháp khí đẳng cấp không đủ, không cách nào lập tức tiếp nhận bất hủ cấp bậc tin tức trùng kích. Nhưng cửu tu phượng hoàng đao bản thân đã là đạo khí, cũng không phương diện này lo lắng. Còn lại 4 cái thiên đạo ấn ký. Đạo tử một sợi ý thức, Thư Hàng, bắt đầu trước dùng lão sư con mắt, đối ta thiên đạo ấn ký đến một phát, nhìn xem có thể hay không chấn trụ. Nếu như không được, vậy ngươi đem 2 khỏa thánh nhãn kim đan tách đi ra, một khỏa đi đối phó đệ nhị thiên đạo ấn ký, một khỏa dùng để ngăn chặn ta thiên đạo ấn ký. Đối mặt lão sư con mắt. Ta thiên đạo ấn ký nhất định không dám có đại động tác. Thánh nhân đối nho ra 13 kiếp tiên tới nói, diệt sư diệt phụ, sư phụ 2 chữ, là phi thường nặng nề. Không có vấn đề, việc này ta am hiểu, Tống Thư Hàng gật đầu trả lời. Kể từ đó, thánh nhân trong mắt cũng có thể khẽ kéo hai, đem đạo tử thiên đạo ấn ký cũng ngăn chặn. Chỉ còn đệ ngũ thiên đạo tiên tử ấn ký, đen kịt thiên đạo ấn ký, béo cầu đại lão ấn ký. Lúc này. Luân hồi nhận tiên tử cũng rốt cục đề nghị, bá Tống đạo hữu, ta vừa trao đổi luân hồi ấn, nàng nhắc nhở là ngươi phân thân. Phân thân của ngươi từng tại luân hồi ấn bên trong ôn dưỡng qua, đem hắn phóng xuất ra, hắn có thể dẫn dắt chúng ta thiên đạo ấn ký. Vận khí tốt, phân thân của ngươi còn có thể dẫn dắt nàng, giúp ngươi chặn đứng đệ tứ thiên đạo ấn ký. Mặt khác,
A thập lục vỏ đao, có lẽ có thể phát huy được tác dụng, nhưng hiệu quả chúng ta không thể cam đoan. Phân thân của ta đã từng thay thế thông nương, tại luân hồi ấn bên trong dạo qua một đoạn thời gian, thật sự là quá tốt. Tống Thư Hàng trong lòng cảm khái nói. Kể từ đó, trước mắt hắn phải đối mặt, chỉ có thiên đạo cầu đại lão. Mà liên quan tới thiên đạo cầu đại lão nhược điểm tình báo, Tống U U cùng thiên đế tử bên kia đều đang thu thập tin tức. Lại nói, thiên đạo cầu đại lão cũng coi là đối thủ cũ. Đối phương thủ đoạn công kích loại hình, thông qua đã từng béo cầu đại lão, Tống Thư Hàng cũng coi như quen thuộc. Đây coi như là cái đối thủ tốt nhất. Tống Thư Hàng song quyền chạm vào nhau. Đối diện, 8 cái thiên đạo ấn ký, vừa lúc ở thiên đạo quy tắc tác dụng dưới, hoàn thành cấu tạo, cùng nhau mở to mắt. Trong lúc nhất thời, vô cùng to lớn áp lực giáng lâm, ép hướng Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối lui ra phía sau một bước, sau đó, thiên đạo Bạch ấn ký cùng công đức đạo nhân ấn ký, tựa như chịu đến nam châm hấp dẫn một dạng, chủ động đi theo Bạch Tiền Bối rời đi. Cửu tu Phượng Hoàng Đao, đến. Tống phân thân, hiện. Thánh nhãn kim đan hệ thống, mở. Tống Thư Hàng theo sát lấy hành động. Tống phân thân được triệu hoán đi ra, hắn trải qua luân hồi ấn thoải mái, cũng đủ để tại cái này thiên đạo thứ nguyên bên trong tồn tại. Hiện thân về sau, hắn trước tiên đón lấy đệ ngũ thiên đạo tiên tử ấn ký, song phương lẫn nhau sinh ra một loại cộng minh. Tống phân thân phụ trách cầu dẫn đệ ngũ thiên đạo tiên tử ấn ký, tốt nhất có thể nhượng hắn mang theo luân hồi tiên tử ấn ký, quay đầu đi nhằm vào đệ tứ thiên đạo. Nếu như thất bại, cái kia Tống Thư Hàng liền được đồng thời đối mặt béo cầu đại lão cùng đen kịt cự lão. Cửu tu Phượng Hoàng đao thân mật trên người Tống Thư Hàng cọ sát, đón lấy thiên đạo cầu đàn cha. Cường giả giám định thuật, nho ra thánh nhãn kim đan bị kích hoạt, phân biệt khóa chặt tam nhãn thiên đạo ấn ký cùng đạo tử ấn ký. Hai đạo tình thương của mẹ ngưng thị phân biệt rơi vào đạo tử ấn ký cùng tam nhãn ấn ký trên người, đem bọn hắn phân biệt ngăn chặn. Cuối cùng, chỉ có béo cầu thiên đạo cùng tạm thời không có bị ngăn chặn đen kịt cự lão, hướng phía Tống Thư Hàng công tới. Oanh! Thiên đạo quy tắc khu vực hạch tâm, hóa thành một phiến vô biên vô tận bầu trời sao, xây dựng cung cấp thiên đạo chiến đấu chiến trường. Béo cầu thiên đạo ấn ký trực tiếp hóa thành chiến tranh thành lũy, giả thiên cái địa, quen thuộc hỏng pháo khóa chặt Thư Hàng, lại nhiều lại miệng lớn. Đen kịt cự lão ấn ký càng thêm khoa trương, hắn thân hình tản ra, hóa thành hơn ngàn ngôi sao. Mỗi một viên tinh thần, tản ra thái cổ xa xôi khí tức. Tiếp theo, cái này hơn ngàn ngôi sao hóa thành lưu tinh, kéo lấy thật dài đuôi lửa, lấy diệt thế chi tư đánh tới hướng Tống Thư Hàng. Những ngôi sao này, thể tích mặc dù đều chỉ có mặt trăng kích cỡ tương đương, nhưng chúng nó bộc phát ra hào quang, so mặt trời càng chướng mắt. Nhưng những thứ này cũng còn chỉ là bề ngoài, đáng sợ nhất là bọn chúng nội bộ ẩn chứa bất hủ lực lượng. Đối vẫn còn á bất hủ trạng thái Thư Hàng tới nói, những ngôi sao này công kích, đủ để cấu thành tổn thương. Đối mặt đồng thời oanh gần, hùng hổ dọa người béo cầu, đen kịt cự lão. Tống Thư Hàng không có kinh hoàng. Kinh lịch sóng to gió lớn hắn, đã không tùy tiện chấn kinh. Hắn hai mắt bên trong, tỉnh táo đáng sợ. Tiếp đó, hắn duỗi tay cầm ra một thanh vỏ đao. Á bất hủ cấp tốc hóa thành 1000 con tiểu thủ, chộp vào trên vỏ đao. Trước đây không lâu, ta lĩnh ngộ được một việc, trên thế giới này, vẫn có yêu, Tống Thư Hàng không hiểu thấu nói. Sau một khắc, đại lượng giá rẻ yêu hóa thành so ngôi sao còn muốn ánh sáng sáng tỏ huy, sát na ở giữa trọn vẹn 100 triệu phát dưỡng đao thuật rơi vào trên vỏ đao. Vỏ đao suýt chút nữa thì bị hao khoan khoái bì. Đối diện, cái kia hơn ngàn khỏa khí thế hung hăng ngôi sao công kích, rõ ràng thắng gấp ngừng lại, cứng ngắc lại mấy tức. Nguyên bản cùng hắn đồng bộ công kích béo cầu ấn ký, ngược lại trước một bước tiến đến. Trăm ngàn vạn hỏa lực cùng công kích quang huy, đánh phía Tống Thư Hàng. Tụ lý càn khôn, Tống Thư Hàng vung tay lên một cái. Hắn ống tay áo huyễn hóa ra to lớn tay áo, một hơi đem tất cả béo cầu đại lão công kích chứa vào. Oanh! Nhưng vừa mới chứa vào, tụ lý càn khôn liền nổ tung lên, đem Tống Thư Hàng tay phải nổ thành một mảnh cháy đen. Á bất hủ trên cánh tay, đều bị tạc ra từng cái lõm hố. Nhưng rất nhanh, liền lại khôi phục co giãn. Tổn thương cùng ta tính ra không sai biệt lắm, á bất hủ cấp thân thể, có thể chống đỡ được. Tống Thư Hàng nói khẽ. Có thể chống đỡ được liền tốt. Chỉ cần có thể chống đỡ, cái kia bước kế tiếp,
là hắn có thể hướng béo cầu đại lão thiên đạo ấn ký phơi bày một ít hắn tu liêu trường sinh đạo mạnh nhất năng lực. Cường hóa bản. Nhân quả đao, tu liêu cường hóa bản. Tống Thư Hàng tay phải hư nắm, từ A thập lục trong vỏ đao, có một đạo hình chiếu hiển hiện. Là đao hư ảnh. Tống Thư Hàng duỗi tay rút đao. Tu liêu trường sinh đạo toàn công suất vận chuyển. Chư thiên vạn giới chúng sinh hoa thôi nhân quả, thêm tái bắt đầu. Công đức xà Mỹ nhân hiển hiện, tại vì Tống Thư Hàng khung phòng ngự đồng thời, phụ trách tăng cường công đức võng lạc tín hiệu. Hiện thế bên trong, Tống Thư Hàng thiện thi, ác thi, tự ngã thi, phá vỡ thiên đạo phòng tối, bước vào hiện thế. Cửu U thế giới, Tống U U mở to mắt, thu thập cửu U thế giới nhân quả. Trung cực bá Tống, giờ khắc này, uy lực toàn bộ triển khai. Tu liêu trường sinh đạo, 200% uy lực. Cảm giác áp bách mạnh mẽ, từ rút đao tư thế Tống Thư Hàng trên người bạo tạc. Trong vỏ đao, hư ảo chi đao bắt đầu ra khỏi vỏ. Theo cái này rút đao động tác, đám người dưới chân phương này từ thiên đạo quy tắc biến thành bầu trời sao, vậy mà bắt đầu phai màu. Nguyên bản như bức tranh bầu trời sao, bị rửa sạch màu sắc, hóa thành trắng bệch, trở thành một thuần trắng không gian. Liên đối lần đen kịt cự lão ấn ký cùng thiên đạo béo cầu ấn ký, cùng bên cạnh lịch đại thiên đạo ấn ký, cũng đều chịu ảnh hưởng, thân thể của bọn nó bắt đầu bạch hóa. Tại cái này một mảnh tiếp cận thuần trắng không gian bên trong, duy chỉ có Tống Thư Hàng duy trì bản thân màu sắc. Mà trên người hắn cảm giác áp bách, phảng phất hóa thành thực chất, trở thành màu đen khí tức, áp bách toàn trường. Phiến hơi thở thời gian, cả cái thiên đạo quy tắc không gian, đều bị bá Tống trên người thực chất hóa cảm giác áp bách sở bổ sung, từ thuần trắng không gian lại nhuộm thành màu đen nhánh. Từ bầu trời sao thốn hóa vì thuần trắng, lại từ thuần trắng nhiễm lên bá Tống đen kịt ở trong quá trình này, cả cái bầu trời sao thế giới, bị bá Tống chi phối. Đây chính là Tống Thư Hàng cùng sau lưng các vị đại lão các tiền bối trải qua thiên tân vạn khổ, vì bá Tống ngưng tụ ra tu liêu trường sinh đạo uy lực. Xưa nay chưa từng có trường sinh pháp, xưa nay chưa từng có cường đại. Bá Tống trong tay hư ảo chi đao, rốt cục ra khỏi vỏ rõ ràng chỉ là một sát na sự, nhưng ở Tống Thư Hàng cái kia thực chất hóa lực áp bách tác dụng dưới, một sát na này lại giống một thế kỷ dài dằng dặc. Thân đao quất ra chớp mắt bên trong, vốn chỉ là hư ảo lưỡi đao, ngưng vì thực chất, hóa thành đạo khí. Luân hồi nhận đây là nhân quả đao hoa thôi pháp tắc hiệu quả. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử cùng luân hồi nhận tiên tử, cũng là Tống Thư Hàng rút ra nhân quả đối tượng một trong. Lực lượng của các nàng xuyên thấu qua A thập lục vỏ đao, đem cái này hư ảo hình chiếu chi đao trong thời gian ngắn cụ hiện hóa thành chân chính đạo khí thân đao. Không chỉ có là luân hồi nhận tiên tử cùng đệ ngũ thiên đạo tiên tử, cẩu đản cha, tam nhãn tiền bối, bạch tiền bối, bất hủ đạo nhân các loại các vị tiền bối, hiện thế bên trong sinh linh, cửu u bên trong tà ma, tất cả nhân quả đều bị hội tụ, hóa thành bá Tống trong tay một đao kia. Tất cả lực lượng cộng Tống Thư Hàng bất hủ lực lượng, để thân đao lôi ra màu xanh đậm quỹ tích. Chém. Nhân quả đao, tu liêu trường sinh bản hướng phía đối diện thiên đạo béo cầu ấn ký, vung xuống. Thiên đạo béo cầu ấn ký chịu đến áp bách uy hiếp, tại một sát na bên trong, bộc phát ra không cách nào tính toán hỏa lực. Sán lạn lại trói mắt hỏa lực, phát thiên cái địa, đặc hiệu. Cùng hắn cùng so sánh, Tống Thư Hàng nhân quả đao đao mang, nhỏ bé đáng thương. Nhưng chính là cái này nói nhỏ bé đao mang, chém về phía cái kia vô tận hỏa lực lúc, lại như bổ dưa thái rau, đem tất cả hỏa lực tùy tiện chém ra. Đao mang khóa chặt thiên đạo béo cầu ấn ký. Nhân quả chi lực, công đức chi lực, luân hồi chi lực tầng tầng thêm khóa. Làm thiên đạo béo cầu ấn ký không cách nào tránh né. Vô luận như thế nào đi tránh né, đi luận làm sao đi phòng ngự, một đao kia, tại chém ra một sát na, đã nhất định kết quả. Chỉ có thể ngạnh kháng. Xoẹt. Thiên đạo béo cầu trên người gần vạn tầng phòng ngự, tại một đao kia xuống bị đều chém ra. Ngay sau đó, hắn cái kia như ngôi sao thân thể khổng lồ, bị đao mang vô tình cắt thành hai nửa. Đồng thời, lấy cái này bằng phẳng vết đao làm đầu nguồn, thiên đạo béo cầu thân thể cao lớn, bắt đầu sụp đổ. Liền thiên đạo béo cầu bản thân bổ sung cường đại tự lành năng lực, đều bị áp chế. Tự lành tốc độ, căn bản không đuổi kịp thân thể sụp đổ tốc độ. Một lát sau, thiên đạo béo cầu ấn ký, bị phá hủy thành cặn bã. Thiên đạo ấn ký, có được bất hủ đạo ngân cùng gần như thiên đạo uy lực công kích. Nhưng chúng nó tự thân,
cũng không phải là bất hủ bất diệt. Dù sao, nếu như ấn ký là bất hủ bất diệt lời nói, cái kia Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối cũng không cần khiêu chiến, trực tiếp đầu hàng là được. Kết thúc, trong tay mượn nhân quả chi lực ngưng tụ ra thực thể luân hồi nhận tiên tử, lên tiếng hỏi. Thân là một đao này vật dẫn, luân hồi nhận tiên tử lấy thứ nhất thị giác góc độ, tinh tế thể nghiệm một đao này cường đại. Nhưng luân hồi nhận tiên tử vừa dứt lời. Đối diện, bị sụp đổ thành cặn bã thiên đạo béo cầu ấn ký, vậy mà bắt đầu trùng sinh, lần nữa ngưng tụ thành một cái thu nhỏ béo cầu đến. Ngoại trừ hình thể co nhỏ lại một chút bên ngoài, thiên đạo béo cầu ấn ký, lại lần nữa khôi phục nhảy đi năng lực. Loại này cường hãn năng lực tái sinh, rõ ràng không có bất hủ thể chất, nhưng lại gần như bất tử bất diệt, quả thực là tất cả tu luyện giả ác mộng. Dạng này cũng còn không chết, luân hồi nhận tiên tử đều có chút kinh ngạc, cái này thiên đạo béo cầu, có chút năng lực. Bất quá, sụp đổ một lần về sau, thiên đạo béo cầu thể tích rõ ràng rút nhỏ rất nhiều. Sở dĩ nó loại này trùng sinh khẳng định cũng là có hạn mức cao nhất. Vậy liền lại chạm hắn một lần, luân hồi nhận tiên tử chuẩn bị sẵn sàng. Ý đồ lại phối hợp Tống Thư Hàng, thi triển nhân quả đao. Nhưng nắm chuôi đao Tống Thư Hàng, lại hoãn hoãn thu đao trở vào bao. Đã kết thúc, Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn đã chết. Luân hồi nhận tiên tử trong lòng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hoa tại thiên đạo béo cầu bên người, đột nhiên lại có một đạo đao mang xuất hiện. Cái này nói đao mang, phảng phất vượt qua nhân quả, vượt qua không gian, từ quá khứ chém tới tương lai. Đao lạc. Thật vất vả trùng sinh thiên đạo béo cầu ấn ký lại một lần nữa bị chém ra, từ vết đao có sụp đổ. Cái này, là ngươi vừa rồi chém ra một đao kia, luân hồi nhận tiên tử hỏi. Tại nàng đang khi nói chuyện, thiên đạo béo cầu ấn ký, lại một lần khôi phục, hóa thành càng nhỏ hơn số một thiên đạo béo cầu ấn ký. Nhưng nó thân hình vừa mới khôi phục, cái kia nói đao mang lại một lần xuất hiện, chạm trên người nó. Vô luận hắn khôi phục bao nhiêu lần. Kết cục đều là giống nhau. Tại Tống Thư Hàng vung ra cái kia một cái nhân quả đao. Tu liêu bản về sau, tại xuất đao chớp mắt bên trong, một đao kia cũng đã đem trước mắt thiên đạo béo cầu ấn ký triệt để chém giết. Từ đao ra thời điểm đến tương lai thiên đạo béo cầu ấn ký đều đã trải qua chết ở một đao kia bên dưới. Tại Tống Thư Hàng thu đao trở vào bao một khắc kia trở đi, thiên đạo béo cầu ấn ký, liền đã kết thúc. Trước mắt từng cảnh tượng ấy thiên đạo béo cầu ấn ký không ngừng phục sinh, bị chém giết hình ảnh. Trên thực tế đã từng xảy ra sự tình hình chiếu. Chân chính thiên đạo béo cầu ấn ký đã chết ở mấy tức trước quá khứ. Luân hồi nhận tiên tử rất nhanh liền minh ngộ trước mắt hình ảnh nhân quả, lý giải tới. Người trường sinh đạo, không khỏi thật là đáng sợ. Loại này bàng đại tính toán năng lực, căn bản không phải không chứng đạo người có thể làm được. Ngươi bây giờ rõ ràng cự ly chứng đạo, còn có cuối cùng khâu. Luân hồi nhận tiên tử nói. Ta có thiên đạo cấp tính toán loại quải. Tống Thư Hàng soái khí hồi phục. Luân hồi nhận tiên tử. Ngươi cái quải bức. Kế tiếp, đen kịt thiên đạo ấn ký. Tống Thư Hàng quay người, nhìn về phía hóa thân mấy ngàn ngôi sao đen kịt thiên đạo đại lão. Đồng thời, lại nhìn phía bị bản thân phái đi câu dẫn đệ ngũ thiên đạo tiên tử ấn ký Tống. Tống. Thành công một nửa. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử ấn ký, không có bị câu dẫn đến trận doanh mình. Nhưng lúc này đệ ngũ thiên đạo tiên tử ấn ký, thông qua cùng Tống Cộng Minh, biến càng thêm linh hoạt một chút. Điểm ấy linh hoạt, vừa đủ nàng đem cừu hận giá trị khóa chặt đệ tứ thiên đạo. Ánh mắt của nàng chằm chằm vào đệ tứ thiên đạo ấn ký, biến sắc bén lên. Tại lưu luyến không rời bên trong, 2019 rốt cục từ bỏ ta. Đem ta đưa vào đến 2020 ôm ấp. Một năm mới, hy vọng các vị đạo hữu, tiên tử nhóm, cũng có thể tại năm 2020 trong lồng ngực, được đến mình muốn ấm áp. Một năm mới, khoái hoạt vui vẻ vạn sự như ý. Thiên đạo quy tắc tế ra 28, năm mặc cho thiên đạo ấn ký, vốn là ngăn cản bá tống cùng bạch tiền bối sau cùng chống cự. Đây là thiên đạo quy tắc nhằm vào hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo sau cùng quật cường. Nhưng không nghĩ tới chính là, bá tống trên người tống cứ nhiên có thể cùng đệ ngũ thiên đạo tiên tử ấn ký, sinh ra cộng minh. Đồng thời, còn thành công để đệ ngũ thiên đạo tiên tử đem thứ nhất cừu hận bỏ vào đệ tứ thiên đạo ấn ký lên. Nếu như thiên đạo quy tắc có linh lời nói, sớm đã bị khí nhảy.
hai người cùng một chỗ chứng đạo còn chưa tính, trên người lại còn mang theo có thể làm đệ ngũ thiên đạo ấn ký sinh động vật phẩm. Trên thực tế, đây cũng là Tống Thư Hàng vận khí tốt. Bởi vì đệ ngũ thiên đạo tiên tử đối đệ tứ thiên đạo oán hận sâu nhất thời điểm. Chính là nàng vừa chứng đạo bất hủ một sát na kia. Tại một sát na kia, nàng cảm ứng được đệ tứ thiên đạo ở trên người nàng động tay chân, trong lòng nổi nóng. Mà thiên đạo quy tắc tế ra thiên đạo ấn ký, chính là đệ ngũ thiên đạo tiên tử chứng đạo bất hủ thời khắc giai đoạn. Chính vì vậy, đang bị Tống có chút kích hoạt một điểm về sau, đệ ngũ thiên đạo tiên tử trực tiếp liền đem Tống Thư Hàng cửu hận giá trị sắp xếp đến vị thứ hai. Thứ nhất cửu hận vững vàng rơi vào đen kịt thiên đạo ấn ký trên người. Tống Thư Hàng thu đao trở vào bao. Nguyên bản đã thốn hóa vì trống không bầu trời sao, lại một lần nữa hoãn độ sắc trở về.